Ê ê, ông Xanh bà Hương, ông Xanh bà Hương lên đây coi cái này vui lắm nè. Đó đó, lên coi kìa. Trời ơi. Nó trẻ khỏe nhảy đẹp quá. Hay quá. Trời ơi. Để chị xuống chơi với tụi em nha. Gì vậy? Ê, chị đây. Bà Hương, chị đây. Xuống chơi tụi em nha. Mấy hổ được chạy. Bà té bây giờ. Đừng có chạy bà ơi. Không có sao đâu. Đứng lại đó. Đi đâu không đi mà ông lại dắt hai đứa tôi đi tới cái sở thú thiên đình. Người ta mời vợ chồng mình đi event cuối năm. Ông đưa vô sở thú chi? Mà cái sở thú đơn điệu hết sức. Sở thú người ta có cái trăm, cái ngàn, cái loại thú khác nhau. Cái sở thú này dòm tới dòm lui. Có 12 con hổ à? Có 12 con à? Đây nè, tấm thiệp để trên bàn nè, thời gian để địa điểm rõ ràng nè. Bởi vậy mình đi tìm coi. Kiếm đi. Nó coi có cái bàn. Tấp vô là vợ để trong đâu em. Coi cái bàn nào mà bàn ngồi số 1 đó. Mình mới vô mình ăn, hiểu không? Đây nè, cái bàn đây phải không? Ê, trời đất ơi. Hổ. Uy nghi quá. Hai ông. Cái gì vậy? Ủa sao bên trên đây một trời mà bên đây một vực vậy ta? Một vực mà đây vực thẳm luôn nè. Bà nói sao? Bà vừa thôi nha. Cái ông hổ bên đó uy nghi đúng không? Còn bây giờ tôi bắt đầu tôi đa nghi nè. Sao? Tôi đa nghi, tôi không biết bà thiệt ra có phải là vợ của hai đứa tôi không nữa. Đúng rồi. Suốt ngày cứ dìm hàng chồng không hả? Không, kỳ này tôi không dìm nó được. Cái điện thoại đây tôi chụp cho hai ông. Vô đứng đi, đẹp hơn ông hổ luôn. Cho xin chụp hình ké xíu nghe ông hổ. Đây là khi bạn nghĩ uy nghi lên, hai nghi lên. Ba. Nhưng thực tế là theo vị tôi tắt lên xe vô nè. Thấy ông cọp luôn chưa? Thấy à, thấy tốn đứa mình nha. Vô. Ủa sao có hai con người mà hai con cọp vậy? Đúng rồi, sao trong tấm hình này một mà trong tấm hình này tới hai con cọp. Đúng rồi, một con màu vàng, một con màu hồng nè. Ông luôn bây giờ á, tôi cạp ông luôn bây giờ á. Tại sao vậy hả? Con vợ mà suốt ngày so với con hổ con cọp hoài vậy? Trong lúc mà tôi nhìn cái hình này tôi mới nhớ ra chuyện. Nhớ gì? Đáng lý giờ này là mình phải đổi mão lên rồi chứ tại sao mà còn hổ đây? Đúng rồi. Lẽ ra giờ này mình phải đổi cái con vật cho năm sau lên. Đúng rồi. Mỗi năm là như vậy. Bây giờ mình mà không làm chuyện này sớm, Ngọc Hoàng mà biết được Ngọc Hoàng trách tội tụi mình rồi. Sao nghe nè, bây giờ á thay vì là các tiên bận rộn không ai đổi đó, người ta quên. Đúng rồi. Ba đứa mình lập công. Ba đứa mình. Mình làm cái chuyện dời đi. Dời cái tượng ba hổ. Đứa cái mặt cơ hội vậy. Trước tiên là mình phải coi địa hình. Lên. Cẩn thận nha. Đây, ngại cái này đó. Rồi, lại đi. Mạnh tay lên chút đi. Dùng sức đàn ông á. Đàn bà con gái gì mà yếu nhớ, có cái chuyện thiên giá hổ nặng cả ngàn cân thôi mà cứ người đàn bà này không làm được. Sắp được. Được cốt rồi. Cố lên đi. Ở phía sau. Ê, có ăn trộm. Hả? Ăn trộm. Mấy người là ai? Mấy người là ai mà dám đánh Thái Thượng Lão Quân hả? Không đánh nha, chúng ta chỉ gọi là tác động vật lý lên thôi. Trời ơi, mấy người là Thái Thượng Lão Quân đó. Mấy người dám tác động vật lý? Chạy đi. Thiên binh thiên tướng. Mấy người là ai? Mấy người là ai mà dám lên đây ăn cắp tượng linh hổ hả? Một... Ủa sao có một con hổ mà bây giờ tới hai con rồi? Dạ phải.
Một là con hổ, cái đứa còn lại là con vợ. Chát con vợ xuống. Vậy, vậy là mình không lấy hổ nữa không? Không, không, từ từ đi. Trời, ẩm xuống đàng hoàng. Dạ, ủa? Gia đình Táo xin chào bác Quân. Sao mấy người dám ăn cắp tượng linh hổ? Không dạ, có. Đầu tính là giờ, sao giờ này rồi mà chưa chuyển giao ông hổ qua cho con Quý Mão. Đó. Trời ơi. Cho nên là tụi em mới dời giùm. Dạ. Ai biểu ai mượn? Không ai biểu, không ai mượn, nhưng mà có lòng tốt làm giùm. Có lòng tốt hả? Bye 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 bye. Đi đâu đó? Dạ, tính trốn. Trốn hả? Nghe ta nói chuyện. Ngày hôm nay tập hợp ở đây là tại vì trừ tiền của dính liếu tới đầu. Đâu rồi đâu? Chạy trốn nữa đúng không? Tính trốn lần vô hai. Vị trí đây liền. Đi vô. Trời ơi. Thiên binh thần tướng, mau mời các chư tiên tới đây gấp. Trời đất ơi. Ê, ê, sao tự nhiên không cầm cái dù chi vậy ta? Chắc ở trên này mưa dữ lắm mà mới cầm dù. Trên thiên đình còn mưa. Ủa đâu mất tiêu rồi? Chào chư tiên, chào chư tiên. Trời đẹp quá. Ta Nam Đào. Ta bắt đầu. Mr. Đăng Nhập. Mr. Đăng Xuất. Đánh cho phòng tuyển dụng nhân sự Thiên Đình. Đình 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 đình. Hay quá. Như hai chị em sinh đôi vậy. Đẹp quá, đẹp trời ơi. Trăng kia treo ở trên trời, thiên đình ai đẹp rạng ngời như Nga. Nguyễn Tiểu Nga from Cung Trăng. Trời ơi. Nói nghe, bà Nga này mà bả đi thi hoa hậu dưới Trần Gian dám đậu lắm hả? Đó, đẹp. Vậy vậy vậy. Thiên lôi, yêu thiên nhiên, thích ăn thiên thạch, đến từ sở điện lực Thiên Trời. Trời. Tới ta thể hiện. Tới ông đi. Trời ơi cái tướng kìa. Ta Thái Thượng Lão Quân chuyên cung cấp tiên đơn cho cung đình. Đây là thực phẩm không có chức năng là thuốc, nhưng có tác dụng chữa trị như thuốc. Nhà ai có đau lưng nhức mỏi liên hệ ta. Nhà ta nhiều đời chữa trị nhức mỏi, liên hệ 0909123456567. Chỉ là hết sảy. Ôi bà con ơi. Thôi, không phải là giờ quảng cáo. Đó, thấy chư tiên tụi tôi kêu tên ấn tượng chưa? Ấn tượng. Làm sao? Muốn nghe thử nhà bên đây người ta giới thiệu không? Bên làm thử coi. Nghe nè. Sao giống gọi đầu dưỡng sinh quá vậy? Cảm giác chưa đang ở táo xanh. Táo điện trong tất cả mọi nhà. Sang trọng. Đẹp trai. Duyên dáng. Dạ. Dễ thương. Đúng không? Cao to lực lưỡng. Cao 1m82. Trời ơi. Trời ơi, nó quá không vậy? 1m28. Chiều đo cá nhân. Cái chiều đó? 90 60 90 90 60 90. Tóc mắt mắt có chân lưu lên không hơi chân. Xin chào tất cả mọi người. Dễ thương. Thấy chưa? Đó, người ta giới thiệu là phải giới thiệu như vậy. Chứ không có ai với mấy người ở trên á. Đây là cũng là điện ở dưới nhà nè ha. Bếp điện mà ta vậy. Còn đây nè cũng điện mà giới thiệu nó ố về. Đúng không? Khi mình hô tên của mình á, hô nụ nụ xương xương thôi. Có cục hơi vững chắc thì hãy hô. Ra hô xét lẹt. Giọng hơi thì không có đúng đâu đâu đó. Hét cái địa danh địa bàn mà lên thôi mà người ta hết rồi mà chía. Làm coi nó vừa vừa, làm quá nó coi nó không có được. Ai hô ố về? Tôi hô rất nhẹ nhàng tinh tế nha. Ai hô mà nói ai hô?
từ điển Việt Nam mình phong phú đa dạng lắm. Bao nhiêu từ xong kêu từ hô chi vậy? Đúng rồi đó. Thí dụ nè. Đọc tên. Đó. Kêu tên. Réo tên. Gọi tên. Hú tên. Đó. Hô tên. Xong vòng vậy như cũ vậy. Ông vô duyên nha. Vợ tôi nó hô tên mà tự nhiên ra gây với vợ tôi là sao? Đúng rồi đó. Thì hô người ta nói hô có gì. Trời ơi. Bây giờ mình vô vấn đề chính được chưa? Rồi. Dạ chưa. Con còn có một món quà tặng cho các chư tiên nữa. Trời có quà. Quà. Công nhận Hằng Nga tinh tế. Hằng Nga dễ thương. Đã đẹp rồi mà còn có của nữa. Chu đáo dễ thương. Quà đó, quà đó. Quà trển gì vậy? Ủa mà cái gì vậy trển? Dạ. Coi thử đi. Cái gì vậy ta? Ông ẩm tao lên coi. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Hả? Ẩm rồi đó, ẩm rồi đó. Cũng không thấy nha. Kỳ vậy. Ê nó nghe nè, cho quà để xuống cho ta nhìn thấy thì không ai thấy luôn. Cái này mình cho quà chứ không phải phơi đồ. Bé ơi, hạ xuống đi. Cái gì vậy? Wow, cái bánh. Thôi bên đó ăn đi, nhường á. Thôi nhường bên đó đó. Thôi lâu lâu mấy ông bà lên chứ mấy ông bà ăn đi thử đó. Biết mấy ông bà cũng thèm mà. Ở dưới chắc không có mấy cái này. Cái bánh này nhỏ xíu vậy là bánh thử đó. Để tôi. Trời ơi. Bánh này là bánh thiệt. Con tặng cho các chư tiên. Ăn cái này là thọ 7.000 năm. Sao rồi? Trời ơi. Chậm múc. Bà nuốt hết rồi. Thôi, chết rồi. Còn nhiêu mốc nhiêu đi nè. Để tôi nữa. Nói nghe bà thọ 7.000 năm ai bà chịu nổi. Sao bà sống chi dai vậy? Ê, tới tôi ra hết trơn hả? Nó nghe. Mình chấm vậy mình sống được 100 năm á. Trời ơi. Kệ đi có nhiều hay chơi nhiêu. Mà nó nghe nè. Tại sao mà tặng cho chư tiên tặng có một cái một thôi. Ê nó nghe nè. Hằng ngày không mấy bây giờ mình làm thêm mấy cái khác để mình tặng cho mọi người ăn đồng chia đủ được không? 7.000 năm nữa mới làm tiếp được. Trời ơi. Phần tặng quà giới thiệu đồ xong rồi, bây giờ mình vô vấn đề chính nè. Nãy giờ chưa chính nữa đó hả? Mình quay vô cái là tượng linh hổ. Ngày hôm nay chư tiên mình tập hợp ở đây là có nhiệm vụ đánh thức tượng linh hổ này thức dậy. Ủa mỗi năm đâu có cái vụ này đâu, tự nhiên bữa nay bày ra cái vụ này nữa. Thì đúng rồi, hằng năm là thái thượng lão quân ta đánh thức, nhưng năm nay lệnh của Ngọc Hoàng là tổng hợp các tiên lại để mà đánh thức tượng linh hổ. Dễ ợt, mình chích điện đi. Trời ơi. Không thấy được. Ghê quá à, tôi nghĩ là tạt nước được rồi. Ê, về Thái Lan lộn lễ té nước. Bây giờ nó không thức dậy phải không? Thì mình bum phi hư hư ha. Trời ơi, lớn tuổi rồi, nó bạo lực lắm. Tự nhiên hả? Nga nghĩ Nga có cách này nó nhẹ nhàng hơn nè. Cách gì Nga? Hay là mình cho nổ cái tượng đi. Trời ơi. Trời đất ơi, nói nhẹ nhàng ghê á trời. Không phải là những cách như vậy đâu. Chứ làm sao? Bây giờ Ngọc Hoàng có một bộ đề, nhưng mà trước khi bộ đề lộ ra, chúng ta sẽ chơi trò chơi nói từ xem ai sẽ là người chiến thắng. Ok, bắt tôi, đầu đi. Tôi chơi trước đi. Bây giờ nãy Hằng Nga cho ăn cái bánh phải không? Tôi nói trước. Nói. Bánh xe. Xe hơi. Hơi bé Hồng. Là cái gì? Hồng bé ơi. Trời ơi. Tào lao ghê vậy. Nè. Làm gì đánh? Trò chơi tiếp tục. Khoai mì. Mì gói. Hay quá. Mì gói. Nói gì? Nói đi. Gói gì? Gói kẹo. Kẹo. Kẹo ngọt. Ngọt ngào thì sao nào? Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Trời ơi. Dạy cờ tôi ấy khi đang bàn tay. Đúng trend. Đúng rồi đó mình. Cái trend á. Vui không? Vui. Qua trend. Trời đất ơi. Trò chơi đó là trò chơi khởi động thôi, thông não để mình vô vấn đề chính. Nãy giờ chưa chính luôn. Chưa. Trời đất ơi. Mọi người. Sao? Mọi người có biết bộ đề đó là gì không? Là cái gì? Ta cũng không biết. Trời ơi. Nhưng mà có một người đặc biệt biết. Ai? Đó chính là Thiên Hậu. Đâu? Thiên Hậu. Bái kiến Thiên Hậu. Ta miễn lễ, đây là đề thi. Đề thi kìa. Có đề rồi. Con có bánh trung thu muốn tặng cho Thiên Hậu.
Ta không ăn đâu, mập lắm. Ủa? Có dầu thơm. Lát thơm. Nữa tặng cho hậu. Tặng quà, nịnh bợ cho coi đề thi trước đi. Ê! Sao mày lộ liễu quá vậy không biết nè. Tao Hồng đừng nghĩ là mực ngọt chết rồi nha chứ. Ta không có dễ dụ gì đâu. Dạ. Thôi, lấy đề cho gia đình. Thôi, bây giờ bắt đầu vào đề thi nha. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Các đề của Ngọc Hoàng như sau. Chư tiên đọc ba câu ca dao tục ngữ về loài hổ, khớp với ba viên linh ngọc đã được phong ấn trên tượng hổ. Khi các tiên hoàn thành thử thách thì linh khí sẽ hội tụ về ngọc, tức khắc linh hổ sẽ hiện thân. Ồ, hiểu rồi. Ta nói trước nha, hổ vằn ngoài da, người vằn trong bụng. Nghe tiếng gì không? Làm có được sai. Nói một cái là sáng liền, là sáng bừng nè. Hổ phụ danh hổ tử. À, không phải đâu ông ơi. Anh cười chết. Sáng rồi, sáng rồi. Sáng mắt ông rồi đó. Nãy giờ ta đã nghiên cứu ra rồi. Khi ta đọc câu này, chính xác ba viên ngọc sáng bừng lên, đốt pháo bông rần rần đón ta về. Chuẩn bị bắn pháo bông nghe. Được. À, chuẩn bị nghe ta. Còn mình ba đó. Miệng hùm gan sứa. Nổ và banh xác luôn. Ủa sao vậy ta? Là sai luôn kìa. Hổ chết để da, người ta chết để tiếng. Hay không phải luôn mọi người ơi. Điệu hổ ly sơn. Tại sao vậy ta? Thấy cái gì nó lạ không? Ta sẽ đọc cái nào cũng sai hết vậy. Thôi 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 thôi. Các anh đừng có tranh cãi nữa, làm ta cũng rối trí. Ta thấy hoang mang thật sự đó. Bởi vì thật ra các khanh đã đáp đúng ba câu ca dao tục ngữ. Ba câu của các khanh à, là điệu hổ ly sơn. Câu của tôi, câu tôi. Hổ phụ sinh hổ tử. Đây là câu tôi á. Miệng hùm gan sứa. Gia đình mình tiến lên lãnh thưởng. Nhưng mà không có sáng đâu lãnh thưởng. Không có sáng. Nhưng ngọc vẫn không phát sáng. Dạ đó. Và linh khí vẫn không thể hội tụ về ngọc. Ngọc giả. Dạ. Nếu đã giả thì mình phải thử. Ờ. Thần có một cái cây để thử ngọc. Đây, đồ của thần đây. Dạ đây. Trời ơi. Ồ. Cái cây này đặc biệt lắm. Ví dụ như thấy ngọc là sẽ phát sáng. À. Nếu là ngọc giả là nó tối hù như vậy. À. Bây giờ cả nhà thấy tối hù không? À. Thấy không? Thấy không? Cho phép thần thử nha. Ồ. Ôi, hay quá. Hay quá. Trời ơi. Từ trên xuống dưới thiệt không? Đồ thiệt không? Bởi vậy ta nói, bởi vậy. Ủa nó nghe nè, sao bên thiên hậu là sáng chói mà đưa qua cho ông cái tắc ngấm vậy? Tôi đưa tiền cho ông không toàn đâu. Thôi thôi, giữa chốn ba quân đông người được hỏi mấy chuyện tế nhị này. Thôi mấy giờ... tiền đi mua quà cho mấy tiên nữ hết rồi phải không? Tám Hồng. Có. Tập trung vô công việc. Đúng. Dạ tập trung. Rồi rồi. Bây giờ mình sẽ thử ba cái viên ngọc này. Dạ. Phát sáng ra hay không? Tách ra đi. Đúng rồi, thử đi nè. Thử đi. Ngọc giả chân xin chia buồn cùng quý khách. Lêu lêu và lêu lêu. Trời ơi, vẫn là rồi. Quang đường, quang đường. Đó là chuyện quang đường. Làm sao ba viên ngọc này là giả được? Làm gì có chuyện ngọc giả ở trên thiên đình? Tôi không tin cái cây của bà đâu. Dù cái cây của bà là giả đó. Bây giờ mình phải sử dụng bảo bối của thiên đình thôi. Đúng. Đây. Ồ. Vậy thì ông cho tôi thử cái cây của ông coi thật hay không? Tất nhiên là đồ thật chứ. Ai biết được, nhiều khi ông đi cầm sao? Thấy chưa? Là cây thật. Bảo bối của ta mà. Mọi người tránh ra, mọi người tránh ra. Tránh trong thử coi chừng có ai đồ giả không, nó biến mất bây giờ. Để ta thử cho. Ê. Thử nè. Ô kìa kìa, ông hổ kìa. Nó vẫn hiện diện ba viên ngọc. Chứng tỏ ba viên ngọc lại là đồ thiệt. Đúng vậy, đồ thiệt. Bây giờ một người nói giả, bây giờ người nói thiệt. Chứ biết tin ai bây giờ? Thôi để tôi. Ông lấy gì ông thử? Tôi có kiến chiếu yêu đây. Tất cả yêu ma quỷ quái đến cái kiến chiếu yêu này sẽ hiện ra hết. Tất cả sẽ lộ ra hết.
Để ta coi đây. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì âm thanh rõ ràng quá vậy? Cái kiến là hiện chữ pha ke. Hả? Vậy là dạ sao? Rồi. Dạ. Dạ. Làm dạ nó được. Dạ. Tiên đình thì làm sao có đồ giả được. Đúng rồi. Phải tới thiên lôi ta ra tay. Tất cả những gì thật giả trên trần gian chỉ cần búa xét của ta đánh vào một cái. Nếu nó bể thì chắc chắn nó là đồ giả. Ồ. Phải không? Trời ơi, ông Thiên Lôi. Bà nói thử sao đi. Trời. Dạ. Trời ơi. Ôi, ổ kìa. Thiệt kìa. Thiệt. Đó là ngọc thiệt đúng không? Đúng không rồi. Phải là đồ giả. Ngọc thiệt. Tôi tin cái cây này của vợ tôi. Trời ơi, cái bảo bối của tôi là thử bao bảo nhiêu bảo năm của rồi. Cái của tôi nè, thấy chưa? Nó giả thôi. Thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Thật tình là bây giờ ta cũng không biết phải làm sao nữa. Ta biết hết rồi. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thiên tuế, thiên thiên tuế. Ta miễn lễ tất cả chư tiên hãy bình thân. Ủa, sao Ngọc Hoàng biết chuyện mà đến đây vậy? Dạ, chính thần đã bẩm báo với Ngọc Hoàng, thưa Thiên Hậu. Ta nói cho tất cả chư tiên nghe, các vị đang bàn về chuyện ngọc thật hay ngọc giả chứ gì. Có dạ, đúng như vậy không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Được. Linh hộ chưa trở về đây được là vì linh khí còn tản mát khắp nơi. Một số nhiệm vụ ở dưới trần gian linh hộ vẫn chưa hoàn thành xong. À. Chính vì vậy cho nên linh khí không thể nào hội tụ lại để trở thành ngọc được. Đây chính là ngọc thật, chẳng qua là gì chưa có linh khí mà thôi. À. Tất cả các ngũ bối của các ngươi không nhìn ra được đó mà. Nghe đồ thiệt. Nhưng thưa Ngọc Hoàng, bây giờ mình sắp đến giờ chuyển giao năm mới rồi, mà bây giờ linh hổ chưa có thể về đây được thì phải làm sao đây Ngọc Hoàng? Chưa bẩm Ngọc Hoàng Thiên Hậu, trong lúc cấp bách như vậy, Thái Thượng Lão Quân xin có ý kiến. Nói đi. Và bây giờ chư tiên chúng ta phải có nhiệm vụ là phải xuống trần gian để mà tìm linh khí cho những viên ngọc này. Nếu không thì thời khắc chuyển sang qua năm mới sẽ không kịp nữa Ngọc Hoàng à. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thiếp xin mãn phép được điều hành chuyện này ạ. Cứ làm. Cảm ơn Ngọc Hoàng. Gia đình nhà Táo nghe lệnh. Dạ. Ta sẽ phân công cho mỗi Táo đến mỗi địa điểm, am hiểu kỹ địa bàn. Và các Táo sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt tiên đoàn, cùng phụ giúp người dân để phụng cho hổ. Sau khi hoàn thành được nhiệm vụ ở mỗi nơi, thì linh khí sẽ tụ vào ngọc và linh hổ sẽ kịp thời về chào trời. Rất tốt, Thiên Hậu làm rất đúng ý của ta. Này chư Táo, hãy mau phối hợp cho thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ nghe chưa. Thời gian là vàng ngọc, mau hạ trần đi. Chúng thần phương chỉ. Cố lên, cố lên. Ăn uống gì cưới gì? Trời ơi. Anh ơi, cố gắng lên nha, em tự hào với anh lắm luôn á. Tự hào gì tự hào? Nguyên đám thanh niên sức dài vai rộng á, mà chiến thắng một bà già cô đơn vậy nè, chứ có gì đâu dễ dàng. Trời đất ơi. Thôi ăn đi ăn đi. Cưới lên, sao không có trái tim? Ôi, đông vui quá hả? Như vậy là ngành du lịch đã trở lại như xưa rồi. Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng. Hả? Em nói Ngọc Hoàng nè. Giả gì vậy? Ta đã nói rồi. Gì vậy? Không có được nói lộ thân phận của mình ra. Sao cứ kêu Ngọc Hoàng dài vậy? Cái giọng của ngươi đó cà quán nó ác luôn cả tiếng sóng biển luôn kìa. Anh hai, vậy em thấy du lịch phát triển vậy nha, là kinh tế cũng sẽ phát triển lên đó. Đúng, mừng đúng. Quá, vui quá. Quá mừng, quá vui quá. Mà ta dặn, đừng có bao giờ nói cho Thiên Hậu biết. Ủa sao vậy? Mình đi đến nơi đây
đi đến cái vùng biển này. Sao vậy? Tại... em hay tâm sự với chị lắm, tâm sự đêm tia. Không, thiên hậu rất thích đi tắm biển, hiểu chưa? À... chính vì vậy cho nên ta giấu. À... nói gì thì nói chứ. Ôi trời, ta đây thương vợ thật nhiều, mới đi xa đà, nhớ thương bội phần. Cảm ơn, cảm ơn đã khen nha. Ôi, chưa gì hết đã khen bài thơ của ta. Không phải đâu. Người ta đang hoan hô, ta tán thưởng đội bóng đá nữ, chứ không phải khen bên này. Rồi, vậy hả? Hốn kê qua mạng à. Hai cháu ơi, hai cháu đang coi bóng đá hả? Trời, hai đứa thanh niên đẹp trai ghê ha. Nói nghe, có thể nào nhường cái bàn lại cho hai người lớn tuổi không con? Dạ được. Trời dạ, đó coi, hai đứa nó ngoan dễ sợ ngoan luôn á. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. Cảm ơn nha. Trời ơi, dễ thương quá. Đây, ngồi, ngồi. Ngồi, ngồi, ngồi. Anh hai ăn gì không? Anh em ơi, hết hồn. Trời ơi, quán xá gì mà bà chị. Trời ơi, ghế gì mà giống như gài bẫy khách vậy. Gài bẫy gì, ông thấy biết bao nhiêu con người ta ngồi bình thường không? Thôi được rồi, cho ta một tô bánh canh cua, dọn dẹp cái này đi. Ôi, bên đó ơi, ăn xong chưa? Sắp, ăn uống xong chưa? Sắp xong rồi. Lên. À chị, bà chị, ra hỏi thăm cái coi. Chị cua, bữa giờ chị làm ăn sao rồi chị? Hồi đó, bán buôn bình thường á, cũng có lời mà lời chút ít á, bày đặt đua đòi xem ta nè, ra thử thách nè. Ai mà ăn thắng được 2 triệu nè. Bán riết mà bây giờ đồ thiệt bán. Xong rồi. Chuẩn bị tiền chưa? Tôi kiểu đàn tiền đó. Tiền đi. Mỗi cần đếm. Biết thua sẵn rồi, điểm sẵn ở trong rồi mấy cha. Đứng tụ vô chụp tấm hình cái coi. Sao vậy? Chứ người chiến thắng thì thắng. Đứng yên. Rồi xong. Được chưa? Lưu lại mốt nhớ những gương mặt này vô là không cho vô nữa. Ủa trời, cái gì vậy? Em đang thử thách gì? Ê. Thắng xong chưa? Rồi. Ăn xong rồi thì đi mấy chưa? Đi mấy đứa ơi, đi đi chứ. Chơi. Sắp bài vô. Hai bên. Xong rồi chưa? Rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Team Budin. Team Budin là cái gì? Dạ, là trò chơi xây dựng tinh thần đồng đội đó. Ồ vậy hả? Dạ. Ý ta rất thích cái trò chơi như thế này. Vậy hả? Cái này rất là đúng với ý của ta. Đúng rồi, bây giờ như vậy, cũng sẵn dịp mình xuống đây nè, là mình đi tìm linh khí đúng không? Cho nên mình cũng phải hòa nhập vào với họ để mình rèn tập cái tính đoàn kết, hiểu không? Ừ. Bây giờ mình hãy giả mình là những nhân viên ở một cái công ty nào đó, tới đây hòa nhập vui chơi với các cháu này đi. Dạ. Nhưng nhớ không được để lộ ra thân phận, nghe rõ chưa? Dạ. Hòa kêu tất cả các dạ. bên kia. Dạ đi ra chơi này. Được rồi, ta ngồi đây ta quan sát được rồi. Ê, ra chơi team building. Vui không? Vui chơi team building nè. Đi ra đây. Mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi. Hả? Chào mấy bạn. Chào. Mấy bạn đang chơi trò chơi hả? Đúng rồi. Mấy bạn chơi trò chơi cho tụi mình chơi chứ được không? Trời ơi, cái trò chơi này á là càng đông là càng vui đó. Yeah. Mấy bạn ơi, để có thể tham gia trò chơi ngày hôm nay á, đầu tiên chúng ta phải giới thiệu tên. Giới thiệu đi. Chào các bạn. Ừ. Mình là Nam Tào. Tào Văn Nam. Con bạn. Tôi là Bắc. Bắc. Tên gì? Bắc Kim Thang Cà Lăng biết rồi. Tên cái gì mà nghe kỳ cục quá. Bạn này tên Bắc. Tên Bắc hả? Bắc. Vậy còn bạn? Mình hả? Mình tên là Apple Blue. Ba bạn này mình biết tên nè. Vậy còn bạn này? Tôi tên là Nguyễn Tiểu Nga. Nguyễn Tiểu Nga. Đúng rồi, trời ơi. Bên này ta giới thiệu tên hết rồi. Còn chúng sanh bên này tên gì vậy? Ủa, bạn tên gì vậy? Xin giới thiệu, đây chính là Tí Sủ Dần Mẹo Thanh Tị
Tỷ là bà đó. Lộn vui tên Hợi. Tí Sửu Dần Mẹo Thìn Hợi. Ủa sao tên giống thần động đất Việt quá vậy? Giống thần động đất Việt quá vậy? Nói gì không à? Thôi, bây giờ mình chơi nha. Chơi sao? Rồi, trò chơi đầu tiên sẽ là trò làm bể bong bóng. Đội nào dùng bàn tọa của mình đập bể bóng nhanh nhất và nhiều nhất, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Xin mời lửa bóng. Rồi, bây giờ chia đội và trò chơi xin phép được bắt đầu. Thổi đi. Ôi, 3, 2, 1. Cố lên, đập bể đi. Bạn làm bể này luôn trời. Thắng à. Chúng ta tìm ra được đội chiến thắng. Xin chúc mừng đội bể bóng. Bể bóng. Chí, tập trung. Hãy nhìn vào bàn tay của tôi. Thấy gì chưa? Gió thổi con nước. Thấy gì chưa? Thấy rồi. Thấy gì vậy? Tết hôm nay có lộc nghe bà. Ôi. Qua năm cưới chồng nghe không? Ta đàn ông trai kêu cưới chồng làm sao nói chuyện kỳ cục. Ai biết tưởng đôi chỉ tay coi bói. Tập trung chơi nè. Đồng ý chơi chưa? Đúng rồi. Chơi bây giờ. Bạn đi đâu vậy? Bạn ơi, bạn đi đâu vậy? Trời ơi. Ủa, là cái thật sự đang chơi không vậy? Đây. Đây là đạo cụ của trò chơi thứ hai ăn trái cấm. Nhờ bạn Blue cầm giùm mình. Bạn cầm giùm mình. Còn cái này để mình hướng dẫn. Đây gì vậy? Ê, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Thèm. Làm như bạch tiết và thèm táo. Chị đội, khỏi kia, tôi qua bên hội này. Trời ơi. Đi luôn. Thôi, tập trung. Hai bạn là một đội đúng chưa? Rồi, đội thứ hai, xin mời bạn Tí và bạn Nam. Một đội. Còn đội cuối cùng thôi mà còn nhiều người quá. Ai đây hả? Và đội cuối cùng sẽ là bạn Sửu và bạn Nga. Hay quá bạn ơi. Rồi bạn vô đi. Rồi bây giờ chúng ta vào trò chơi. Mỗi bạn đứng vào giữa. Đây, bạn cầm táo ở giữa hỗ trợ nha. Ai cạp táo nhanh nhất, nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. 3, 2, 1, game on! Gì vậy? Ủa? Không gì chơi vậy? Nữa. Ủa gì vậy? Gì vậy? Chơi với tán ta à? Biết là ai vậy? Sao vậy? Ủa? Kìa, Nga, chuyện gì? Cái anh kia kìa, anh cứ lợi dụng con hôm nãy giờ luôn á. Hồi nào? Ủa nha, bậy bạ không à? Không vậy? Ủa là sao vậy? Nè, chơi cái trò gì mà kỳ vậy hả? Con gao em làm gì vậy? Trời đất ơi, nó hết cổng kìa. Trời mày gan quá cái thằng này. Tại ông già không nè, ông già này nè, ổng cầm chiếc táo ông dựng cho nên tôi lỡ chúng chứ bộ. Làm gì vậy? Máu từ ở dưới chân nó dồn lên bản họng nè. Mày tin tao sát mày một bạc tay, mày liệu hồn nha mày. Nãy giờ tụi mày thấy tao làm gì không? Không. Đó, bây giờ trước khi muốn nói tôi cái gì á thì bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Ủa đâu vậy? Đâu vậy? Dưới biển nè, ai vậy? Ở đâu vậy? Ui. Ừ.
Ê, đâu ra mà la làng bằng chứng gì vậy? Con đã tìm được bằng chứng. Trời đất ơi, bà dí sát vô mắt sao tôi thấy được gì bà? Xích ra. Gì vậy, ai thấy được gì đâu? Hả? Rồi, nứt màn hình mất bằng chứng rồi. Ủa? Trời ơi. Ai làm bể ly vậy? Không có, bị vô cái răng. Dạ không có, dạ không có. Dạ anh Hoàng, dạ là mẻ cái kính cường lực thôi hả? Dạ thưa tất cả mọi người, từ nãy giờ là con đang đúp trong một cái lùm. Hả? Hả? Lùm, lùm gì? Đây là có lùm nào? Lùm gì? Người nói cái gì? Ở ngoài biển mà có lùm à? Biển chỉ có lều thôi. Dạ đúng rồi, nói chính xác là cái lều. Đằng sau cái lùm, đằng sau cái lùm có một cái lều đó thì le lói một cái lỗ. Con đã thấy được cái bọn lầy lội này, và thế là con đã có được một cái clip. Toàn bộ sự việc con đã quay lại. Hành động của các người đã bị bại lộ. Thôi đi về đi. Đi lại. Ai cho tụi bay về? Cũng chính cái trò chơi đấy nè. Mà hồi sáng á, con bị lợi dụng. Hả? Con cái bị gì? Hung. Đúng 100 cái luôn. Trời ơi. 40 con người này nè, là mỗi người hung con 25 cái, là 4 người cả 100 cái rồi đó thương. Trời đất ơi. Tôi nói cho các cậu nghe, lúc đầu đó tôi thấy cái trò chơi này tôi rất là thích. Tôi ủng hộ các cậu rất là nhiều, bởi vì tôi thấy đây là một cái trò chơi xây dựng tinh thần đồng đội. Nhưng tôi đâu có ngờ càng ngày nó càng biến tướng, nó gây ra rất là nhiều sự phản cảm ở nơi đây. Các cậu hãy nhìn đi, hãy nhìn tất cả chỗ này đi. Đây là bãi biển, chính là nơi công cộng. Ở nơi đây có rất nhiều trẻ nhỏ, có những người lớn tuổi nữa, đâu có được có những hành động thô tục như vậy. Đó là chưa kể vấn đề ý thức, vấn đề văn hóa ở trong đầu của các cậu. Các cậu tổ chức một cái trò chơi như vậy, va chạm thân thể như vậy, các cậu thấy được à? Dẹp cái trò chơi này đi, nghe rõ chưa? Trước khi nó trở thành một bản không đẹp trong xã hội này, rõ chưa? Ông nói gì vậy? Hả? Hả? Cái gì? Chết ra chỗ khác. Nãy giờ là nhịn dữ lắm luôn rồi đó. Nói thừa nữa hả? Thôi, không chơi nữa. Mấy đứa. Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó định làm gì? Chúng mày định làm gì? Ra biển chơi. Ơi, sao mấy đứa nhỏ ở đây nó dễ sợ quá anh hai. Thôi nè, tất cả các vị có đói không? Đói, đói lắm rồi anh ơi. Thôi cứ ăn đi, ta muốn đi tham quan chung quanh một chút. Đi theo anh hai đi. Vô ngồi. Bán canh cua biển ăn ngon, xiển nhuyễn luôn. Xin mời. Cho một tô bánh canh cua, không lấy cua, lấy giò nạc, không lấy giò gân, lấy huyết thường, không lấy huyết nếp, lấy giá, không lấy hành, lấy hành, không lấy hẹ. Rồi, ok cưng, chị nhớ rồi. Nói lại nghe. Cái đó là nghề của chị mà, cứ ra bàn ngồi đi, chị nhớ mà. Có sai tôi không ăn đâu á. Cho em tô với chị. Em ăn gì em? Một tô bánh canh cua mà phải cân đúng chê 125 gram cua, với điều kiện là lấy từ 4 con cua lấy ra 2 cua gạch và 2 cua thịt, với điều kiện là 2 cua gạch phải là cua đực và 2 cua thịt phải là cua cái. Nhưng mà không ăn bình thường đâu, lấy gạch của cua cái nhét vô càng của cua đực, thịt cua đực nhét vô gạch của cua cái em mới ăn được. Rồi nhớ rồi. Chị có thiệt sự nhớ không? Chị nhớ bằng tâm cưng. Xíu nữa chị lên đó, cái chị ngồi thiền, chị liên kết với cái tâm chị là chị nhớ món ăn em liền. Em sợ chị quên á. Không có quên, chị ngồi thiền cái chị nhớ tiền kiếp chị luôn á. Chị lặp lại theo em nè. Tô bánh canh cua. Tô bánh canh cua. 125 gram cua. 125 gram cua. Lấy từ 4 con cua, 2 cua gạch, 2 con cua thịt. Mà 2 cua gạch phải là 2 cua đực, mà 2 cua thịt phải là 2 cua cái, nhưng không ăn bình thường. Gì vậy chị? Chị đang liên kết với cái tâm á em, để cho chị nhớ cái món ăn của em á em. Một tô bánh canh cua, 125 gram thịt cua, lấy từ 4 con cua, trong đó có 2 cua gạch và 2 cua thịt, nhưng mà 2 cua gạch phải là 2 cua đực, 2 cua phải là... Trời ơi. Kêu đồ ăn gì mà rối quá. Cái gì đâu mà hai cái ông này làm khó người ta không? Ông này nè, người ta buôn bán tội nghiệp, người ta kêu cái gì rắc rối quá vậy trời. Ông kêu cái món gì mà con cua được suốt đời nằm yên luôn đó. Kêu gì sao mà ta biết cách mà người ta nấu. Thôi bà chị, xin lỗi nha.
Ăn cái gì? Bán cho tô bánh canh cua. Không lấy bánh canh, không lấy cua. Lấy bún, đậu, cho miếng mắm tôm, chặt chặt cơm, thịt đùi. Đừng có lấy thịt nạc, không ăn ngán lắm. Dạ, lấy lòng heo, dạ huyết heo, cho mắm tôm, cho nhiều nhiều một chút. Dạ, rồi cho đường, cho chanh, cho em ly, kêu ly này đặc biệt, cacao sữa đá, kem hột gà. Ăn thịt chui luôn đi. Dạ, thịt này dai lắm, ăn không nổi. Thôi mà, buôn bán phải chiều lòng khách chứ. Đó, thấy chưa, thấy không? Ngọt ngào vậy là bà chịu liền à. Được á. Chị, em ăn gì? Là chị bán bánh canh cua hả? Ừ. Vậy chị cho em một tô bánh trung thu đi. Trời ơi bà ơi. Sao cưng? Cưng ăn bánh trung thu hả? Dạ. Ăn nhân gì? Em ăn nhân huyết nè, giò nạc, thêm gạch cua cho em nữa. Ồ tiếc quá em ơi, gạch cua chị hết rồi, còn gạch khác em ăn không? Gạch gì chị? Gạch ống nè. Ê, ăn không? Không có hung bạo nghe. Lấy gạch ống mà tôi gạch xấu sinh tử cho bà chết nghe. Đúng rồi đó. Ô trời ơi trời, chắc tôi sợ à. Làm như mấy người là cái gì, Nam Tàu bắt đầu. Chứ ai nữa. Ủa, bà nói người ta không được cái gì. Bà cái gì không dạ? Được cái gì á. Anh hai bị gì kìa. Cái gì vậy, anh bị gì vậy? Đau bụng quá. Ai làm gì anh? Để dẫn dẫn đi à, chị, trời ơi trời ơi. Chị có toilet anh? Không, không. Không sao, không sao. Sao vậy? Không sao. Anh hai, anh hai. Anh hai, em có một viên tiên đơn của ông Bảy Thái Thượng ông gửi. Có bị cái gì uống vô cái hết liền à. Xuống liền, xuống liền, xuống liền. Cái bà bán bánh canh cua đâu? Vậy bà bỏ cái gì cho bánh canh cua? Bỏ cái gì, bán buôn bình thường vậy thôi. Tại sao người ta ăn người ta đau bụng kìa? Ôi cái ông đó đó, nãy giờ ông đi đâu, ông ăn uống cái gì bậy bạ, giờ vô đổ thừa tôi. Ông ăn có một tô bánh canh của bà thôi chứ không có ăn cái gì nữa đâu. Thôi khỏi đi mấy người khỏi đi. Ăn cho đã rồi bây giờ xúm nhau vô đây lợi dụng số đông để quỵt tiền bánh canh chứ gì. Chị. Gì? Khi người quá vậy hả? Nói chị nghe nè, tô bánh canh đâu có nhiều đâu. Bây giờ chị nói một tiếng thôi, bao nhiêu tiền tôi trả cho chị liền. Bao nhiêu? 300 ngàn. 300 ngàn. Một tô bánh canh nhỏ xíu vậy 300 ngàn. Tôi muốn bao nhiêu? Bán bánh canh hay bán vàng? Hả? Trời ơi. 300 hả? Đứng đây đợi đi, tôi đi kêu người tới trả cho. Kêu ai? Kêu ban quản lý khu vực biển này tới đây gô cổ bà lại, tống bà lên phường, kiểm điểm liền, cấm tuyệt đối không cho bán ở ngoài bãi biển này suốt đời. Trời ơi, kêu ban quản lý hả? Kêu ban quản lý. Ôi trời ơi, nè nè, ông kêu ban quản lý đi. Tôi sợ lắm luôn đó. Tôi bán ở đây 10 năm rồi. Ban quản lý bây giờ có xuống đây ha, tôi thách luôn đó. Làm được gì tôi? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Đợi đi. Tối ngày mà đi kiếm bằng chứng không vậy đó hả? Dạ thưa tất cả mọi người, con đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp và kịp ghi lại cái hình ảnh đó. Trong lúc vắng khách, bà chủ quán đã tái sử dụng một số lượng cua. Rồi. Mặc dù chúng đã hết hạn. Ôi ôi, hèn chi. Bằng cách là bà ta trộn cua tươi cùng với số lượng cua hết hạn đó và tiếp tục bán cho thực khách. Trời ơi, ai vậy, ai vậy, ở đâu ra vậy? Những người như bà vậy? Nói mà không có bằng chứng thì không thể nào cãi lại bà. Xin mời bà xem. Đó, xem đi. Đâu? À, trời ơi, tưởng gì cái clip quay có cái tai thôi hả? Không có thấy cái mặt của tôi. Vậy mà vô đây nói cái clip này là tôi, trời ơi là trời. Cái clip này không thấy mặt của bà đúng không? Được rồi, bây giờ sẽ có một cái clip có mặt của bà. Đây. Đây, bà hãy xem hành động của một vì sao đây. Sao bắt đầu làm việc đây.
Các bạn ơi, lại là đậu đây. Hôm nay mình ăn gì đây các bạn? Giới thiệu với các bạn. À, đậu đẹp quá hả? À không, cô kế bên mới đẹp. À đây, hôm nay mình đến mình review cái quán bánh canh cua ngay bờ biển. Một quán bánh canh cua bán cái gì cũng bự, mà cái cua cua nhỏ xíu như vậy nè, ăn vô lại đau bụng. Đây, đây là một người bị đau bụng đây. Hãy xem đây, đó, mặt nhăn vì đau bụng đó. Ai, ai là cái hung thủ đó? Đó là một cái bà bán ở ngoài biển. Bà Nam, đây, bán 300 ngàn một tô. Một mình mấy người biết 300 ngàn một tô nè. Tôi livestream lại cho mấy người coi. Bà Nam mới có hai người coi à. Tất cả những người nè, ăn uống ở đây rồi bây giờ bài đặt là vàng cẩm ha. Hãy xem bà đi. Tiền ha. Bà chở bà coi. Bằng chứng hả? Bằng chứng đâu? Thôi, tắt bay hết đi. Ông không tắt, tôi không tắt. Bà chưa tắt, em không tắt. À, nói tắt đi. Trời ơi. Trời ơi, không bà nào chịu thua bà nào. Tôi không phải là bà. Tôi mới là bà nè. Trời ơi, một ngàn mấy người coi tắt ổn. Anh hai la rồi đi kìa. Thôi, tắt đi. Bước qua đây đi. Sao mình bỏ qua cái chuyện này đơn giản bỏ như vậy nữa? Bỏ qua cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả cũng là do lỗi của tôi. Tôi vô tôi ăn, mà tôi đã không tìm hiểu rõ ràng. Tôi cũng chẳng hỏi kỹ về giá cả, cho nên mới xảy ra sự việc như vậy hả? Nhất là ông đó. Chưa? Sao vậy anh? Ông livestream như vậy là ảnh hưởng đến cái chén cơm của người ta. Thì thử hỏi người ta rơi vào hoàn cảnh đó, ai là không xử sự như vậy? Hả? Người ta sai một, ông đẩy người ta vào sai tới 10 à? Dạ. Hay quá à. Tại tôi tiếc cái cua hôm qua. Hôm qua bán ế quá, tiếc cho nên làm nay thấy có khách nên lấy lại tôi làm. Thấy chưa? Thôi, chị làm như vậy là không có tốt đâu. Ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều khi là xảy ra án mạng rồi, chị hiểu chưa? Từ ra sắp tới chị buôn bán, cần phải đàng hoàng hơn, phải tử tế hơn, chị hiểu chưa? Tôi hứa là kể từ bây giờ tôi sẽ quay đầu. Ủa, một bà hip hop bây giờ mà quay đầu? Quay đầu là bờ. Bộ nãy giờ bà đang ngoài biển hả? Trời ơi, bớt nói đi. Cái gì vậy? Tin bão khẩn cấp, tin bão khẩn cấp. Cơn bão số 5 ngoài khơi bất ngờ chuyển hướng về phía bờ biển và đang có dấu hiệu Hoàng, anh Hoàng, đề nghị mọi người dân mau tìm nơi ẩn nấp. Chạy đi, chạy đi. Bão tới rồi, bà con mau di chuyển ra nhà lớn lỡ gần nhau đi. Lên lại bà con, anh em ơi. Mấy đứa, đừng có lên, tắm tiếp đi. Ngoài kia rồi, rồi, rồi. Anh em ơi, mấy đứa gì sao? Ôi ơi, 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 túi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ơi. Nè, 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 chụp bao nè. Chụp bao, rồi, chụp bao. Tầm lâu. Từ từ đâu, chồng vô đi. Từ từ nó chưa đồng. Kêu. Vô! 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 Em không sao đâu, em không sao đâu, em lo cho mọi người đi. Nằm xuống đây đi, nghỉ ngơi đi. Đi. Mấy đứa ơi, mấy đứa có sao không? Mấy đứa ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa ơi, mấy đứa tỉnh rồi. Dạ con cảm ơn, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em cảm ơn anh, em cảm ơn mọi người đã kịp thời cứu tụi em. Em không biết phải nói sao quá anh ơi. Tại sao mấy em biết là có dự báo bão rồi còn ra biển tắm nữa? Mỗi lần á mà nghe tiếng báo bão là cũng phải nửa ngày bão nó mới vô, cho nên tụi con mới làm liều á, nhảy xuống tắm như vậy. Không có ngờ mà nó vô nhanh như vậy. Tụi em bị y quá vậy. Dạ anh ơi, bây giờ coi sao cho mấy đứa nó. Được rồi, mọi người hỗ trợ đưa đi bệnh viện hồi sức cấp cứu đi. Đưa đi đi. Mấy đứa có sao không mấy đứa? Em mệt quá. Dạ. Rồi. Đi đi. Ai còn khỏe thì tự đi nha. Ông nhờ tụi anh á cứu tụi em thì không biết giờ tụi em đang ở đâu luôn rồi đó. Nhưng mà không phải đâu. Tụi con á là dân vùng này, tụi con bơi giỏi dữ lắm.
mấy cái chuyện mà ha, sóng biển này không có nhầm nhò gì đâu. Mà tại vì á, đang bơi cái nó chột bụng. Đúng rồi, tại bà đâu rồi? Bà đâu? Ê nè, tại bà đây nè. Gì vậy? Gì vậy? Đi vô nè. Cái gì nữa? Nè, tại cái bà này nè. Bà cho người ta ăn cái gì? Mấy đứa nhỏ hả, nó ăn xong lấy 6 triệu của bà. Bây giờ hả, đang bơi giữa chừng cái nó chột bụng, nó đau, nó la làng quá trời luôn. Nó bơi không nổi, mới có cái chuyện này nè. Thôi mà, chị xin lỗi, nãy chị biết lỗi chị rồi. Lúc mà chị nói chị quay đầu là bờ á, lúc đó mấy cưng còn cách bờ biển 2 hải lý á. Bà hai cái bây giờ á, bà nghĩ sao 2 hải lý là 4 cây số đó. Bà kêu ai mà nghe, mốt tôi không có vậy nữa. Rồi bây giờ con cảm ơn mọi người lần nữa cho con đi vô trong bệnh viện con coi mấy đứa em con nó làm sao. Dạ, con cảm ơn nhiều lắm. Con cảm ơn nhiều lắm, con đi. Ơi, vô bệnh viện hả? Ừ. Để chị đi theo, chị lo tiền viện phí cho. Ha, chị phải chịu trách nhiệm chứ đúng không? Ê, trời ơi, giờ thấy bà đẹp dễ sợ luôn. Ơi, cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn mọi người. Đi lẹ lắm cưng ơi, để con nhỏ nó mới bây giờ nè. Hổ xin bái kiến Ngọc Hoàng và các vị chư tiên. Lần này nhờ có dự báo bão sớm và chính xác cùng với kế hoạch ứng phó bão nghiêm túc nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Đây là thành công chung của tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn tất cả các vị đã hỗ trợ con hoàn thành nhiệm vụ tại đây. Ngọc đầu tiên rồi. Tốt lắm. Hồng ơi, cẩn thận em ơi, cẩn thận. Cái gì chị kêu cho mướn chiếc xe? Thì người ta muốn nhìn đường kia. Ta mướn rồi là 250 này có ta. Nhìn đường, nhìn đường. Đi đâu mà giỏi mà vàng mà dắt phải đá mà hoàng phải gom gì nè. Chị lụm em cái ba sườn lên chị. Trời ơi, cái ba sườn em nó rớt đâu đây nè. Trời ơi. Ê, cái mặt quen quá. Hồng ơi, cái mặt. Hồng ơi. Hả? Cái ông này cho mình mướn xe đó. Hả? Bà Hồng lè. Sao? Bà mướn xe tôi xong giờ bà đâm tôi luôn hả? Tại bà chỉ tôi kìa. Sao? Chị, tại sao em kêu chị cho em 150 mướn xe có thắng? Chị nói 150 mắc quá, mướn xe 100 thôi bây giờ thua luôn. Ê, xe 100 nhưng mà xe 100 này có thấy thắng nha. Đâu? Không có cái thắng tại thì chứ có cái thắng chừng. Thắng chừng không có thắng được. Chú em ơi, đây. Làm ăn mà không có đàng hoàng gì hết. Sao lúc đầu em nói với chị vậy đi? Trả xe 100. Trăm gì? Hồi nãy trả rồi. Trăm tiền sửa cái thắng. Có thắng đâu mà sửa. Thì bà không giữ quá à, ai đâu mà lấy được 100 ngàn của bà. Cho bà luôn đó. Trời ông lấy cái bà xe vậy không? Bà liếc không? Trời ơi. Tránh ra cái gì vậy? Cứu bà chị tôi. Cái chuyện gì vậy? Ở đâu vậy? Tránh ra đi, cứu bà chị tôi. Ở đâu vậy? Tránh ra đi. Cậu Tránh ra đi. Trời đất ơi. Anh ơi, cứu tôi anh ơi. Chết rồi. Sao tai nạn tới với tôi hoài vậy anh ơi? Để tôi cứu bà chị tôi. Tại sao một người con gái đẹp như vậy mà ra chợ ôm gói ôm ngủ? Chị Hầu. Tại ai là trời. Chị Hầu, chị có sao không? Cái gì vậy? Tôi đây nè. Chị Hầu. Trời ơi. Chị Hầu. Tôi là chị Hồng, chị Hậu đây nè. Chị Hậu, chị có sao không? À, chị hết hồn hoảng sợ rồi chứ cũng ổn mà. Cũng chị Hậu nữa. Sao? Chị Hậu hồi nãy em nói là để em chở cho, mặc dù đi xe đạp nó từ từ nhưng mà nó an toàn. Mê tốc độ chi leo lên xe của bà Hồng chạy lủi vô. Có mệnh hệ gì em biết nói sao? Tại chị cũng nóng ruột, bây giờ đi tìm Ngọc cho lẹ lẹ lên. Ê trời. Gì cái vậy? Gì vậy? Trời, tôi nghe nguyên một vàng kèn trống nó ở đâu á. À, đó, đúng nó rồi nằm đó. Ở trong đây nè. Ở đâu? Thấy không, nó đói mà đừng muốn lưng trong đây luôn. Trời ơi, nguyên một mang nhạc ở trong bụng mà nó kêu ọt ọt vậy luôn hả? Tìm cái gì có cái gì ăn được. Nó nghe nè, đừng có đi ở đó ở đây luôn. Hình như nghe có cái mùi gì thơm thơm mới đây. Thấy có hàng bánh nướng ngon quá, ăn bánh là gọn nhất. Ok. Có trái cây kìa. Có trái cây, ăn trái cây người ta cúng ông hoài ông không ăn hả? Đúng rồi, bánh đi. Rau mới hái mà vườn về mua giùm rau không ăn. Rau không được, ăn rau không được. Bây giờ mình ăn một miếng bánh đi. Ăn miếng bánh. Bà chủ rồi, bà chủ ơi. Bà chủ ở đâu ta? Bán bánh bà chủ ơi. Thôi không sao đâu, mình cứ ăn đi. Tiệm bánh cô Lan. Cô Lan không trả tiền cho cô Lan sao? Ăn đi, ăn đi Hậu ơi. Ăn đi Hậu, bánh này thơm nè Hậu ơi. Nãy nghe nè, không có người ta ăn có sao không vậy? Ăn đi chút, trả tiền. Trả tiền. Trả tiền mình đâu có ăn. Trả ơi, đâu gì vậy? Cướp đâu? Ăn cướp. Ai ăn cướp? Ăn cướp. À. Ăn
cướp bậy nói mình ăn cướp bánh á. Ôi, 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 ăn cướp bánh rồi nào, ăn cướp bỏ mà con cười ăn bỏ trời ơi sao lại ăn bánh của người ta trời ơi. Chị Lan ơi, chị Lan ơi. Ê bà nội, bà trời ơi làm gì trời ơi, bây giờ chị nói lại đi chị. Bánh mì người ta làm sao người ta nói cướp. Trời ơi bánh mì, trời ơi bây giờ bây giờ chị chịu thua không? Chị dỗ đi tôi buông, chịu thua bà thua chứ. À thôi thôi có sao mà lại tuổi bảo chiến đấy. Trong chợ này mình phải làm vậy mình mới thắng được. Trời ơi, nói nghe nè. Vụ gì? Sao hai ông bà đi tới đâu cũng rần rần ồn ào tới đó hết vậy? Đi qua xin lỗi người ta, đỡ người ta lên đi. Chị Lan, tánh chị cũng kỳ nữa. Chị buôn bán thì chị lo chị buôn bán. Chị đi đâu? Tôi đi xách nước. Kỳ cục vậy, đàn bà con gái đang buôn bán tự nhiên đi tắm ảo. Trời ơi trời, Tiên đang bán đi xách nước đi tắm vậy? Dạ tôi đi xách nước nước mướn anh chị ơi. Bà ơi bà hiểu lầm rồi, người ta làm thêm. Xin lỗi chị. Làm thêm. Trả tiền cho người ta liền. Đây có tiền lỗi trả, trả trả trả. Trả tiền cho chị đi. Không ăn, không ăn giật không quạch. Không ăn giật vậy nha nha. Bà con đây nhìn thấy đàng hoàng nha, tôi không ăn giật của chị nha. Xin lỗi chị nha, tại vì hai cái người này vậy lúc nào cũng ồn ào vui vậy tính thôi à, vui tính là chị Lan. Vậy cho tôi hỏi thăm là cái đường đi vào lòng chợ là ở đâu ý chị? Đường này là đâu ta? Là qua biên giới hả chị? Đi thẳng vô trong kia. À vô đây hả chị? Ừ, ok, dạ. Cảm ơn chị nha. Vui, cảm vui ơn vẻ chị. Bán bánh vui vẻ lên chị ơi, đi đi chị. Đi đâu vậy? Bắt nè, sao nãy thấy bà chỉ đây mà. Cách ra. Cách ra. Hậu hậu. Hổ giá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao tự nhiên chị xách lỗ tai nhỏ vậy? Không có chuyện tự nhiên được. Chị là người lớn, có chuyện gì thì chị từ từ nói chứ có đâu mà chị xách ngược lỗ tai con tôi lên vậy. Trời ơi, đó là nhà đó nha. Tôi đưa nó lên đồn công an nha. Rồi đưa nó ra ánh sáng pháp luật nha. Dạ đúng. Đẩy nó vô trại giáo dưỡng. Rồi phần đời còn lại của nó, nó sẽ sống với sự hối hận ăn năn và sớm tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống. Trời. Ôi tôi nghe bà này nói giống như bà ở trong sách bà bước ra mà nói gì á. Cả lớp học làm giàu đó. Cái gì? Học làm giàu hả? Ừ. Khỏi đi cưng, chị khỏi học làm giàu cưng. Chị giàu sẵn rồi. Tiền giang, trên có cái tiền giang. Xì men hai bộ để em thu hộ cuối tháng cái tiền hàng. Ta không quan tâm ai chơi xó mình. Hỏi thân thân ta luôn kiên tâm kiếm thêm đô la cho mấy anh nói ta. Thôi, tắt liệt, bước xuất. Vậy bà đang nói chuyện với tôi mắc mớ gì bà ra MV vậy? Ra mắt MV liền. Chị có tiền mà em. Bây giờ tôi hỏi chị là lý do tại sao chị xách ngược cái lỗ tai con gái tôi lên. Hỏi anh Tiểu Yêu đi rồi biết. Hỏi nó đi. Sao vậy con? Mẹ, thực sự con không có làm cái gì sai đó. Mà lúc ở trường á, bạn Ngọc chửi con, bạn là cái đồ nhà nghèo. Bạn xúc phạm con rồi còn chặn đường con không cho con đi nữa. Bởi vậy con mới phải đẩy bạn qua một bên rồi con chạy về với mẹ nè. Mà tự nhiên bạn tưởng con xô bạn hay gì á, bạn xô con lại. Mà xô mạnh dữ lắm á mẹ. Thì bạn đẩy tôi xô bạn lại thôi. Ê nó nghe nè, con gái tôi đứng chận ngay hành lang đi. Tại sao con gái của em á, nó không biết á, đi ngược lên trên lầu thang, nó đi cái cầu thang khác. Tại sao nó nhất thiết phải đi cái cầu thang đó? Ủa cô, trường làng đâu có lầu đâu mà leo lên leo cái xuống. Cái trường không có lầu hả? Ừ. Thì leo nóc nhà tuột xuống. Trời đất. Con người ta tưởng là cái đoàn xiếc hả? Nhỏ xíu như vậy mà leo lên trên kia tuột xuống. Bộ xiếc khỉ hả? Nè, nó nghe nè. Bà có tại hiện trường mà ta sồn sồn lên vậy? Bà có tại hiện trường không mà bà sồn lên tôi? Không có. Trời. Tôi thấy chị vô lý lắm luôn á. Bây giờ tôi hỏi chị nè, đặt trường hợp chị là con tôi lúc đó chị làm sao? Bây giờ nè, đặt trường hợp con của em phải không? Rồi, bây giờ nè, khỏi nói nữa. Dừng lại hiện trường, tôi đóng vai con bé gì? Dừng lại hiện trường. Rồi, dừng lại hiện trường. Ai đóng vai con tôi đi, ai đóng vai con tôi? Bây giờ bà xác định bà đóng vai ai? Tôi đóng vai con bé Vì, ai đóng vai con tôi đi? Tôi sẽ đóng vai con của bà. Báo cho bà biết, tôi có chơi thể thao mỏng. Ôi dồi. Tôi có chơi boxing. Ông Quân. Đặc biệt. Cản bà lại đi. Quân ơi, cản bà lại. Bà Hồng à, bà Hồng. Thôi. Bà bình tĩnh. Trời đất ơi. Cha này kẻ yếu dễ sợ. Bà vậy xung... mà không nhịn được tôi. Bà sung quá vậy. Để tôi đá. Thôi. Trời ơi, tôi biết. Thôi. Bà thôi. Cái tính bà. Có ai đóng vai không? Từ người này mạnh quá à. Để tôi giải quyết cho. Bà đừng có đóng vai này, để tôi đóng cho. Chứ đúng tôi rồi. Làm gì đây? Bà đổi qua làm đạo diễn đi. Vậy yeah. Thoại cái gì rồi diễn sao để tôi biết nè. Chửi nghèo, con nhà nghèo. À, câu đầu là con nhà nghèo. Đúng rồi, nhớ chưa? Rồi. 3, 2, 1, action. Vô. Ví dụ điên bé Vi nè, đi nè. Trời ơi, con bé Vi. Chận bị... lại. Ui. Trời ơi, bạn sao bạn chận mình vậy? Đồ nhà nghèo. Trời ơi, bạn chửi mình nhà nghèo hả? Mình nghèo đó rồi bạn làm gì mình? Chửi nữa. Ui. Cái gì? Đồ con bò. Trời ơi, mặc dù bạn chửi mình con bò thôi, mình không bao giờ đưa bạn lên công an nha. Đẩy bạn ra ánh sáng pháp luật, rồi đưa bạn vô trại giáo dưỡng nè. Ủa? Cắt. Con có chửi tôi đó. Câu đó là của bà. Coi như tôi lộn thoại nha. Bây giờ hành động đi. Xô nhẹ thôi. Xô đúng không? Xô. Trời ơi.
Trời ơi, bà thấy tôi diễn ghê không? Hay. Show có hồn ghê không? Show gì mà mạnh dữ vậy? Đúng rồi, chưa đã. Ủa? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. Mẹ. Cứu tôi trời ơi, mẹ. Chết tôi trời ơi. Nói nghe nè, show gì mà giỡn vậy? Tôi show không đúng dài. Đạo diễn cắt dài giả đi. Cắt, đừng cho giả đóng nữa. Không mẹ. Show, để tôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Lý show rồi, show luôn rồi, show. Show đầu tóc giả. Đâu mà show sao? Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị rồi. Tâm lý show. Quay hình chưa? Rồi. 3, 2, 1, show. Mẹ. Ơi. Cô. Mẹ. Lên đọt cây luôn rồi. Trời ơi. Lên đọt cây luôn rồi. Sao vậy? Cô này show đúng rồi đó cô. Sao đúng vậy đó hả? Lúc ở trường bà Ngọc show con mạnh y chang vậy luôn. Mà không phải show một lần nữa, show con mấy lần luôn. Còn chặn đường con ngoại nhay quá trời. Nên con mới phải đẩy bạn ra một bên rồi con chạy về á. Đó mà nó chị thấy chưa? Con show nhẹ mà, đâu có show mạnh đâu. Dạ không, con show từ đó trở lên á. Trời ơi. Chị thấy sao? Đó tụi nhỏ nó vậy đó. Thì ra là con bé hư là nó giống chị đó phải không? Chị dạy nó hay làm sao vậy? Là sao? Mẹ con có dạy gì không? Mẹ con có dạy con vậy không? Con được mẹ con dạy từ nhỏ là ăn miếng là phải trả miếng. Trời đất. Trời ơi. Một điều nhịn, chín điều nhục. Trời ơi. Hòn đá ném đi hòn chì chọi lại. Trời đất. Mình là con của đại gia giàu nhất cái xứ này nên là đứa nào xô mình xô lại luôn. Trời có gì ơi. Mẹ con lo hết. Đó, trời ơi, mẹ tự hào về con quá. Cái gì? Con tự hào đó kìa chị. Chị ơi, hả? Bà chị này, tôi nói với bà chị nghe nha. Tôi biết sự việc tôi thấy đau lòng thiệt các bà chị. Thì ra là bà chị dạy cho con những cách hành xử, những cái suy nghĩ như vậy. Con nít mà nó rất là ngây thơ. Bây giờ chuyện hai đứa nhỏ tính sao nè chị? Bây giờ cô tính về nha. Được, hai đứa là cô biểu nè. Dạ, cái gì vậy cô? Thật ra cái chuyện này nó không có đáng gì hết con, thấy không? Cho nên là tụi con đừng có làm mất cái tình bạn với nhau nha. Cô tính vậy bây giờ thôi, bây giờ con á, con xin lỗi bạn đi nha. Xin lỗi bạn rồi cái mình quề với nhau ha. Nha, xin lỗi bạn. Xin lỗi được chứ. Trời ơi. Xin lỗi đàng hoàng lại coi, xin lỗi gì kỳ vậy? Xin lỗi được chứ. Trời ơi. Cái này thiếu điều nó la người ta chứ xin lỗi gì trời. Trời ơi, mấy người này khó quá. Con người ta xin lỗi một cách thành tâm như vậy tại vì cái tông nó hơi cao thôi, thấy không? Dạ đúng đó. Trời ơi, chửi luôn rồi. Thôi bây giờ hai đứa ai về nhà nấy hết đi. Chuyện ở đây á để cho người lớn giải quyết. Tụi con đi về đi. Đi về. Thôi về đi. Rồi, con về ơi. Quá. Con nghe nè. Sao bà nói gì con cũng nghe theo trơn vậy hả? Không má, ý là cái này con thấy cô nói đúng mà má. Hả? Chứ đâu phải cái nào má cũng nói đúng đâu. Trời, đâu phải ai đâu rảnh nghe má hoài đâu. Các Vi ơi, mai tới không chuyện. Trời đất ơi. Nói nghe nè, chị giàu chị hưởng nãy giờ đâu có ai làm gì chị đâu chị. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi là chi hội trưởng hội phụ huynh. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Chỉ có 130 đồng bạc đóng cho cái hội phụ huynh. Vậy mà bà cũng để bà tính toán cho nó, tôi khinh bà là phải rồi. Ủa, đóng tiền không, chị Hậu. Cái này kỳ này bà này sai. À đúng rồi. Mình binh ẩu. Tôi nói cho anh chị nghe, không phải là tôi không có đóng tiền học. Tiền học là tôi có đóng đầy đủ. Nhưng mà cái tiền của hội phụ huynh này là tôi không đóng đủ. Bao nhiêu mà đóng không đủ? Ờ, bao đâu nhiêu? Đâu có nhiều đâu. Một em có 15 triệu à. Trời. Trời ơi. Bà con trong chợ có ai đi học ở trong trường con ngoài này không? Con tôi nè. Tụi nè. Ai nghe hết đi. Ủa mà 15 triệu đó bà làm gì vậy? Ê, nói nghe nè, tôi liệt kê sơ sơ thôi. Bà phải công nhận bây giờ không khí nó ô nhiễm không? Đúng. Đó. Chính vì vậy mình gắn cái máy lọc không khí trong lớp. Rồi đông đến mình làm gì? Mùa đông đến. Trời mình ơi. Phải xây cái lò sưởi với chân bục giảng nè để ấm cả thầy lẫn trò. Hè đến làm gì? Đập cái lò sưởi ra. Trời ơi. Gắn 4 cái máy lạnh vô để máy lạnh tỏa cái hơi lạnh khắp lớp. Trời ơi, xây lò sưởi gì rồi đập cái máy lạnh. Rồi qua năm sau rồi tới mùa đông cái bà đập cái máy lạnh bà làm cái lò sưởi. Đúng. Trời ơi. Chưa kể đâu, thầy cô dạy học trò rất là bị stress, thấy không? Chữa lành tâm lý cho thầy cô. Mỗi khi hè đến, cả thầy lẫn trò quái hành lý đi du lịch. Đây hành lý cô mang. Thôi. Chị Hậu kêu thôi là đủ rồi. Bác giọng gió luôn chị Hậu. Bà chị ơi, nãy giờ tôi thấy bà đi cũng xa lắm rồi đó. Vậy hả? Ừ. Tôi nói trước rồi, ai theo được là theo, không được là chuyển lớp khác.
Trời ơi, không được mà theo cái lớp đó. Chị ơi, 15 triệu lận. Chị có tiền á, chị nói cái gì nghe cũng dễ hết. Còn tụi tôi không có tiền. Nhưng mà cái quan trọng á là thầy ở đó, thầy cô ở đó không ai cần những cái chuyện này. Người ta đã chịu tới cái vùng này để người ta dạy học thì tức là người ta rất là yêu thương trẻ con, yêu nghề. Bà lý sự quá, con mình bà nói à, mấy phụ huynh khác người ta có nói cái gì đâu. Trời ơi, mọi người có đồng tình với cái đề xuất của chị Quỳnh đưa ra hay không? Không. Như vậy thì mọi người có muốn thay đổi chi hội trưởng không? Muốn. Cái dàn học sướng này, nghe tôi nói đây, mấy người chống mắt mà xem, có ai làm được vị trí như tôi? Tôi. Ồ. Thí dụ mà để bầu ra một cái người mà chuyên đi thu tiền á, thì chị làm giỏi nhất, không ai làm giỏi bằng. Nhưng mà để bầu ra một người có thể chăm sóc được cho mấy đứa nhỏ với lại quan tâm đến thầy cô á, thì tôi xin lỗi chị nha, tôi làm giỏi nhất. Trời ơi, ơi vậy chị Lan, chị Lan. Alo, chuyện gì? Hả? Cái gì? Anh hỏi kỹ chưa? Hả? Tại sao vậy? Thôi được rồi, được, để em điện cho nó. Cái gì vậy? Vụ gì mà? Thưa bác, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cái gì vậy chị? Quý khách vui lòng gọi lại sau. Cái gì vậy mà nhà giàu? Cái gì? Bà bị cái gì vậy? Con tôi nó bị cái gì? Mấy ngày nay nó quẩy ba lô nó đi học, nhưng mà bây giờ á, cô giáo báo lại là nó không có ở trường. Nó đi chơi. Mấy ngày hôm nay chị có theo dõi hành động của nó có gì thay đổi, thái độ nó có gì khác lạ không? Tôi đâu có biết đâu. Tôi là dân làm ăn, ngày nào tôi cũng ra ngoài xưởng hết trơn á. Có khi cả tuần lễ tôi không gặp mặt nó. Làm sao tôi biết nữa đâu. Để ý tới con cái mình là sao ta? Hay là nó ra giữa cầu rồi nó để cái cặp tóc với lại đôi dép ở đó. Bà đừng có suy nghĩ vậy bà. Tôi nghĩ là chị rành trong khu chợ này, nhờ mấy chị em đây nè. Đi chơi thôi. Đi kiếm giùm đi. Vừa kiếm đi chơi, chạy. Đi mọi người túa nhau. Tôi cho người chỉ vàng. Khỏi kiếm nữa. Đừng có đi kiếm. Lan. Cái gì vậy chị? Trời, cẩn thận chị. Cái gì nữa vậy? Con chỉ là một đứa trẻ thôi. Em với chị có ân oán với nhau thì em hãy xử chị đi. Tại sao em lại thù hằn với con chị như vậy? Mọi người túa đã đi tìm em không có tìm lại sao? Cái gì nữa vậy? Tại sao em đánh gì? Để chị. Nín giấc lên. Live show Quỳnh và những người bạn hả? Ai làm gì bà? Chứ ai đụng vô người bà? Được rồi, để từ từ. Đứng dậy liền. Mà sao? Chị Lan bình cũng kỳ nữa. Chị Lan, chị nói đi chị Lan. Sao tội mọi người túa ra đi tìm để tìm cho con, bả tìm chị ngăn lại là đúng, sao chị Lan? Đúng rồi. Con của bà nó không có đi đâu xa hết trơn. Bây giờ chị muốn tìm con chị đúng không? Đúng rồi. Mời chị bước qua đây. Đi qua đây. Bây giờ tôi xin mời những chàng trai lực lưỡng đi qua đây. Không ngồi đây. Đó, tụi. Lực lưỡng không? Cái chợ này không ai lực lưỡng. Đây nè, có chú này được nè, chú em qua đây phụ chú em. Bả đi. Mọi người đứng một đầu. Không ngồi tìm bình tĩnh đi mà, chị đừng có khóc nữa. Bây gì giờ vậy? Tôi đếm tới tiếng thứ 3, quay một vòng nghe không? Rồi. Sẵn sàng. 1 2 3. Trời ơi, tôi đang mất con, tôi không có nhu cầu coi ảo. Ráng coi đi. Cái gì vậy trời? Ôi bà ảo thuật thiệt luôn á. Trời ơi. Bà ảo thuật. Chị bình tĩnh đi, coi bà làm gì. Cái gì vậy? Trời ơi, con tôi. Con của chị. Con của bả. Cho bà Lan biết là con của bả rồi kìa. Dũng ơi, Dũng. Cái gì vậy? Má là con. Dũng, má là con. Cái gì vậy con? Dũng, cô Lan nè. Bình tĩnh, cô Lan nè. Cô Lan. Chị ơi, chị bình tĩnh đi con. Chị như nó không muốn tiếp xúc với chị. Đúng rồi. Sao con? Mẹ, nói đi con. Mẹ con. Chị mẹ bình tĩnh. Còn cô Lan. Cô Lan con đúng. Tỉnh chưa? Ừ, đây là cô Lan. Đây mẹ con đi tìm mẹ con nè. Mẹ là con. Cô không nhắc, con không biết đây là má của con luôn á. Hả? Từ xưa tới giờ ép con học quá. Má ơi má, má đừng có ép con học nữa má ơi. Con sợ lắm rồi. Con vô lớp con học, bây giờ con không có thời gian con ngủ. Chính vì vậy con mới tìm tới sự giúp đỡ của cô Lan. Để làm chi? Để... Trời ơi, nó thiếu ngủ quá. Để cho con ngủ nhờ. Má đừng ép con học nữa. Má nhìn đi,
Tại sao con mắt người ta thăm hai con mà con chỉ bị thăm có một con thôi? Bởi vì mỗi lần buổi tối, một con nhắm ngủ, còn con kia con mở ra con học bài. Trời đất ơi, ơi. Tuyệt tình luôn, tội nghiệp thằng nhỏ. Quá trời, thằng này nó như xiết nha. Nhắm có một bên. Tội nghiệp con tôi. Chị xin lỗi em nha Lan, chứ cảm ơn mọi người nha. Mọi người biết không, tại vì tôi học ít, cho nên tôi dồn hết tâm huyết về cái mơ ước của tôi cho nhỏ. Tôi bắt nó học đủ thứ môn hết trơn, cho nên nó mới ra nông nổi vậy nè. Không phải đâu, má đừng có đính chính nữa. Tại vì má là đại gia của cái xóm này, tiền nhiều quá, má không biết làm gì, má mới cho con học thêm môn này môn kia để nhằm làm hao hụt nền kinh tế của má. Má đừng có ép con học nữa, con lại má, má bắt con đứng nhất lớp. Không những như vậy mà còn nhất khối nữa, không những nhất khối mà mắt còn bắt con làm nhất trường. Đứng nhất trường làm sao con làm được, con chỉ là một đứa bình thường chứ đâu phải thiên tài. Ôi trời ơi. Con nghiệp nó suy dinh dưỡng quá. Dậy đi con Dũng mà, đừng có dậy ngủ nữa. Dậy nè, đứng dậy, bình tĩnh nghe cô Lan nói nè. Chị nghe tôi nói, cái đời của mình á là đời của mình, đời tụi nhỏ là đời của tụi nhỏ. Mình không thể nào mà bắt tụi nhỏ phải viết tiếp cái ước mơ còn dang dở của mình được. Cái cần nhất bây giờ của con Dũng là một giấc ngủ thiệt là ngon. Chị có hiểu không? Đúng rồi đó chị Quỳnh. Cũng nhờ có chị Lan nè tâm sự chia sẻ với thằng nhỏ cho nên là nó mới đến nó tìm chị Lan như vậy nè. Đúng ra đó, chị đừng có tạo áp lực cho con mình quá đi. Đó, chị là mẹ, đáng lẽ chị phải bầu bạn để chia sẻ tâm sự với con, cái chị ép con chị quá. Những cái điều đó nó sẽ khiến cho con cái càng ngày càng xa cha mẹ của mình hơn đó. Cảm ơn mọi người nha. Chị xin lỗi em nha Lan. Chị đừng xin lỗi em, chị nói chuyện với con chị đi kìa. Mà xin lỗi con nha. Từ đây về sau má không có ép con nữa đâu. Có cái gì thì con cứ nói với má đi. Còn nếu mà con nói không được á, con inbox má đi rồi má trả lời cho. Trời ơi, đó, được rồi đó gì nữa. Má ơi, con không có inbox được. Ủa, con nghỉ chơi Facebook rồi hả? Không phải, con lóc má rồi. Trời ơi. Đừng lóc má nữa, kết bạn lại với má đi. Thả tim cho con thiệt nhiều. Không, con không cần, con không cần má thả tim đâu. Con chỉ cần má thả lỏng cuộc đời con thôi má. Thôi bây giờ cho nó về ngủ đi chị Quỳnh. Không, dạ không, con phải tới lớp liền thôi. Con xin lỗi chạy cô Lan cho con xin. Con tới lớp nha. Con trai ngủ đi bé nhỏ. Qua đây cô dạy nè. Dạ, con đây. Facebook của con tên gì, cô sẽ kết bạn thả tim cho con. Ồ, cô có chơi Facebook luôn hả? Dạ chị add Facebook con đi. Facebook con là Hoàng tử thiếu ngủ, xếp gạch học đủ thứ môn. Trời ơi, tới thương quá vậy. Dạ, môn nào cũng. Cô chỉ còn bí quyết nữa. Dạ. Bắt đầu từ đây cho đi. Con mở con mắt này ra ngủ con này thôi để cho nó dưỡng đều mắt lại. Chỉ bậy bạ không mà bà Hồng này. Thôi con xin phép mọi người, con đi tới lớp con học nha. Dạ, cười chào mọi người. Thôi về ăn ngủ rồi ăn uống cho khỏe nha. Đó là lỗi của tôi hết, tôi quá sai rồi đó mọi người. Còn em, chị xin lỗi em nha. Nào giờ chị quá ô về với em, chị ăn hiếp em. Tội nghiệp lắm, Lan là người tốt nè mọi người. Sao? Tốt lắm luôn đó, con bé Vi hồi nãy không phải là con ruột của Lan đâu. Hả? Mà hả? Nó là con nuôi của Lan thôi. Ba má của bé Vi mất trong lúc dịch rồi. Chị Lan này chỉ là má nuôi đó hả? Đúng rồi. Thiệt là trân quý chị Lan quá đi. Và cũng có nhiều trường hợp rất là hay luôn. Đặc biệt ở Đà Nẵng là có một cái trường hẳn luôn để hỗ trợ cho các cháu bị mất cha mẹ trong mùa dịch. Hay đó, quá trường vậy? Hy vọng. Trường Hy vọng hay quá lên ở Đà Nẵng á. Chị giờ là giống như là single mom á, tôi ngưỡng mộ chị ghê. Mẹ đơn thân á, không cần có chồng mà mình vẫn nuôi con. À, em có chồng. Ủa, có trời chồng đất ơi, nhục nhã. Ủa, có chồng hả? Sao nãy giờ không thấy ông xã đâu? Dạ tại chị? Chồng em đi làm ăn xa. À vậy hả? Nó nghe nhắc mới nhớ chồng em đó. Nó đi làm ăn xa mà lâu nay không thấy nó về nhà vậy cưng. Có chuyện gì không? Nói chị nghe coi. Dạ, thiệt ra là chồng em đi lao động nước ngoài á. Lâu lâu ảnh mới gọi về được một lần. Mà ngộ lắm nghe. Sao? Cứ hễ mỗi lần ảnh gọi về á là ảnh nói chuyện nhỏ xíu hà. Hả? Giống như là ảnh lén lút sao á. Rồi em có cảm giác như là ảnh có người theo dõi vậy đó chị. Ê, cái vụ này quen nha, dám có vợ bé lắm á vậy. Bậy 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 bậy. Trời ơi, thả tôi ra đi, mày đứng lại tao. Đứng lại. Vậy 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 vậy. 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 Vậy mày!
Trời đất ơi, bắt lại mày. Tôi bắt được rồi. Bắt lại luôn. Hay quá. Nghe đây. Gãy tay em anh ơi. Cái gì vậy? Này bên phải nào? Chúng tôi là lực lượng chính xác phòng chống tội phạm. Các anh đã bị bắt vì tội buôn người và lừa đảo người lao động. Dễ gì đâu. Mắc gì tụi tôi? Mắc gì mắc bắt tụi tôi? Mà anh hiểu làm rồi. Tôi thiếu nợ tụi tôi. Chính xác. Tôi được theo đòi nợ nó. Có thiếu nợ không? Chị ơi, không có thiếu nợ gì hết. Lấy mày. Vậy bằng chứng là bắt tụi tôi. Bằng chứng nào? Bằng chứng đi. Trời ơi, cầm cái mỏ liền, thấy chưa? Trời ơi, cái người có bằng chứng sao mà đẹp dữ vậy? Tất cả những lời nói của các người đều vô nghĩa, bởi vì chúng tôi đã theo dõi từ rất lâu và có đầy đủ bằng chứng về những việc làm sai trái của các người. Anh em, dậy đâu? Đi luôn. Gãy tay em anh ơi. Đi luôn. Quá trời tụi bay rồi. Quá trời mày. Trời ơi. Quá hay luôn. Trời ơi. Cô gái ơi, cô giỏi quá cô gái ơi. Trời ơi, chú em hay quá chú em ơi. Một mình chú em đánh cần cả chục thằng luôn vậy. Quá giỏi luôn. Dạ, đã có lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm thì cô cứ yên tâm. Họ luôn quyết tâm bảo vệ và lấy lại sự công bằng cho mọi người. Rồi. Dạ. Em ơi, anh cảm ơn em nhiều lắm. Được, không có gì đâu. Anh cảm ơn em đã cứu anh được về tới đây nha. Anh bình tĩnh đi, không có gì đâu. Tội nghiệp quá trời. Anh ơi, xin giấu em. Lần nào anh gọi về nha em, anh cũng không nổi với em hết. Thật à, anh đâu có giấu mình cái gì đâu. Anh đi xuất khẩu lao động bên đó khổ lắm mình ơi. Mỗi lần mà anh muốn gọi điện thoại về cho em á, là 5-7 thằng nó đứng nó canh anh. Anh chỉ cần nói sai một cái là nó quýnh anh. Trời ơi. Nói hớ một cái anh cầu cứu em là nó quýnh anh à. Thôi bây giờ về luôn đi. Về luôn với mẹ con em, đừng đi đâu nữa. Em không có cần gì hết, em chỉ cần một mình anh luôn. Anh biết rồi. Cảm ơn bây giờ... em nhiều lắm. Dạ không có gì đâu anh. Bảo vệ người dân á là trách nhiệm của tụi em mà. Chỉ mong là sau này á, bà con mình á, đừng có tin những lời dụ dỗ béo bở của kẻ xấu nữa. Đúng rồi đó. Chỉ có như vậy á, mới có thể chấm dứt được cái tệ nạn này thôi. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Đúng rồi. Tôi có không hiểu tại sao mà trong nước của mình á thiếu gì việc làm á, rất là đàng hoàng, mà tại sao không biết tại sao mọi người cứ nghe lời bọn xấu rồi cứ đi lén đi chui đi qua nước ngoài để mà làm những công việc mà việc nhẹ lương cao chi vậy. Qua bên đó có ai bảo vệ quyền lợi cho mình đâu. Chẳng hạn như bây giờ xảy ra chuyện như vậy nè, rồi chú em thấy sao? Ở trong nước mình có được bảo vệ, pháp luật chính quyền bảo vệ cho mình, tính mạng của mình được an toàn hơn. Đúng cho nên đó. Mai mốt đừng có làm như vậy nữa nha. Dạ, em hiểu rồi chị. Mai mốt em không dám đi vậy nữa đâu. Mai mốt vợ chồng mình sướng cùng sướng, khổ cùng khổ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo hả mình? Nói nghe nè, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Nói nghe thảm thiết quá. Qua nhà chị đi, chị cho ăn cơm chiên, mà cơm chiên Dương Châu lận đó. Qua nhà chị làm đi, bên nhà chị thiếu công nhân đó. Chị... Thiệt hả chị? Thiệt, chị trả lương cao luôn. Chị ơi, chị cho em làm liền luôn được không chị? Em muốn kiếm tiền để em lo cho gia đình em. Làm luôn. Dạ. Sao vậy? Tự nhiên nó nhói quá. Chắc hồi nãy là lúc em chạy trốn á, tụi nó đạp mấy cái, gãy mấy cọng rồi. Trời ơi. Đi bệnh viện đi. Đưa đi bệnh viện. Dạ, dạ. Bao nhiêu tiền chị lo? Dạ. Em nghĩ không sao đâu chị. Nó gãy xong nó mọc lại à. Trời ơi. Mọc là rỡm được cơ. Đi bệnh viện đi anh. Đi liền. Có gì chị lo, chị có điều kiện mà em. Xong xuôi. Ủa? Cho nó lên xe. Bây giờ ông bà đi đâu vậy? Đi dạ thưa Thiên Hậu, biết là có hai chư tiên ở đây hỗ trợ cho nên đã yên tâm giải quyết ở ngoài kia. Đưa lên hết trên phường rồi. Thiệt tình lần này là anh Hổ lập công lớn đó nha. Hổ xin bái kiến Thiên Hậu và các vị chư tiên. Xin cảm ơn các vị đã hỗ trợ Hổ hoàn thành nhiệm vụ tại đây. Ngọc, linh khí linh của Hổ khí đây của nè. Hổ đây rồi. Thiên Hậu à. Hả? Theo như thông tin của Thái Thượng Lão Quân nhận được là đội đầu tiên đã tìm được một viên rồi. Và bây giờ chúng ta tìm được viên thứ hai. Đó là táo xanh. Đúng rồi. Ông chồng già của tôi đó. Bây giờ viên thứ ba không biết nó
họ đã tìm được chưa? Nếu mà không kịp thì... ha, vậy bây giờ mình phải nhanh lên để kịp cái thời khắc chuyển giao. Dạ. Anh, đổ xăng giùm em nha. Ê, sao vậy? Vậy? Nè, bà có làm gì không vậy? Làm gì? Sao cái xe tự nhiên đang chạy, rồi tự nhiên nó dừng, mà cái âm thanh nghe nó thô lết sức luôn á. Bởi ông biết gì chưa, cái âm thanh đó là hết xăng. Cái gì? Hết xăng hả? Trời đất ơi, bây giờ đi đẩy đi kiếm cái cây xăng đổ đi chứ la cái giờ gì. Giờ ông đổ đâu, ông đẩy xe tiếp tôi đi. Thôi, mình thần tiên lên trời, đẩy gì cho nó mệt vậy? Vậy chứ làm gì? Để tôi. Cái gì đây bà? Đổ xăng. Xếp hàng bà ơi. Xin lỗi. Nghĩ nghiêm. Nhớ những gì tôi đã dặn chưa? Đổ xăng thì phải xếp hàng, mặt mày thì phải nghiêm trang, dáng đứng thì phải chỉnh tề. Chỉnh tề chưa? Nhìn coi, áo sơ mi mắc gì mặc quần sọt, quần dài mắc gì mang dép. Trời đất, nói bao nhiêu lần rồi, ai tới trước đổ trước, tới sau đổ sau, còn thấy bất mãn quá đi về nghỉ đổ. Ủa? Đổ giùm đi, đổ giùm đi. Mà đổ xăng mà cực quá. Sao? Đổ xăng làm gì mà cực dữ vậy ông ta? Ôi thông cảm đi, cái thời buổi lúc này nè, cái tình hình mà xăng dầu nó lên giá rồi nó khan hiếm. Ráng nhịn đi xếp hàng, đổ xăng mình còn đi công chuyện của mình nữa. Không, nhưng mà bây giờ mình đang gấp lắm. Hai bên kia là người ta kiếm được viên ngọc rồi, còn mình chưa có cái gì hết trơn đây nè. Tôi nói thiệt nha, tôi muốn lấy cái búa của tôi đó, tôi đốn hết từng người để mình đổ xăng chứ. Thôi. Nè, bà kia. Vậy? Nghiêm. Bác tiều phu. Hả? Ủa gì vậy? Trời ơi, tao gì mà kêu bác tiều phu? Chứ gì? Sao? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, ở đây toàn là con người hết chứ phải cây củi đâu. Gặp ai cũng đòi đốn. Bà hơi nóng tính. Bà hơi nóng tính chút xíu thôi, đổ xăng lẹ đi, người ta đang chờ kia. Bớt giùm tôi đi. Đang gấp mà bớt cái gì? Ủa? Ai vậy? Hả? Bước ra đây. Nghĩ. Nghiêm. Nè, ai đây? Sao chen hàng lên? Anh ơi, em khổ lắm anh ơi. Con gái của em nó sốt siêu vi cấp tính. Anh cho em đổ xăng lẹ đi, em còn chở nó đi bệnh viện nữa anh ơi. Mấy anh chị cho em đổ xăng đi, em còn chở con em đi bệnh viện nữa. Đúng rồi đó, cho người ta đổ xăng đổ trước đi, hai nhường đi. Cho người ta đổ xăng trước nha mọi người. Nhưng mà anh ơi, tụi em đứng chờ từ nãy tới giờ rồi đó anh ơi. Đúng không rồi. Có nhân tính, có cái lòng trắc ẩn không? Người ta có con nhỏ đó, đang bệnh nữa. Đổ nè, đưa đây đổ cho. Em đổ rồi, được khúc rồi. Anh tính tiền giùm em đi. Ủa rồi đổ luôn rồi hả? Dạ. Rồi con đâu? Con mình đâu? Chị mình nào? Ê chết, có khi nào em đầm rốt con em ngoài kia rồi không anh? Trời ơi. Không, giữ giùm em nha. Giữ nha. Bà này làm lẹ đi. Cái bà này giống như là bà mới có con lần đầu vậy đó. Trời ơi, vậy đó chứ. Bây giờ dán xe này ra rồi mấy xe kia dồn lên đổ nghe. Đúng rồi, bà này. Con em tới rồi. Ủa? Rồi. Con mèo. Không, con heo. Không, con này con mèo. Con heo. Con này là con mèo. Cốt con mèo thôi chứ nó tên heo. Trời heo. Ơi. Vậy em tên gì? Em mẹ con mèo. Mèo méo méo mèo meo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Không mấy, anh bỏ á, nó vô giùm em với. Rồi, bỏ nó vô trong vỏ phải không? Quá nhanh lên. Trời ơi. Mọi người ơi, từ từ đợi một chút xíu. Con người ta chưa vô. Trời ơi, em về Vĩnh Long nữa. Đây, rồi. Có gì đâu mà hối quá. Rồi, chút xíu nữa nó trả tiền nữa là xong rồi. Rồi, trả tiền. Không, em mới đổ con khúc à. Đổ đầy bình giùm em. Gì đổ đầy bình? Mỗi người tới đây chỉ được đổ 30.000 thôi. Ủa? Thấy không? Muốn đầy cái bình này đi 5-7 cái tiệm nữa. Đổ mày đầy bình này nổi. Giờ trả tiền đi. Trời ơi, em đâu có biết đâu. Thôi để em trả tiền cho. Ba chục. Lẹ lên đi. Gì sao đưa thẻ đây? Em trả thẻ, thời buổi này ai xài tiền mặt nữa anh ơi. Ê bà chen hàng lên đây không có tiền mặt, trả thẻ, thẻ lỗi nữa là sao? Thẻ hư là lỗi của cái thẻ chứ không phải là lỗi của em. Sao anh nặng nhẹ em cũng muốn đổ xăng để em đi mà. Trời ơi, bà này bà đứng cãi hoài, biết bao nhiêu người đứng chờ nữa, thôi trả tiền đi. Thôi lẹ đi. Thôi nghe nè. Thôi bây giờ vậy nè, cho lẹ.
nhiêu, 30 ngàn? 30 ngàn. Ở đây nè, tôi có nè, thương trả giùm cho. Chú, con biết chú tốt bụng rồi, chú 10 điểm, nhưng mà con phải nói chuyện với ông này. Anh, tôi nói cho anh biết, không phải là tôi không có tiền mặt, nhưng mà hả, tại vì tôi muốn trả thẻ để tôi làm gương. Bà gương chiếu hậu thì có. Làm ơn làm phước, lấy lại thẻ rồi trả tiền đây. Đó thì thà từ đầu anh nói vậy đi. Sao từ đầu không đưa tiền không đi? Tiền nè. Chứ có 10 ngàn vậy. Chết rồi, nãy em nhìn lộn tuần trăm. Chú ơi. Gì? Hồi nãy chú có nhận ý chú trả tiền cho con á, không biết chú còn cái thiện tâm đó không? Trời ơi, nhiều lắm, cái thiện tâm nó tràn ra ngoài luôn. Dạ, đúng rồi, trễ quá đó. Đúng rồi, đúng rồi, bao nhiêu nữa? Dạ, 30, đúng không? Rồi thôi, đi lẹ. Lẹ đi. Rồi. Ủa? Sao còn đứng đó nữa bà kia? Thì em đổ đầy bệnh. Tôi nói rồi, mỗi ngày chỉ được đổ một lần 30 ngàn thôi. Đi qua mấy cây xăng khác đổ đi. Đi gì về đâu? Lấy tiền mặt đi rồi đi mấy chỗ khác đổ mới được nghe. Trời ơi, đi xin thiện tâm nữa đi. Đổ đi. Còn ai trả thẻ nữa không? Tôi. Ủa? Ai trả thẻ đi về không đổ. Đi. Không có tiền mặt thiệt mà. Nhanh đi. Cái ông nội kỳ quá. Lẹ lên. Trời ơi. Đi về. Thôi đi về bà con ơi. Đẩy ra. Anh ơi. Gì nữa vậy? Nhà em dưới Vĩnh Long lần giờ ông đổ xăng xe em về. Đây anh chỉ cho một cây xăng khác để đổ. Ở đâu vậy anh? Ở đâu? Đây, nhà dưới Vĩnh Long. Thì em đi cái đường Vĩnh Cửu đó, thấy chưa? Thấy rồi, em thấy rồi. Rồi, đi tới đâu anh? Đi tới Đồng Nai lần. Đi. Đi! Giờ không có bồ rồi, giờ cũng không có xăng nữa. Lẹ lên! Giờ đẩy về Đồng Nai sao đẩy? Đồng Nai xa lắm. Dạ. Để tôi phụ cho một tay. Phụ sao chú? Nhìn thẳng phía trước. Chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ rồi. 1, 2, 3. Thần đất ơi, nè! Thằng nhỏ kia, rớt cái nón nè! Chớp! Rồi, thời buổi giờ đổ xăng khó khăn. Cái gì vậy? Cướp. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời ơi, hiểu gì nữa? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Con bị gì vậy? Ủa bà có quen nó không? Không quen biết gì đâu. Tìm chú hổng gài. Kiếm chú nè. Kiếm tôi. Ủa vậy anh quen ông rồi? Không có quen mấy đứa này. Đây quen. Nè, con nói cái là chú biết liền à. Biết cái gì? Chú biết ông thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân của người con nhỏ xa. Ủa là sao? Đó chú đã. Chú nhớ chưa? Không nhớ. Trời ơi, vậy là chú quên rồi đó. Cái bữa đó là đông dữ lắm. Chú nhớ ông thương không? Thương nào? Thôi, hai cái đứa này làm gì kỳ cục vậy? Tụi bay làm gì để được cái gì? Dạ. Tụi con được hai cái clip top. Yeah. Ủa, quá ra nãy giờ tụi bay là lợi dụng chú đây để mà quay mấy cái clip gì đó hả? Dạ. Cái kìa đó, ghi hình ông kìa. Trời ơi. Ghê chưa? Ủa? Nè, nếu như mà muốn quay người ta, ít nhất cũng phải nói với người ta một tiếng, xin người ta một tiếng cho đàng hoàng. Sao mà tự nhiên làm bất ngờ vậy? Ủa chú, buổi này ai mà rảnh rỗi đi xin người ta nữa, xin đâu được cái cảm giác bất ngờ đâu. Mình gì nè, mình mới có cảm xúc bất ngờ chứ, hiểu không? À, hóa ra hai đứa nhỏ này là cái gì bây giờ nó kêu là Top Topper. Không, chú nói gì con không chịu đâu. Anh giận chú luôn á. Chú nói như vậy là sai rồi. Tụi con là KOL. Tụi con là Influencer. Nói tóm lại, tụi con là Nhà sáng tạo nội dung. À, nhà sáng tạo nội dung. Dạ, cho nên tụi con mới đi ra ngoài vậy nè. Mới hỏi mấy người vậy đó. Rồi xong người ta cũng hoang mang như chú vậy đó. Đưa cái máy vô mới lấy được cảm xúc bất ngờ. Vậy là muốn lấy được cái cảm xúc bất ngờ không? Ủa, làm gì chú quấn con vậy? Làm vậy mới lấy được cái cảm xúc bất ngờ của con đó. Bất ngờ chưa bà già? Trời, thì ra chú cũng là Top Topper. Sai, chú là nhà sáng tạo nội dung. Cái vừa với hai đứa này. Cái content của chú mắc cười dữ luôn á. Lên là coi chừng xu hướng đó. Hai đứa bay hơi xu rồi đó. Dạ. Đây là chạm xăng, cầm điện thoại đây sử dụng. Đúng. Tin tao quýnh hai đứa bay không? Hả? Nè. Đi chỗ khác quay. Thấy chưa?
Tôi nói rồi, đừng có vô trong đây quay. Quay rồi người ta chửi mình kìa, thấy chưa? Nói gì em cũng cãi, nói gì em cũng cãi. Tức em ghê á, chia tay đi. Ê, đồng ơi. Đúng rồi, con xích đù bli đó. Nhưng mà tụi bay làm vậy là không có được. Nãy cái anh chủ cây xăng ông nói đúng. Vô trong cây xăng, người ta để những cái bảng thông báo là không được sử dụng điện thoại di động. Đúng. Bởi vì chỉ cần một cái tia điện hay là cái tia sóng gì đó, nó vô tình nó xẹt một cái thôi là nguyên cái chỗ này tụi mình gọi là đăng xuất khỏi cái game liền đó. Hiểu không con? Không, không. Là gì? Tụi con không tin chú đâu. Giờ con nói chú nghe nè. Thí dụ mà con đang đi đổ xăng đi, cái con chạy tới cái cây xăng này, cái tự nhiên con đang đổ xăng, cái con nhìn cái khung cảnh này, con hửi cái mùi xăng, con nhớ tới cái mùi canh chua cá kho tộ của má con quá. Xong rồi con bắt điện thoại con gọi cho má con kêu alo má hả? Khoan, cho chú mượn cái điện thoại tưởng tượng đó, nói chuyện với chị nhà một chút được không? Dạ đây. Ừ. Alo chị nhà hả? 5 phút sau tới tìm con gái chị ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình khoa phỏng nghe chị. Ôi. Chú không cho quay thì tụi con quay chỗ khác. Chú chửi tụi con là bây giờ tụi con sẽ tẩy chay chú, xong rồi tụi con sẽ bo xì bo chú luôn. Đúng rồi. Cái gì nó cũng nhảy được trời. Nó giả gạo á. Hai đứa bay khơi mào cuộc chiến này đó. Nãy giờ tao ứa hai đứa bay nhiều á. Đi chưa? Tao đập điện thoại giờ nè. Ơi. Trời ơi, có mấy laptop top rồi mà làm gì căng dữ vậy trời. Con nhớ mặt ba người rồi đó. Con mốt ba người mà chơi top top á là con hứa con sẽ không cho lên xu hướng. Chơi phải biết đúng chỗ đúng nơi. Chứ không phải là cấm tụi bay chơi. Không phải chỗ nào cũng chơi được. Không phải gặp ai cũng chỉ máy vô trong mặt người ta rồi quay không xin phép. Trời ơi, muốn giả vô mặt cái con lấy búa rồi tôi thôi 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 giờ đây thầy đó để tôi thầy đó để tôi để tôi thôi bỏ qua đi. Tôi nói nha, hai cái đứa này nó chưa thấy trái, nó chưa sợ đâu. Hai này con chừng tôi á, nó còn nít con nôi cho nên nó như vậy thôi. Còn bây giờ nè, cái quan trọng bây giờ mình phải làm tiếp cái công chuyện của mình đây nè. Quên trời, cái linh khí của Duy Ngọc nó ở đâu đây nè, vậy mình tìm ở đây đừng đi đâu xa nữa, chắc vòng vòng ở mấy cái căn nhà này thôi. Quý chị ơi, quý chị gì vậy? Ba già chồng ở dòng sông Hậu, ba già vợ chợ Kinh Cùng, thấy chúng em khùng ùng ùng ghét coi. Mọi người ơi, tối đêm nay cặp đôi sóng thần bão biển Dương Thanh Giòn và Chè Ngọt sẽ lên màn biểu diễn một tiết mục vô cùng đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Tới đi coi. Vâng. Đi đâu mà dòi ma vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải đi, dừng chân đứng lại nơi đây, chèo ghe chúng gậy sải ngựa đông dây. Đến ngay với đoàn tụi em ngày hôm nay thưa quý vị ơi. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay ở đây tụi em có một chương trình vô cùng hấp dẫn, đặc sắc, vui nhộn, hề hước. Đó là chính là chương trình ca với nhạc tạp kỹ. Thế bây giờ xin chúc trước thềm năm mới gửi lời chúc đến tất cả quý vị các bạn ở đây. Một lời chúc đầu năm tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đang được khao về nhà được rước, tiền như ngồi trước hộp xoài như ngồi sau. Nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng bao đêm, hạnh phúc bao ngày. Lời chúc hay, một tràng tay thật lớn à. Yeah. Hi Peter. Hi Mary. Hello, where are you from? I'm from Colombia, Canada, Maroc, có tóc trung lương Bình Dương. How are you? I'm fine, thank you, Bình Dương. Ok, bye. Vâng, và quý vị ơi, ca khúc đầu tiên cặp đôi sóng thần bão biển xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn bài hát được mang tên Mình Về Bên Nhau. Yeah. Quá trời là ồn ào. Khi mà Mình Về Bên Nhau. Quá trời thôi bắt mình về bên nhau mình chấm. Bây giờ đừng cản tôi, tôi bóc búa ra tôi quất hai đứa nó luôn. Thôi mình là người lớn, mình đừng có lấy cái hung khí ra mình làm như vậy. Dầu sao nó cũng là con nít, mình phải làm những cái chuyện nó nhẹ nhàng thôi. Không làm đi, để tôi. Vừa lắm nè. Cô chú kia, cô chú không coi văn nghệ thì thôi để sớm tụi con coi. Tự nhiên trời hư cái lò của con đoàn đây. Đến cái cu lớn. Còn mấy người này nữa, có hay ho gì đâu mà bắt ghế giùm. Đi về hết, tụ tập đông người. Trời đất ơi à. Hát cái gì mà nó ảnh hưởng tới nhà hàng xóm. Còn người lớn, người già, trẻ con, người bệnh này kia, người ta cần một giấc ngủ cho nó yên tĩnh. Hát sâm. Lo là lo chúng mình lo quá. Lo là lo chúng mình qua quá. Lo là lo chúng mình quá lo. Tụi bay giỡn mặt đúng không? Nếu mà còn cãi như vậy kêu chính quyền lại bắt nó đi. Hỏi chính quyền kìa. Lo là lo chúng mình lo quá. Hey!
cái mặt vậy, vậy thôi, không cho thôi. Không biết giỡn, không biết đùa, khu này mà không biết đùa rồi, im được rồi. Nè, bây giờ là người ta đã có cái luật mà những cái người mà hát karaoke mà làm phiền hàng xóm là cũng bị phạt nữa. Thì đó. Mà mấy cái đứa này nó không có biết, phải chi nó không biết mà cha mẹ gia đình nó nhắc nhở cũng không nói. Đằng này người lớn cũng im luôn, để cho nó lộng hành kiểu đó đó. Rồi bây giờ tụi nó im lặng rồi đó, mình đi tìm Linh Ngọc tiếp đi. Ừ, đi tìm. Ê, ô kìa. Ô kìa. Đã có ô kìa. Điền Lôi. Dạ. Dao đỏ. Dạ dạ. Dạ dạ, anh đã tìm được Linh Ngọc thứ ba cuối cùng chưa? Dạ, dạ chưa. Trời đất ơi, nguy quá vậy. Giờ này mà Linh Ngọc thứ ba vẫn chưa xuất hiện hả? Chẳng lẽ ăn Tết dưới đây ta? Có Ngọc Hoàng đây, sẵn mình chầu, cây mình tấu luôn. Đúng rồi đó, khỏi lên trời lại nữa. Rồi không vô vô, lẹ lẹ. Hai ba, nghe dễ. Sao được, tượng linh hổ là ở trên thiên đình, làm sao mà tấu ở đây được chứ? Ờ, đâu giữa đường đọc như lô tô vậy? Nó nghe Thiên Lôi. Gì? Nãy giờ có xài búa nào hôn mà nghe mùi khét khét kìa. Khét ai nướng khô mực vậy không? Nghe mùi khét bên phía bên này nè nghe. Thôi trời ơi. Bây giờ đâu nào? Ông ơi.
Tôi không ngờ trong những lúc gian nan như vậy đó mà ông còn lo cho tôi, ông đẩy tôi ra trước. Ông ơi, đợi. Ông ơi, tôi không ngờ ông thương tôi đến vậy. Đây cũng là một cái sơ suất trong việc phòng cháy chữa cháy của chủ nhà đó. Chú ơi, chú nói như vậy hết là cái nguyên nhân cháy này tụi tôi gây ra sao? Giờ mọi trách nhiệm là tụi tôi phải chịu sao? Tôi bị phạt đó, tội nghiệp tôi mà. Chú nói gì chú cũng phải có bằng chứng chứ. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Dạ thưa tất cả mọi người, qua những hình ảnh con quay lại được thì khu vực nấu nướng của ông bà khá gần với đống vật liệu dễ cháy. Có thể là do một cơn gió đã khiến cho lửa dễ dàng bén qua đống vật liệu dễ cháy kia. Mọi nguyên nhân xảy ra là do tôi. Ông nói gì vậy ông? Tôi xin lỗi bà. Tại vì tôi khóa cửa 4 năm lớp, tránh tiếp xúc với mọi người. Tôi nghe tin xấu ở trên mạng, nếu mà chích vaccine mũi 3, mũi 4, con người sẽ giảm thể lực, giảm sức khỏe, rồi dẫn đến mất trí nhớ. Tôi sợ tôi không còn nhận ra bà nữa. Ông ơi! Cảm ơn các chú thanh niên đã không ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm mà sống vô chỗ, chết người, cứu hai vợ chồng già này. Cô chú không cần cảm ơn tụi con đâu. Đây là trách nhiệm của anh em tụi con mà. Cô chú đừng có tin vào những cái lời đồn về việc mà tiêm vaccine mũi 4 nữa. Cái đó chỉ là tin dịch thôi. Tiêm vaccine mũi 4 á, đã được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng từ các chuyên gia y tế trên thế giới rồi. Nó giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng để chống lại con virus gây bệnh, giúp chúng ta bảo vệ bản thân của chúng ta, bảo vệ cho người nhà chúng ta và bảo vệ cho những người xung quanh chúng ta nữa. Nha cô chú. Chú nói vậy là tôi hiểu rồi đó. Thì để ổng khỏe đi rồi tôi xin hứa, chắc chắn là tụi tôi sẽ xin đi chích ngừa vaccine mũi 4. Tôi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các chú đã cứu vợ chồng tôi. Tôi đòi ơn lắm. Dạ, thôi anh em, đưa mọi người đi bệnh viện đi. Để coi kiểm tra nữa. Đi đi. Dạ, tụi con cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn mấy chú đã cứu tụi con. Hai đứa đứng dậy đi. Rồi, chú đưa hai đứa bay lên trạm xá kiểm tra coi có bị phỏng gì không. Qua cái sự việc này, chúng ta cần phải nhắc nhở người dân cần phải cẩn thận củi lửa hơn, đừng có để xảy ra cháy nổ như vậy nữa. Các vị chư tiên táo, cái người mà cứ bước ra, tôi có bằng chứng là linh vật mới cho năm sau Quý Mão. Mà công nhận Ngọc Hoàng hay đã cho đi xuống đây trước, nhưng á mà Quý Mão cũng rất là lanh nghe, còn vài ngày nữa mới bước qua năm mới, vậy mà đã hỗ trợ cho linh hổ nhiều việc như vậy. Linh hổ giỏi lắm đó. Con xin cảm ơn các vị chư tiên đã hỗ trợ con trong suốt chặng đường vừa qua. Dạ, như vậy là đã tìm được viên ngọc cuối cùng rồi thưa Ngọc Hoàng. Tốt lắm. Vậy là chúng ta đã tìm đủ được 3 linh ngọc. Nào, hãy cùng nhau trở lại thiên đình.
Hổ xin bái kiến Ngọc Hoàng, Thiên Hậu và các vị chư tiên. Ngọc Hoàng, Thiên Hậu Gia Lâm. Ngọc Hoàng, Thiên Hậu, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Các khanh bình thân. Chào tất cả chư tiên. Sở dĩ có tượng thần hổ ở chốn thiên đình, đó là gì? Sự kết nối thiêng liêng giữa nhân gian và thiên đình. Ngoài ra ta cũng muốn tôn vinh linh hổ, những việc làm vất vả trong năm qua, và đó cũng là cái cớ để cho ta thách đố. Tượng linh hổ vẫn ở chốn thiên đình, nhưng linh khí vẫn còn ở dưới nhân gian. Chính vì vậy mà mưu kế của ta, ta đã cùng với thiên hậu, cùng với chư tiên đều giáng trần để mà tìm hiểu sinh hoạt của người dân, để mà giúp đỡ người dân nhiều hơn. Ta không muốn việc làm đó chỉ giao cho mỗi một mình linh hổ. Thiếp ở bên cạnh người cả ngàn năm nay mà vẫn không hề phát hiện ra kế hoạch này của người. Thảo nào mà mỗi lần mà thiếp hỏi người, Ngọc Hoàng ơi dậy chưa, cà phê sáng với thiếp được không, người đều trả lời rằng ta bận rồi. Nói chuyện tình cảm quá. Mùi chen chen chen. Nói nghe, nếu như mà không có hậu thì làm sao có Ngọc Hoàng ta đây? Nàng đã chăm sóc cho ta từng ly từng tí kia mà. Thật ra đó thì thiếp chỉ muốn phụ Ngọc Hoàng trong việc tiên sự để mọi việc đỡ vất vả hơn mà thôi. Thôi Ngọc Hoàng, các chư tiên đang cười mình kìa. Thôi, sắp đến thời khắc chuyển giao năm mới rồi, bây giờ thì nhà táo hãy mau báo cáo đi. Dạ, gia đình nhà táo sẽ được báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế về những sự kiện đã xảy ra trong năm vừa qua. Bắt đầu. Chờ nghe. Báo cáo dài mà hay lắm. Để vợ chồng tôi đọc cho cả thiên đình cùng nghe luôn. Dạ. Nghe vẻ tổng kết nhâm dần sắp hết quý mão sắp sang năm cũ rình rang mở mang du lịch Việt Nam, cảm kích du khách bốn phương lui tới yêu thương danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên hình ảnh vẫn còn vết nhơ, ảnh hưởng trẻ tơ chơi trò phản cảm, giá không bảo đảm chặt chém tơi bời, ngước mặt than trời vệ sinh thực phẩm. Trời đà dơ. Dạ tới thần đây, bắt đầu. Thần xin bình phẩm tới chuyện online. Cào phim đã tay chẳng lường mà hậu quả. Tô phở đổi trả bằng lời khó nghe, vội vã quay xe khi bị mà lên án. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thông cảm. Dạ gia đình con có ông này, ông hay đi phát cơm từ thiện, rồi ông mở nhạc thiền, bây giờ ông đọc rất kỳ quá. Tốt nhất mà đọc cái gì cho nó vui cơ mình. Ừ. Dạ ơi, sung lên đi. Sung lên. Thì quá vậy. Thì đổi tiết tấu vậy ông thôi. Dạ rồi. Dạ thần xin được đọc tiếp. Chuyện đâu có đang tự nhiên ngông cuồng, đến khúc giảng tuồng lệ rơi mà lã chả. Thì sao tất cả ta hãy văn minh, giữ lại nghĩa tình trên không mà gian mạng. Xăng dầu trái do chân khoan trở trờ, người người than ôi biên thiên thế sự. Lên thì có đợt xuống cũng có hồi, xếp hàng chờ thôi chớ thêm rắm rối. Đang nhớ chào ôi phòng và chữa cháy, xin tràng pháo tay người lính nghĩa tình. Dạ, sau khi dành tràng pháo tay cho người lính phòng cháy chữa cháy xong, thần xin được đọc tiếp. Quả cảm hết mình xả thân cứu nạn, hàng ngàn hàng vạn những lời tri ân. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nói về hiện trạng bão lũ thiên tai, sát cánh chèn dài cứu nguy ứng phó,
người dân đây đó đều được an toàn, thoát nạn bình an nhờ cảnh báo sớm. Giáo dục vừa chớm nhiều nỗi âu lo, lịch học ép o từ tinh mơ tới tối, áp lực bức bối tâm lý nhiều em đang đề xuất xem nhiều kinh giảm. Thần xin tiếp, triệt phá bung bét đường dây buôn người, hứa hẹn tiền tươi vụ lao động việc, đi xa mất biệt xứ sở quê nhà, theo cái gọi là lương cao việc nhẹ. Nhiều bậc cha mẹ thiếu sự quan tâm, tiếng khóc lặng thầm ngây thơ con trẻ, cha đẻ không lo mẹ ghẻ lướt quyền, cướp đi bình yên cuộc đời em nhỏ. Ác quá, ác quá. Dạ. Năm cũ Nhâm Dần sắp qua năm mới, một năm phơi phới ước nguyện sắp thành, một năm phơi phới ước nguyện tốt lành, tươi đẹp bức tranh nhà nhà no đủ khoe hơn. Sao dắp hoài vậy ông? Năm nay sao thiên đình mây nhiều quá, nó như ở Đà Lạt vậy đó, không có thấy chữ đâu trơn. Rồi ráng dạ, đọc cho chạy chữ đi, tâu trình với Ngọc Hoàng tiếp nè. Dạ, Ngọc Hoàng với Thiên Hậu tha tội cho em đọc lợi. Dạ. Tập tiếp đi. Năm cũ Nhâm Dần sắp qua năm mới, một năm phơi phới ước nguyện tốt lành, tươi đẹp bức tranh nhà nhà no đủ khỏe hơn năm cũ bớt lên ào ào, xin hứa nhà nào cũng toàn tin tốt, tài lộc không hốt tự động thật nhiều, cái đẹp yêu kiều trai công danh toại, trăm sự trọng đại vạn sự cát tường, lan tỏa yêu thương đến cho nhân loại. Nhân loại là nhân hoa. Hãy quán quả đi chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Ta đã hiểu và đã tin. Cảm ơn các ngươi. Dạ. Yeah. Hay không? Quá trời hay luôn. Hay quá trời hay đó. Dạ, cảm ơn. Soạn cái bản báo cáo này 3 ngày 3 đêm đó. Dạ. Này tất cả chư tiên và dạ, các táo, bản câu sơ năm nay ta có lời khen, là vì các ngươi đã biết nhắm thẳng vào điểm yếu, nhắm thẳng vào những điều tiêu cực để mà khắc phục. Giỏi lắm. Ngoài ra ta cũng rất vui vì thấy những khó khăn do dịch bệnh đầu năm mà bây giờ toàn thể nhân gian đã chuyển mình, toàn xã hội đã phục hồi lại nhanh chóng, tất cả những điều tích cực dần dần đã hiện ra. Đúng vậy thưa Ngọc Hoàng, qua chuyến du hành này thì thần thiếp thấy rằng còn rất nhiều điều tốt đẹp vẫn hiện diện nơi chốn nhân gian, những tình cảm, sự đoàn kết, yêu thương san sẻ giữa người với người ở khắp mọi nơi. Ta vui quá các khanh ơi. Dạ. Và bây giờ đã đến thời khắc chuyển giao linh vật để đón chào một năm mới thái bình thịnh vượng. Dạ. Năm nay Ngọc Hoàng và Thiên Hậu muốn thử thách linh vật theo tiêu chí của cuộc thi Hoa Hậu. Mèo đâu? Dạ. Ồ. À kìa. Mèo. Quý mão đó. À, con linh vật năm nay đó. Trời dễ thương quá. Mèo dễ thương. Con mèo. Quý mão, quý mão. Meow. 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 Linh mèo con xin ra mắt Ngọc Hoàng, Thiên Hậu, các chư tiên và táo. Trên cung đình này ai cũng biết Hằng Nga là người đi khách quốc đẹp nhất. Vậy thì Hằng Nga thử thách linh mèo hãy đi khách quốc đẹp hơn Hằng Nga có được không? Meow. Dạ thưa Hằng Nga, mặc dù cặp giò của linh mèo không có dài bằng đôi chân của Hằng Nga, nhưng hy vọng rằng bài khách quốc của linh mèo sẽ không làm Hằng Nga phật lòng. Meow. Làm đi. Đây đó. Cố lên.
cửa lên. Trời ơi. Thấy cái này vui là cái này vui. Trời ơi, quẩy đuôi. Con mèo này quá. Con mèo nó hơn ngàn nga chỗ là nó ngoắc được cái đuôi. Đúng rồi. Nó vui chỗ vẫy vẫy cái đuôi nữa. Dễ thương, vỗ tay, vỗ tay. Hay quá. Quá, cháu quá, chịu. Chịu phóng Hằng nha. Hằng Nga cho Linh Mèo 10 điểm. 10 điểm. Thử thách gì đơn sơ dữ vậy? Nãy giờ mình thấy Linh Mèo mặt mũi sáng sủa, lanh lợi, dễ thương, đi catwalk coi cũng được. Nhưng để trở thành linh vật của một năm còn đòi hỏi nhiều thứ hơn vậy nữa. Mà cái quan trọng nhất là gì? Kiến thức. Muốn biết được kiến thức, mình phải trải qua cái dòng thi cực kỳ khó khăn hóc búa. Đó là dòng thi ứng xử. Võ Hiền, ra liền những cái câu thiệt khó để thử thách Linh Mèo này coi sao. Cái phần ứng xử là cái phần quan trọng nhất. Đúng rồi. Cho nên thần xin phép nhường những cái câu hỏi đó lại cho Thiên Hậu. Được rồi, Linh Mèo. Dạ. Nếu như con đăng quang Miss Quý Mão 2023 thì con sẽ làm những gì nào? Dạ thưa Ngọc Hoàng, Thiên Hậu cùng quý chư tiên táo, trong năm vừa qua Linh Hổ đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ và cải thiện đời sống nhân dân. Nếu như con được đăng quang Miss Quý Mão 2023, con xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó. Người người cho con là mèo may mắn. Con hy vọng rằng trong năm mới, con sẽ mang được nhiều niềm vui cũng như là sớt chia được nỗi khổ với tất cả mọi người. Vì con hiểu được rằng con là một phần trong tất cả và tất cả cũng chính là sự tồn tại của con. Lời cuối, con xin được chúc Ngọc Hoàng, Thiên Hậu cùng quý chư tiên táo một năm thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Xuất sắc! Xuất sắc! 10 điểm! Ta thấy con xứng đáng được đăng quang Miss Quý Mão 2023 năm nay, mặc dù cuộc thi này chỉ có một mình con là thí sinh thôi. Ta tuyên bố Linh Mèo đăng quang Miss Quý Mão 2023. Yeah! Và ta chúc con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân gian. Và bẩm Thiên Hậu, trước khi đến thời khắc chuyển giao thì thần xin phép được mời Linh Hổ ra làm một màn final work. Quá đẹp luôn, cái vương miện kìa. Vui quá à. Mà đúng lý ra cái chỗ này là phải khóc nè. Dạ, tất cả đã sẵn sàng, đã đến thời khắc linh thiêng. Xin mời Ngọc Hoàng, Trao Sát và Thiên Hậu sẽ đội vương miện lên cho Miss Quý Mão 2023. Và bây giờ xin mời Linh Mèo đi những bước đi đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.
nóng lòng để xem coi Khanh sẽ làm việc cho chúng dân như thế nào. Còn bây giờ, trước thềm năm mới, ta xin gửi lời chúc đến tất cả muôn dân thiên hạ một năm mới phúc nhân gian, xuân khải hoàn. Nhờ có phúc nhân gian mà thiên đình thêm phần sinh khí. Vì vậy, dưới hạ giới lung linh, trên thiên đình cũng tràn ngập không khí xuân. Ta muốn ta cùng với tất cả chư khanh hãy mau hạ phàm để cùng với chúng dân đón một mùa xuân khải hoàn, để hiểu chúng dân hơn, để thương chúng dân hơn. Ý của chư khanh và thiên hậu như thế nào? Chúng thần tuân chỉ. Bây giờ xin mời thiên hậu hãy cất lên tiếng hát để chúc cho muôn dân thiên hạ một năm mới thịnh vượng thái bình. Mấy bà là mấy bà tiên, phải mấy bà điên đó mà rần vậy. Hey. Thôi, thiên đình mà. Dạ em xin lỗi, tại nãy giờ em còn vả quá. Ai bày ra cái vụ này? Ai bày đâu? Cái bà nhất tiên nữ này, bà bắt em hái nhạc dịu dàng dễ thương á. Bớt nói đi điệu quá à. Cái con nhị tiên nữ này nó bắt em nói đó, chứ em có nói đâu. Ai bắt rồi nào? Rõ ràng là con tam thiên nữ nè, nó kêu xuống trần gian nghe đi, nghe mấy bài nhạc ở dưới đi rồi nấu súp lên đây mở nhạc lên quẩy chị ba chị bảy ơi lên. Má súp thì người ta chọn những cái dòng nhạc nó phù hợp với nhau, hoặc là nó đối lập nhau nhưng mà nó dễ dàng pha trộn với nhau. Người ta bầm nhuyễn nó ra, thảo nó ra rồi bắt đầu quậy nó quẩy. Ê, nó nghe cái đó là bartender pha chế nha. Mà lạ nghe. Bình thường mấy cái chuyện mà ca múa hát sướng trên thiên đình này nè, là đâu phải do ban tiên nữ này đâu, mà là do Hằng Nga đảm trách. Đúng rồi. Bà Hằng Nga mà một tuần nay bà không tập luyện gì cho tụi em hết. Tụi em không biết nhảy cái gì, nhảy như mấy con điên vậy đó. Ủa, vậy cuối cùng Hằng Nga đâu? Không biết. Hằng Nga ơi! Hằng Nga! Hằng Nga! Hằng Nga! Hỏi thăm bà coi. Nó nhìn cái gì vậy? Nhìn bên kia kìa. Nga ơi, Nga nhìn cái gì vậy Nga? Nga buồn quá, Nga nhìn du dơ. Trời ơi! Ta nhìn du dơ thôi. Mà mấy bà nội này nhào xóng vô nhìn giống như là có cái gì hay ho lắm gì đó. Hết bà táo rồi, bây giờ tới bà Nga. Còn sao mà Nga buồn? Sao buồn? Không biết. Trời ơi. Ba buồn, ba buồn gì luôn á. Nghe nè. Ê, Nga hồn nhập xác. Nga ơi, hồn về nhập xác Nga ơi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ cái gì nói? Ta nói hễ mà em nuôi con thỏ nào là bị tụi trộm nó mần thịt con đó. Trời ơi. Cho nên mệt mỏi quá trời. Chết hồn. Trời ơi. Mẹ
nói nghe nè. Vậy? Có cảm giác bị hơi trơ không? Ừ, trơ quá. Có cần miếng nhạc dặm thêm cho đậm tâm lý không? Cho xin miếng. Dạ. Đó. Trời ơi, chó hay mèo đều là những con vật ở bên cạnh người. Nó là những động vật trung thành chưa bao giờ phản chủ. Vậy mà bọn ác xấu xa, mình không có lương tri, không có lương tâm, sao đồ tàn nhẫn ác độc. Giết chó, giết thỏ, giết mèo, đồ ác độc. Buông tay ra, đừng đụng vào người ta để ta yên. Ủa, gì kỳ vậy? Ta nạn nhân mà chữa hồi nhưng ta là hung thủ vậy? Sáng bà uống thuốc chưa? Hồi đó đó, bà uống thuốc còn trị được. Bây giờ là trộn cơm ăn pha nước uống luôn mà cũng không trị dứt bệnh được đó. Ủa, mọi người ơi. Ủa, Hằng Nga, sao em buồn vậy? Nga ơi, Nga kệ bà vợ đa nhân cách của anh đi Nga. Đi qua bên. Đó chính là lý do mẹ buồn đúng không? Không phải. Vậy chứ là chuyện gì? Ừ. Chuyện đó chính là... Là gì? Là gì? Là sao? Là gì? Là gì? Con thỏ không bị ăn thịt, vậy bây giờ nó đâu? Chuyện đó chính là... Là gì? Ai nói Hằng Nga tỉnh chặt đầu tôi nghe. Cưng, sao cưng nói lại đàng hoàng coi con thỏ của cưng nó bị cái gì? Thật ra là tại vì nó quá là sức mạnh, nó quá nó tốt đi. Kiểu giống như là em không có... Nó quá tự lập á, phải không cưng? Kiểu như em thấy em... nhỏ bé trước nó đúng không? Dạ. Trời ơi, có gì đâu, thỏ mà nó tự bảo vệ bản thân, nó dũng mạnh vậy thì mình phải mừng chứ, có gì đâu mà buồn. Đúng rồi. Mọi người không hiểu đâu, thôi gặp nó đi rồi biết ha. À đúng rồi đó, kêu nó ra cho mọi người gặp con sao. Chó đòi thỏ ngáp. Ê nó kìa. Kìa. Ê, trời ơi, cái gì vậy? 1, 2, 3, nó chết rồi. You win. Trời đất ơi, đáng lẽ nãy giờ là tôi liệm lâu rồi đó nghe, mà chưa thấy ai mà có con vợ mà mất nết với bà hết trơn á. Thằng chồng nó nằm sắp mặt đây, đứng đây bà vô win làm sao? Xin lỗi mình, em máu quá. Ê, nó nghe là thỏ, tao nói thiệt luôn nghe. Tao dòm mày bây giờ, tao không biết mày là con thỏ. Chết rồi, chết em rồi. Gì nữa? Chuyện là em quên pha trà cho Ngọc Hoàng. Rồi Ngọc Hoàng ngay sẽ bắt tội em và đày em thành nắm trà. Rồi 2 tỷ của em sẽ thành 2 cái chung trà.
rồi em sẽ rót trà vào miệng hai tiếng. Không được, không được, ai, không ai, được, đau, không được. Em phải làm sao? Em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây? Làm sao? Làm sao? Em phải làm gì vậy? Nó nghe nè, tôi nghe con này nói xong tôi muốn phạm tội sát sanh ghê vậy đó. Trời ơi, chết rồi sao vậy mình? Cái thời gian mà nó ngồi nó làm sao nó vô nó pha được 8 chung trà rồi đó. Mà nó nghĩ sao nó kêu Ngọc Hoàng biến nó thành cái ấm trà. Chứ nó là gì? Nó dài sọc như vậy phải biến thành cái bình thủy mới đúng đó. Nó không phải bình thủy đâu, nó là bình chữa cháy. À, cung nữ mới đúng không? Mới toanh. Đi, đi. Không thể như vậy. Bình thường pha trà cho Ngọc Hoàng là việc của Thiên Hậu. Đúng. Vậy thì tại sao bữa nay lại là của con Tam Tiên Nữ đó? Rõ ràng là có quẩn khúc. Thì đó, tôi nhìn vào cái chuyện này, tôi có gì đó nó kỳ lạ dữ lắm nè. Chắc chắn là có chuyện gì eo le khúc quẩn ở đây. Đúng vậy. Đây. Cái gì mà nhiều chuyện quá vậy nè hả? Bà con. Buồn sao? Này xong tôi thề tôi không bao giờ tôi ăn ớt luôn. Trời, dễ sợ. Thiên hậu hát hay của thiên hậu từ chức thiên hậu đi làm ca sĩ với thiên hậu. Thiệt cái thiên hậu mà xuống trần gian làm ca sĩ nghe là bà Tư Cấm Ly bà bỏ nghề luôn. Thiên hậu hát thêm một bài nữa đi, em sẽ tình nguyện hát bè cho mì mì ma 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 ma. Tiên nữ này chửi tục dễ sợ. Hát hồn
Gì vậy? Ngọc Hoàng. Hả? Người đang làm gì vậy? Ta có làm gì đâu. Người nhìn lại coi. Ôi. À, trời ơi. Ôi. Ngọc Hoàng, ta bị trật chân rồi. Hồi nãy có sao không? Buông ra. Trời ơi. Ngọc Hoàng ơi, ta bị trật lưng luôn rồi. Mày trật lưng cái gì mày? Tao đánh cho mày gãy lưng bây giờ. Chấp giật chồng thiên hậu hả? Thật là quá quắc á. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, Thiên Lôi, ông làm cái gì mà đánh tùm lum vậy? Sập thiên đình chết hết bây giờ. Trời ơi, tôi có đánh đâu, tôi còn trao đảo đây nè. Đứng lại coi. Mọi chuyện nó phơi bày ra trước mắt Ngọc Hoàng, người âu yếm tiên nữ ngay đại điện như vậy. Nè, hãy nghe ta giải thích. Không có gì với tam tiên nữ cả. Thiếp không có tin cái gì hết á. Mệt quá, giận quá, chóng mặt. Sao chóng mặt vậy Thiên Hậu? Ta cần tiên dược của ta. Tiên dược, tiên dược của ta đâu? Dạ. Mang tiên dược ra đây. Truyền trà sữa. Tiên dược. Từ bao giờ mà trà sữa trở thành tiên dược? Muôn tâu Ngọc Hoàng, dân kính thưa quý vị, thời gian gần đây trà sữa trở thành thức uống truyền thống dành cho giới trẻ, giúp cho giới trẻ năng động hơn, sáng tạo hơn, tự tin mỗi ngày. Giới trẻ bây giờ có câu trà sữa chân châu đường đen, uống một cách đường đột và đột ngột béo phì. Mọi người ơi, buổi sáng láng thoáng ăn sáng lại láng em uống trà sữa. Buổi trưa lưa thưa có mưa ăn trưa em uống trà sữa. Buổi chiều nói nhiều yếu xìu ăn chiều em uống trà sữa. Buổi tối nói dối bối rối ăn tối em uống trà sữa. Một ngày thật dài cứ như vậy hoài em uống trà sữa. Trà sữa. Mọi người ơi, khi thất tình ta buồn ta uống gì nào? Trà sữa. Khi lạnh lương ta vui ta uống gì nào? Trà sữa. Khi lay chim giả gái lồng lộn mà không ai coi ta uống gì nào? Trà sữa. Làm như tôi nói ổng hay sao ổng giận á. Ổng sống bằng nghề lay chim mà biết Lê Dương Bảo Lâm không? Biết chứ. Dạ thưa Thiên Hậu và Ngọc Hoàng, tôi uống trà sữa rồi tôi thấy rất là ngon. Order giùm tôi mấy chục ly đi. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Sao? Vậy từ đây chúng ta họp hội nghị bàn đầu, khỏi uống rượu nên uống trà sữa. Vậy à? Hay. Giờ thì thiếp đã bình tĩnh trở lại rồi đó. Bây giờ người giải thích đi, tại sao người lại đối xử với thiếp như vậy? Hậu à, đường đường ta là Ngọc Hoàng, lại là nam nhân, thấy nữ nhân ngã phản ứng nhanh thì ta đỡ thôi, không có ý gì khác. Thì ra là nam nhân đổ nữ nhân. Ý trời, mình cũng là mỹ nhân. 2, 3. Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng thấy em tạo dáng có giống cầu Mỹ Thuận không? Các ngươi có tự đứng lên hay không? Hay muốn Thiên Lôi chém? Thôi kệ, một mình có sao đâu. Yêu chứ thêm đau đầu, một mình có sao đâu. Không có ai kề bên đó lo như đêm muộn phiền, một mình ta vẫn vui. Vậy bây giờ mà người có giải thích, có nói gì á thì thiếp cũng không có tin đâu. Kìa Hậu, chàng đã không xem thiếp là thiên hậu thì thiếp ngồi chức vị thiên hậu này có nghĩa lý gì nữa đâu. Thiếp sẽ... Nàng định làm gì? Thiên hậu. Người ta sẽ... Thiên hậu. Ta sẽ cắt tóc đoạn tình. Tập cuối rồi. Đừng làm như vậy.
Hết tim rồi. Tập cuối là mấy con nhỏ dây chảnh nó chết hết đó. Ông có lộn của em rồi ông ơi. Tập cuối nó đoàn viên ông ơi. Ê, tập cuối rồi. Như vậy là bà Thiên Hậu sẽ bị đài vô lãnh cung đó. Vậy là có tập cuối rồi hả? Sao tôi chưa có link xe link cho tôi? Xe link xe cho. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà tập cuối? Chuyện gì mà lãnh cung ở đây? Dạ 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 dạ. Thưa Ngọc Hoàng, thần nghĩ là mọi người đã bị xem phim cung đấu nhiều nên tâm lý mới bị over như vậy. Thiên hậu, có thật vậy không? Tại thiếp ghen quá đó mà. Rồi thiếp thấy tâm lý của thiếp á, cũng giống như hoàng hậu trong phim cung đấu, cho nên thiếp mới làm vậy. Cũng tại Ngọc Hoàng hết đó. Sao lại tại ta? Coi phim thì coi phim, làm gì mà để nhiễm nặng như vậy? Các chư tiên cũng vậy nữa, bớt bớt đi. Sao mà bớt bớt được Ngọc Hoàng? Dính vô cái nguồn phim là cô là ghiền luôn, không có dứt là được nè Ngọc Hoàng. Coi thử tập 1 là ghiền luôn á Ngọc Hoàng nè. Ta chém người ngay bây giờ. Mình tự coi đi ha. Nói nghe nè, về nhà nhà táo mình đóng cửa tự coi với nhau đi. Để mấy cái người mà lạc hậu không theo kịp thời cuộc, họ sống cô đơn một mình đi. Lêu lêu. Dạ nô tài có lỗi. Các khanh là mất thời giờ quá. Tất cả chuẩn bị giao châu. Tôi yeah. là các khanh hãy bắt đầu báo cáo đi. Xin tuân lệnh. Dạ, 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 tao đã báo cáo xong ạ. Thôi, mấy người xin quà khe hả? Cái gì mà báo cáo không là báo cáo mà lo múa đương đại vậy? Báo cáo mà không có tờ sớ nào là sao? Dạ, báo cáo rồi đó chứ. Gửi inbox Facebook cho Ngọc Hoàng rồi, phiền Ngọc Hoàng check inbox ạ. Facebook của ta bị hack rồi. Trời ơi, cái đó không phải là hack Facebook đâu. Tại Ngọc Hoàng đăng cái tầm bậy tầm bạ bạo lực đồ này nọ, cho nên bị report. Thôi đi. Làm cái gì nháo nhào lên vậy? Ngọc Hoàng chỉ nói giỡn thôi. Ngọc Hoàng mới nhắn tin cho tôi nè. Nhắn gì? Nhắn gì? Thỏ Ngọc gửi cho anh Hoàng 50k nhé. Trời ơi, bị hát thiệt. Vậy bị hát rồi đó. Không phải đâu. Facebook Ngọc Hoàng có tích xanh mà sao bị hát được? Tích xanh cái gì mà tích xanh? Hát cơ bây giờ nó ghê lắm. Nó hát xong rồi nó còn tống tiền nữa đó. Trời ơi. Ê ê ê ê. Ngọc Hoàng bị hack Facebook vậy á, mình xóa friend với Ngọc Hoàng đi, đừng có chơi với Ngọc Hoàng nữa. Vậy Ngọc Hoàng bỏ mấy đứa xóa nha. Bỏ trong mấy cái lớp luôn, lớp trai xinh gái đẹp nè, xóa đi, xóa đây đi. Đây nè, đây nè, cái nhóm mà trai lạ cô đơn nè, xóa luôn. Hỏi hỏi bà mẹ bỉm sữa nó đẩy ra luôn. Cái nhóm này tôi mới vô ngày hôm qua nè, gái nhà quê bảo kê vũ trường. Xóa luôn. Lóc lóc hết, lóc hết. Rồi xong. Facebook mà mất rồi là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cũng như là vùi chôn vào dĩ vãng hết. Rồi mỗi khi mà bán đồ đồ này nọ, rồi chị em online biết kiếm ai mà live stream đây. Trời ơi, trời ơi. Nè, các khanh hãy bình tĩnh. Nếu mà muốn tránh cái tình trạng bị hack Facebook á, thì các khanh phải thường xuyên kiểm tra cái bảo mật của Facebook. Rồi mình cài 2 lớp bảo mật cho nó chắc. Mà phải đặc biệt là phải hạn chế bấm lung tung vào những cái trang web linh tinh. Như thế thì sẽ tránh được bị hack Facebook thôi. Thiên hậu anh minh. Nào, các khanh tiếp tục báo cáo đi. Dạ, xong. Hả? Cái gì mà xong? Dạ, hồi nãy gửi tin nhắn qua Facebook không có được, cho nên bây giờ chúng thần đã gửi email qua cho Ngọc Hoàng. Bạn có phản hồi gì? Viết vào email, tụi em check email sao ạ? Dạ. Có như vậy chúng ta mới tiết kiệm được thời gian của buổi chầu. Trong thời gian rảnh đó chúng ta có thể đi cà phê, cà pháo, uống trà sữa và luyện phim cung đấu ạ. Dạ. Trời ơi. Các khanh là ai mà thay đổi luật lệ nơi đây? Tất cả đều giao cho ta để các khanh thưởng thụ hả? Làm quan làm chức như vậy sao? Ai là người bày ra trò này? Ta là bảy bà, nói gì vậy? Thiệt, ông lúc nào cũng xỉa sói tôi trơn trọi.
cấp mặt mà. Quỳ xuống. Đừng mà. Các người ơi, chuyện của các người cứ làm lừa là phải hỏi. Ra tay đi. Yeah. Đừng mà, đừng mà. Ơi, đừng tát tôi nữa. Tôi tát ông hồi nào ông nội? Ủa cái mặt sao vậy? Trời ơi, tôi bị tát sưng mặt rồi. Cái gì mà sưng mặt đến em coi. Trời ơi, ngang ngược hả, ngậm cái gì trong này nhả ra. Trời ơi, chua quá. Trời đất ơi, mình ơi, tôi kêu mình cắt trái chanh ra làm nước cho khách. Khách ngồi nãy giờ uống hết ly nước chanh tôi làm mà ông còn ngậm cái chanh này làm sao? Trời ơi, bây giờ tôi vừa mới có một cái giấc mơ kỳ lạ lắm luôn á. Cái gì? Tôi mơ thấy tôi là người trên thiên đình. Cái gì? Thiệt. Trời ơi, thánh thần đó. Cốt tiên rồi mơ thấy vậy. Biết thấy gì không? Thấy gì? Tôi thấy tôi là một ông táo. Trời ơi, nó nghe này, ông táo có vợ không? Có chứ sao không có. Vợ ông táo là ai vậy? Vợ của ông táo là ai? Là đây nè. Mình ơi, mình thương em cả trong giấc mơ luôn á. Trong giấc mơ mình cũng là vợ của tôi táo bà đó. Trời ơi, hai vợ chồng mình danh vọng quá. Còn hoàng thưởng cái gì, thưởng cái gì? Thưởng cái gì đâu mà thưởng. Tôi thấy tôi bị phạt tán vô mặt 231 cái luôn. Thôi được rồi, được rồi, kể tới đây thấy vui rồi. Sao vậy? 231 cái đúng không? Ừ. Là tại vì ban ngày ông đọc báo, ông nhiễm cái vụ mà hả cô giáo đánh học sinh 231 cái đúng không? Chắc vậy quá. Ủa nào mà nằm mơ có thấy Ngọc Hoàng được không? Nằm mơ thấy Ngọc Hoàng chứ sao. Trời không ơi. Mà cái mặt quen lắm luôn nha. Giống cái ông ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đó. Trời ơi, đẹp trai vậy. Ồ. Ui. Đã vậy còn thấy có nét hào hào giống cha tổ trưởng xóm mình. Hèn ngang luôn á, tự nhiên giống Đàm Vĩnh Hưng ta phơi phới gì giống ông tổ trưởng là sao? Ai mà biết đâu. Ôi, trong mơ quá. Thấy. Nãy nghe hai vợ chồng nói lón thoáng ông nằm mơ thấy nguyên xóm mình trên thiên đình đúng không? Ừ đúng rồi. Ê ê, ông thấy tôi làm gì trên đó không? Làm chồng của vợ tôi. Ủa là sao, là làm gì? Là ông táo giống tôi luôn nè. Vậy là tôi với bà có lương duyên tiền định đó, hay là ngày mai á bà ly dị chồng bà để tôi bà làm đám cưới nghe bà Như. Ê làm ê, 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 ê. Hả? Bớt bớt. Sao vô vậy? Vô duyên tự nhiên vợ anh ta rồi xuống, anh ta ly dị chồng rồi về kết thân với ông. Ê mà nằm mơ vậy là giấc mơ trưa đó. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi qua những niềm xanh thầm, kia sớm mơ chưa bao giờ em về. Tào lao. Nhớ bá cái lật mặt giờ. Mày múa mày y chang con cút chiên bơ luôn á. Ê gì vậy? Cái gì vậy? Vậy? Cứ cất để vô. Đi mà trời ơi, không có cần phải cất vô. Gì vậy? Bành ra cho tôi. Gì vậy trời? Bành ra, đó. Ủa bành gì ra vậy? Rồi đó, lấy cái máy chụp hình đi. Chờ tôi chụp. Hãy tôi đếm 3 tiếng là tôi úp mặt xuống là tôi cứ chụp nha. Rồi rồi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Thôi được rồi. Tóc tao xúc sổ tùm lum nước chụp lên hoài. Rồi bây giờ lụm vô tôi đi. Cái gì? Bây giờ lụm đó, giờ đỡ tôi lên. Thôi nãy tôi đỡ rồi không cho mà. Ở đây đỡ cho nè. Bây giờ đỡ. Trời đất. Sao cái gì mà khó quá vậy? Sổ đỏ, sổ hồng của tôi đó. Sổ hồng mà mang theo chi rớt đầy đường chẳng biết nè. Trời ơi thiệt tình. Ở đâu đó.
vàng dòng của tôi thôi, chứ sắc đẹp mà tôi sửa hết trong người tôi cả phản, nói là nói chung là cũng phải 100 triệu tỷ. À, thôi tôi bịch tay lại. Mình ơi, bây giờ nhìn lại bộ đồ em coi, mua 80 ngàn hồi giao thừa năm kia mà tới bữa nay mặc còn thấy mới, còn không dám dùng. Còn anh đây nè, 75 ngàn nguyên một bộ từ trên xuống dưới luôn đó. Tuổi thân của mình ơi. Trời ơi, có gì đâu tuổi. Mình cũng bận đồ bình thường, mình đi ra đường thôi, chứ không phải mình ở chuồng đâu tuổi. Khi nào mà mình có nhiều tiền nha, mà mình bận đồ mà mình không biết bận cái gì, bận tào lao bác xế, trong 12 con giáp không giống con nào, giống con 13 nó mới nhục. Kêu em gì vậy mình? Ủa tao nói gì bà đâu? 13 đó là tôi đó. Con giáp thứ 13 là bà hả? Ừ. Chị 13 đây sao? Ủa chị 13 cho em hỏi thăm, sao chị giàu dữ vậy? Sao trời giàu dữ chị? Đương nhiên giàu nó cũng phải có nguyên nhân của giàu chứ. Đâu phải muốn tự nhiên mà giàu được cưng. Muốn biết cái nguyên nhân tại sao chị giàu đúng không? Dạ. Để chị kể cho mà nghe nè. Ủi niềm quá. Thấy bà có vẻ bà nghẹn ngào lắm. Anh chắc hiểu có rồi, nỗi hiểu khổ rồi. Riêng á. Đúng rồi. Kể đi chị, sao? Kể đi chị. Sao chị? Trời ơi. Ôi, bi kịch. Bà đang khóc đó. Kể đi chị. Chị sống trong một gia đình giàu có. Ủa gì vậy bà nói? Giàu có mắc quá giờ kể giọng buồn. Bà nói mà sập sàn luôn đó. Bà sẽ xạo không à. Giàu có mắc gì bà buồn. Tôi diễn tâm trạng cho người ta thương. Trời ơi. Cho nhạc đi. Rồi bỗng dưng một ngày nọ, tôi quyết định tôi bỏ nhà tôi đi. Rồi nhưng tôi đi rồi tôi quay lại, tôi mới suy nghĩ, chắc phải xin tiền ông bà. Tôi xin ba má tôi một số vốn để tôi mở 100 xe nước mía. Ông bà cũng cho. Từ đó tôi lấy những cái vốn của nước mía mà tôi sinh sống, mà tôi giàu có như vậy đó. Biết lý do tại sao không? Sao tại sao? Tôi trốn thuế. Trời ơi. Giải tán, giải tán. Trời ơi. Kể một câu chuyện không có một cái bài học bổ ích gì cho cuộc đời này trơn á. Bà giàu là do bà buôn bán kinh doanh và trốn thuế hết. Câu chuyện buồn mà tôi không rơi được một giọt nước mắt luôn á. Nãy giờ tôi trống lâu ta lên tôi nghe mà tôi tưởng tôi học được cái gì đó bí quyết. Vậy không được cái gì đó tào lao. Tao giàu tụi bay hỏi tại sao tao giàu, tao kể tới tụi bay chửi tao. Khát nước quá cho miếng nước rồi đá uống đi. Ba, hôm nay ăn học sao rồi? Trời ơi, ba học chữ giỏi lắm con. Mà thấy chữ học nó cũng dễ muốn chết rồi. Biết gì lúc còn nhỏ ba học cho rồi, hiểu không? Trời đất ơi, học mà dễ hả? Dễ là tính ra là ba sáng dạ có năng khiếu á. Chứ gì nữa. Đọc ba thử rồi ba. Trả bài con coi. Trời ơi, tôi mà đọc bài cái là mấy người sợ tôi liền. Nhẽo đều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy bỉ cùng, mà tuy rằng các giọng nhưng chung một vàng. Bình thường ta gọi ông là ông mù chữ. Vậy mà bữa nay ông biết đọc rồi hả? Biết đọc lại coi. Bà tôi biết đọc rồi. Gì vậy? Trời. Tự nhiên chữ giờ kỳ vậy? Cô giáo dạy sao tôi đọc vậy đó? Thử coi. Đây nè, tôi đọc cho mấy người nghe, mấy người sợ tôi liền. Bầu ơi thương lấy bỉ cùng, tuy rằng hồng này không biết đọc. Này không biết đọc. Bên này mới là chữ mà. Cái này là chữ nè. Cái này bùa chứ chữ gì vẽ ngoằn có biết gì đâu. Chữ. Không có phải, cái này mới chữ nè. Bầu ơi thương lấy bỉ hồng này không biết đọc. Trời ơi. Nè, thử kiểu đó ông làm tới sáng luôn đó. Mình ơi. Mà sao kỳ cục vậy trời? Ha, bây giờ toàn là tròn vuông tam giác này không đó hả? Rồi lỡ ai vô trong tiệm mình cái nói cho một ly tam giác em biết bán gì trời. Mọi người hiểu lầm rồi.
Chưa hết đâu nghe, mỗi lần mà mưa xuống một cái là nghẹt cống, không biết giải quyết cái đường cống rãnh sao mà nước nó ngập lên lên láng như là sông vậy đó. Nè, tôi chưa những học chữ, tôi còn phải học bơi, cô giáo dạy bơi cho tôi luôn. Trời ơi thiệt á, đúng là tôi bây giờ không phải mỗi cái mà tôi giải thích cho mọi người. Bà kể một cái câu chuyện sinh động tới mức mà ba buồn ngủ luôn á. Thôi thôi thôi, giải tán đi. Ôi, nghe giải tán tào lao. Kể bà đi, cho biết nằm cho nó mát này. Không phải đâu, cho bà đi về đi bà ơi. Tôi quyết định rồi, bà nói chuyện tào lao lắm, tôi quyết định không đóng. Ai theo phe tôi, giơ tay lên. Thôi, bây giờ muốn nói gì nói, nhưng mà tôi thu thì tôi cứ thu. Mọi người ơi, từ cái câu chuyện này nè, mình lại rút ra được một bài học nhân văn. Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại chẳng hề hấn chi. Trời ơi, ơi thì sao giáo, thì cái không có tin là cô giáo luôn á. Cô giáo vô dạy chữ đi cô giáo. Dạ, dạ. Đừng nói, đừng phát bớt biểu nói thơ văn nha cô giáo. Trời ơi cha, trời ơi, 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 chạy ơi, trời chạy đi, chạy đi. Chạy gì đâu? Không chạy gì nữa luôn. Tao xuyên qua người mày nè. Nó nào gì gõ kẽn tượng trái không à? Coi coi đứa nào mà gõ kẽn dữ vậy? Mở ra đi. Tao qua tới nhà đó tao ghét nào. Only you can make all this way. Thì tôi đã sáng chế xong chiếc xe. Tôi sẽ cho mọi người nổ cái mắt ra mà thấy cái sáng chế khủng khiếp đây của tôi. Nè. Coi nè, coi Vinh tôi nè. Hey. Ôi, hay quá vậy. Đậu xe đâu? Bằng cái. Xe tôi. Ê, đẹp mày, đẹp mày. Đẹp không? Đẹp nha, tao nhìn tao suy nghĩ rồi nha. Vinh ơi, mở cửa cho em vô bấm đi. Trời ơi, hay quá. Xe này có bán không cưng? Trời chú không lẽ sáng chế để ăn. Bán. Vinh cứ móc họng em hoài à. Vinh em nói nghe nè, nếu mà bán thì Vinh lấy tiền cao cao đi, đặng em không có đủ tiền em trả cái em bù cái thân này nè. Vậy anh mới bán rẻ đó, đợi khỏi để lấy thân em. Thôi nè, còn nhiêu lấy hết đi, tao trọng đó. Được hả? Ừ. Thôi mấy cái sổ hồng đó, rồi vàng vòng đồ tiền trọng á, vậy Vinh bấm đi cho em đi. Nè nè nè, ba chạy đó nè. Tạm biệt á. Ba chạy mà cái tay ba vẫn mới bay được nè. Quên lấy. Rồi, ai về nhà nấy đi, dọn cái bàn đó cho tôi uống nước coi. Nãy giờ uống có một ly nước cũng không xong luôn. Vậy hà, làm ghế dẹp đâu hết rồi trời à. Mày điên hả? Bây giờ tao bắn mày chết hả? Tao không biết mày có chế thêm hay là ráp thêm bất kỳ một cái xe nào nữa, nhưng mà dân làng ở đây cần phải đi làm kiếm tiền. Tao cần phải học chữ lên kinh thành. Ứng thế mày mắc cái mớ gì đánh kẹn hoài với mày. Trời ơi, tôi có đánh kẹn đâu. Dạ ai quá. Ôi trời ơi, ông tổ trưởng quánh kẹn hả? Trời ơi, hết hồn quá chứ. Nè, tôi quýnh kẹn là có lý do. Lý do gì? Tôi muốn thông báo cho cả cái khu phố này biết. À, có hai cái chuyện hết sức là quan trọng. Trời ơi, nhưng mà chuyện gì mới quan trọng nè? Nè, ngồi đây nè. Chuyện thứ nhất á, tôi mới lên một cái kế hoạch rất là hay. Kế hoạch gì? Kế hoạch gì? Đi thăm bệnh nhân ở bệnh viện. Trời ơi, tôi trưởng cái vụ này tôi chịu nghe. Cái vụ mà làm từ thiện này kia, nhân ái, nhân văn, nhân nghĩa này nọ, tôi ủng hộ hết mình luôn. Ủng hộ. Tôi ủng hộ. Hay quá. Mình đi thăm ai không? Thăm ai không? Thì thăm ba cái tụi nó mới mà tí với bóng cười xém chết từng rồi nha. Cái gì? Trời đất ơi, có bị điên không vậy? Gì vậy? Thiếu gì người không đi thăm, mắc gì đi thăm tụi nó. Tụi nó tự chơi, tụi nó tự chịu, mắc gì thăm chi. Trời ơi, vấn đề là nó còn sống, mình phải mừng mà mới đi thăm nó. Trời còn tính đi phong bì nữa cả. Tại tụi nó là chơi ma tí, hiểu không? Bây giờ mình đưa phong bì cho nó, rồi tưởng là ủng hộ nó. Nó chơi thêm là chết luôn đó. Đây là cái ý tưởng này của tôi, nó quá tệ à. Tào lao. Cái tiền đó đó, ông để dành, ông đi thăm những người nghèo, người neo đơn này kia còn coi được. Còn cái chuyện thứ hai là cái gì? Đây, thứ hai quan trọng vô cùng, nguyên cái khu dân cư của mình nè. Sao? Đang rơi vào một tầm ngắm.
Trang sĩ, Trang sĩ có sao không? Hãy đưa cái vật này cho vợ tôi. Ê, ông không có vợ tôi đeo nha. Trời ơi, con chết rồi, có sao không? Trang sĩ, ơi, hy sinh rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tôi nói tầm ngắm ở đây là tầm ngắm của một tập đoàn đầu tư nước ngoài. Trời ơi, ông trưởng nói không rõ. Thấy nè, người ta sẽ tới đây coi cái khu của mình như thế nào. Người ta đổ tiền ở đây, nó biến chỗ này thành hiện đại, thành cao tầng hết trơn luôn. Ê, quá được. Vậy ông tổ trưởng vậy là giờ mình từ dân quê thành dân thành phố hả ông tổ trưởng? Chính xác, hay quá. Mọi người ơi, sao cô? Từ đây chúng ta lại rút ra được một bài học. Cuộc đời luôn cho ta những cơ hội mới, cho nên đừng bao giờ than trách điều gì cả. Hay quá, đúng là cô giáo ha. Nói gì cũng hay. Mà bà con, nghe tôi dặn nè. Chút xíu người ta tới đây, người ta coi cái khu vực của mình, thì làm ơn tạo ra một cái không khí, một cái môi trường thân thiện, thân thiện gần gũi. Làm sao? Có giận hơn cũng phải cười, có ghét cũng phải cười, vui vẻ. Không, ơi, tôi có ý kiến nha. Cái gì không? Tự nhiên giờ người lạ vô trong cái xóm của mình, cái gặp ai cũng cười hết trơn á trời. Rồi người ta không biết, ta tưởng mình bị điên, rồi người ta không đầu tư rồi sao? Nói chung là tôi đang cần một cái không khí rất là thân thiện, gần gũi, coi như là chan hòa, yêu thương nhau để người ta đổ tiền vô đây. Nhớ chưa? Hiểu rồi. Nhớ phải cười nghe không? Rồi người ta đi về, mấy người muốn làm gì thì làm. Rồi, biết rồi. Ê, giờ mình dọn dẹp cho sạch sẽ khu vực của mình cái đi. Dọn đi. Đó, ai tới vậy? Gì vậy? Ai tới vậy? Trời ơi, cẩn thận. Trời ơi, cái thằng taxi kia mà chạy xe gì kỳ cục vậy mày? Cài kiểu gì? Xuống đi biểu mày. Xuống đây, xuống qua luôn đi. Bình tĩnh, nó đụng vô cái đuôi xe tôi rồi kìa. Trời đất ơi, chạy kỳ vậy cậu ơi. Xin cho phép em hỏi, chiếc xe bên kia của ai vậy? Cái xe đó là của tôi đây nè. Của chồng tôi đó. Chạy xe gì kỳ cục vậy? Cầu hôn tôi hả? Lời đầu tiên xin cho em gửi một lời xin lỗi và một lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất đến anh Bảy. Hai là thử quá, là thử quá, là thử. Xin lỗi anh Bảy. Do bà khách của em đang rất là có chuyện gấp và em phải nghe theo lời khách cho nên em hơi vội vã một chút xíu. Cũng may là em thắng kịp, đâu có đụng trúng xe anh đâu ạ. Trong cái khu vực này của tôi chỉ có một mình tôi được đậu xe chỗ đó thôi. Cậu là ai? Ai tới đây hả mà xem một chút là đụng trúng cái xe tôi rồi? Nếu như anh đã hỏi thì em cũng xin phép được trả lời. Vâng, xin tiện giới thiệu với tất cả mọi người, tôi chính là taxi công nghệ. Taxi công nghệ là gì vậy? Taxi công nghệ chính là khách hàng chỉ cần lên điện thoại của mình đặt một cái điểm đến là biết ngay giá tiền, biết luôn thông tin của tài xế, biết luôn tên ba má của tài xế, vợ một, vợ hai, ghệ một, ghệ hai, đầy đủ hình ảnh, vô cùng yên tâm. Tao ghê không chưa? Cần biết cái chuyện đó. Thì ra mày là cái thằng taxi kiểu mới cái gì đó hả? Đúng vậy. Mày là cái thằng mà cạnh tranh với tụi này đúng chưa? Em đâu cạnh tranh gì hả? Tao là dân taxi lái xe bao nhiêu năm nay nè ha. Mà bởi vì nó đó, bởi vì nó mà coi như là tôi muốn thất nghiệp này. Đừng có cản tôi, tôi phải quánh nó. Mày chưa đây mày làm cái gì? Mày chưa đây mày giành địa bàn tao đúng chưa? Hả? Đừng ai cản hết. Đừng ai cản, tao cho mày biết nha. Đừng. Nè, đừng có chơi, chơi khô má nè. Mình thôi. Vậy cuối cùng mình muốn cái gì? Muốn kiện nó chứ cái gì? Kiện sao? Tôi kiện nó bởi vì nó làm thất thoát tài sản tiền bạc cơm gạo của tôi. Giờ kiện ta được nhiêu tiền? 48 tỷ. Ở đâu ra con số ngang ngược 48 tỷ vậy? Đâu không? Không biết luôn á. Tự nhiên con số 48 tỷ đâu nó phọt ra trong đầu tôi vậy đó. Ông tổ trưởng không coi kìa. Mày bảo đúng không? Anh trai nhà mình có vấn đề hả? Vấn đề gì? Hả? Nãy giờ bây giờ phải trả tiền cho tôi. Nãy giờ em không hiểu luôn tiền anh sao? Anh làm vậy là tự nhiên anh đi kiện em, chẳng khác nào anh kéo xã hội này thụt lùi về. Gì? Thế hệ cũ anh đi kiện cái thế hệ mới, chẳng khác nào giống như bây giờ anh kêu mấy người xài đèn cày đi kiện mấy người xài đèn pin vậy. Nè nè nè, ăn nói ngang ngược có rồi hả? Mọi người phải hiểu là xã hội càng ngày càng tân tiến, mình phải bước theo cái bước nhảy đó của xã hội đúng không? Mọi người thấy tôi nói hợp lý không nè? Hợp lý. Là tôi ít học mà nhưng mà tôi sao anh hỏi công nghệ. Mọi người ủng hộ với tôi. Tôi qua bên này. Con theo qua. Qua đi con. Nó phải phát triển đúng không mọi người? Đúng rồi. Mấy người đúng là có mới nới cũ thấy trăng quên đèn nha. Ít ra là ha, tôi vẫn còn một người luôn luôn bên cạnh tôi nè. Đó là vợ của tôi. Em luôn bên mình. Nhưng trong trường hợp này mình quá đáng lắm. Cảm ơn chị gái. Qua lại luôn. Còn tôi sang suốt.
luôn bên tôi đúng chưa? Đúng, tôi bên kia. Qua luôn, qua luôn. Cảm ơn anh. Mấy người giỏi lắm. Tôi không để yên cho anh đâu, nghe tôi kiện tới cùng. Anh à, mọi người chấp nhận cái sự thay đổi của xã hội, tại sao anh không chấp nhận? Mọi người có nhất trí với tôi không? Nhất trí đó. Tự nhiên đâu vô mà dành cho người ta. Nghe tôi nói đây nè, cũng là người nghèo với nhau, không đi kiếm cơm mỗi ngày. Theo tôi thấy cái đứa giải quyết nhanh nhất để mà cả hai bên vui vẻ. Chú em đưa trọng 4 tỷ 8 đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ngang ngược. Vô lý không? Tổn thất tâm lý người ta chứ em. Trời ơi. Tiền đã đâu ra, tôi bán chiếc xe này chưa đủ em, 1 tỷ để trả nữa. Em xém đụng xe người ta, ta hết hồn, ta bị tổn thương tâm lý. Bây giờ nếu như mà bắt em đền 48 tỷ vậy thì mỗi người đưa ra 12 tỷ mình hùng lại mình đã. Thôi, đâu ra, tôi bị lan trả vô vụ này. Trời ơi, nghèo không ra mà. Mấy ngàn mua tờ giấy số không có nữa, mười mấy tỷ. Đó, thấy không? Bây giờ cả xóm này là chơi với nhau gì, tôi biết cái game ở đây rồi. Bây giờ anh vẫn tiếp tục anh kiện tôi đúng không? Tôi kiện tới cùng luôn á. Tôi cho anh kiện, tôi im lặng để coi anh kiện được tới đâu. Trời ơi. Tôi cũng kiện. Ai vậy? Khách của tôi. Ai nói vậy? Làm cho khách của tôi hết hồn rồi đó. Ồ. Trời ơi. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá ta ơi. Cái bà đầu tư. Bà đầu tư. Ai vậy? Mía nhiều năm rồi. Đây. Anh ơi, nãy giờ
Đâu vá cho đủ. Dạ, bà nói đúng ạ. Bên góc này có một em bé bán hàng cầm đồ thôi à. Nhưng mà rất là yêu thương những cái người nghèo. Mình tới xem nhé ông. Bà đứng xa xa mà nhìn nè. Chị ơi. Cho nó tự nhiên. Chị nhìn đi, bụng em đang đói meo, nó hớp lại rồi kìa. Chị có gì cho em ăn với? Đây, em cầm đi. Ôi trời đất ơi, ổ bánh mì như vậy mà chị chia cho em tỷ lệ 9-1, chị ăn có một. Không sao đâu, thấy chị như vậy, chị đã mập rồi, ăn nhiều cũng đâu có lợi ích gì. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, em hãy ăn đi. Nè, em ăn luôn cả phần chị đi. Em cảm ơn chị, tuy chị nhìn hốc hác, xanh xao, nhưng chị vẫn nghĩ cho em. Ôi, chị như một bà tiên giữa đời thường. Thôi, chị đi về tiệm của chị nhé. Em đổi ơn chị nha. Ôi trời ơi. Ôi, tôi biết tại sao Việt Nam có nhiều ổ gà rồi. Em qua cứu chị đây. Thôi bà hãy xem. Người ta có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 cảnh chùa. Em cứu một mình chị là bằng 2-3 người khác, là em vừa xây xong một hệ thống chùa. Chị ơi, ngồi dậy đi em cứu nè. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Em tuy bé nhỏ nhưng thật mạnh mẽ. Em hãy dìu chị về bên kia được không? Dạ, đi đi chị, hướng này. Chị cảm Trời ơn ơi. Em Còn thấy không? Để quên ổ bánh mì. Anh ơi, anh gì ơi, anh thanh niên. Anh tốt bụng quá, tuy là anh nghèo vật chất nhưng mà cái lòng của anh nó giàu lắm á. Cho nên tôi quyết định tôi cho anh. Dạ, dạ thôi, chị hãy giữ tự trọng. Không, tôi quyết rồi, tôi phải cho hôm nay. Dạ không, em không thích chị giữ tự trọng. Anh ơi, cho 100 đô mà tự trọng chỗ nào? Cái này em lấy liền, tại chị không nói rõ. À, anh ơi, chúc anh có cùng một cuộc sống mới vui vẻ với 100 đô nha. Dạ, cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ đi mua bánh mì phát cho những người cơ nhở. Ôi, trời ơi, tốt quá, tốt bụng quá. Dễ thương quá, mình có 100 đô mình mua thịt bò phát đi anh. Đi thôi ông. Tôi sẽ đưa bà tới xem một cái lớp học gần đây. Rồi rồi. Lớp học tình thương. Đi, rất đi là lớp dễ thương. Học. Đi chơi dạ, đi con. Dạ, cảm dạ. ơn. Trời ơi. Hôm nay cô dạy các em vần ao, hãy đọc theo cô. A O Ao Ao. Cô mời con. Ao. Tốt lắm, cảm ơn con. Cô mời bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Bạn tiếp theo. Ao. Giỏi. Tiếp theo. Ao. Giỏi. Tiếp theo. Ao. Giỏi. Bài học sinh động của lớp chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất xinh cô cảm động ơn bà. Con cảm ơn bà Sakura Koba đã đến đây dự giờ ạ. Rồi cảm ơn cô giáo. Trời ơi, dễ thương quá ông tổ trưởng ơi. Cái lớp học tự nhiên, không có dây chuyền, không có công nghiệp gì hết. Rất tự nhiên bà. Trời ơi, tôi thấy ấm áp vô cùng. Bà con, mọi bà người con, ơi, bà con, mọi bà người con, bà con à, sau khi tham quan một vòng ở cái chốn này, tôi quyết định đầu tư vào khu đất này. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. À, mọi người khoan hãy vui vội. Bởi vì tôi có một điều kiện đặt ra. Nếu mà tôi đầu tư cho quý vị thì quý vị phải hợp tác với tôi á. Yes, chắc chắn là bà yên tâm. Đúng rồi, bây giờ nhìn mấy cái cây xanh ở đây vướng víu quá. Tôi sau xây dựng thì không có chỗ để mà mình đặt để những cái vật liệu. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đốn chặt bữa, băm nát ra hết đi, hiểu không? Rồi tôi sẽ đầu tư ở đây. Không có hợp dân luôn hả ông? À không, ở đây tôi quyết định được hết, bạn yên tâm nha. À rồi, bây giờ tôi sẽ điều quân tới đây đốn hạ hết. Bởi vì tôi đang máu chặt cây lắm đây. Mọi người ơi, chi phí tôi sẽ chịu hết. Rồi tôi chào mọi người nha. Chúc mọi người có một cuộc sống sinh hoạt dễ thương như nãy giờ. Ấm áp lắm mọi người ơi, tôi về nha. Dễ thương lắm, dễ thương lắm. Dễ thương lắm. Nhanh em đi xuống cây hả? Ủa? Trời ơi. Tạm biệt. Nghe tôi nói nè, ở đây là lo liệu sắp xếp nha. Tôi được kêu đám cưa cây tới liền ạ. À, tôi đây, mình ơi. Cái gì? Cái gốc cây này nó gắn liền với kỷ niệm mình tự nhiên đốn vì tội nghiệp đúng quá à. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tôi nhớ là hồi xưa lúc tôi còn trai trẻ đó, tôi có tỏ tình bà mà bà không ưng tôi, bà ưng ông này là sao? Thôi đi. Cái chuyện gì cũng nhắc lại à. Chứ gì nữa, tôi ức mà, tôi ức. Quên đi, quên đi. Lý do tại sao bác không chịu tôi mà lại chịu ông đó. Bà mù chữ. Hả? Hiểu không? Bà viết thơ cho ông,
ông mù chữ, ông đọc không được. Bà giận, bà viết thơ qua cho tôi đọc được, tôi cưới bà luôn. Vậy thôi. Trời ơi, tôi ở vậy tôi ế luôn tới giờ. Trời ơi, rồi con ở đâu ra vậy ba? Đây, cũng mày, cũng từ gốc cây này mà ra. Lúc ta ra đây, ta yêu thương cái cây này vì những kỷ niệm. Thì lúc đó thấy con có chút xíu đỏ hỏn, không có gì để bú. Con bú cái gốc cây này, con bú mà toe cái miệng con ra luôn. Nên thấy thương quá ẩm con về nuôi cho tới bây giờ luôn đó con. Trời ơi, thì ra cái dòng sữa mẹ đầu tiên mà con bú là từ cái cây này. Con bú cái cây mà bây giờ nó bấy luôn cái cây. Mẹ cây ơi. Trời ơi, tôi thấy là không có được chặt cây ở đây. Ở đây cây cối đang đẹp đẽ mát mẻ vậy, tự nhiên bây giờ chặt hết làm sao được. Chặt có cái cây không mà làm gì khóc như cha chết mẹ chết ông bà. Đúng rồi đó, chặt đi chứ để ba cây này nó che hết trơn bản hiệu của tụi mình nè. Thôi đi, tôi gia đình tôi tuyệt chủng hả? Đây là mẹ tôi, mới kia là dì ba chú Tư với thím hai của tôi đó. Mày điên hả mày? Thôi nói chung là tất cả những cây đây đều là những kỷ niệm. Tôi phản đối việc chặt cây. Đúng đây, phản chặt đi trời ơi. Chặt cho tôi đi. Phản chặt cây. Thôi đừng có rần rần quá đi. Quá rần rần. Rồi các em chặt cây đi. Chặt đi. Trời ơi chặt đi. Đừng nghe đi. Chặt đi. Vật tình yêu giữa tôi với người chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trời đất ơi, thôi đi. Mấy cái cây không mà khóc như cha chết mẹ chết vậy. Cái mẹ tôi chứ gì nữa. Ông á, ông là người vô tâm lắm đó. Ông biết mấy cái cây cổ thụ này nè, nó gắn bó với gì á, cả làng xóm mình của tôi với ông nữa. Vậy mà người ta kêu chặt cái ông chặt liền, không có suy nghĩ gì hết á. Cô giáo à, nó vướng dây điện rồi nó cản trở giao thông, nó đè chết người ta, khổ lắm. Mình muốn xã hội phát triển phải thay đổi chút xíu chứ. Dưới thì mình chặt bớt nhánh, chứ bây giờ ông coi ngày nắng từ trên trời đổ xuống, tia UV, tia cực tím tát thẳng vô cái sự mà xuân sắc của tôi, thì còn gì cái mặt cô gái còn xuân nữa chứ còn gì nữa. Với lại á, cây nó mất hết rồi, biết bao nhiêu sinh hoạt đâu còn dựa vào cây, làm sao mà tôi có thể phơi cái quần xà lọn của tôi trên đó nữa. Cái gì? Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói cái gì? Tôi nói là chặt cây rồi là không có phơi quần xà lọn trên đó được. Cái quần xà lọn. Cái gì vậy? Trời. Hả? Trời ơi. Gì vậy? Phải cái này không? Trời ơi. Phải sao? Không? Sao không có quần xà lọn của tôi? Đó cơ, bữa tôi đang ngồi tôi cưa cây cà có cà két. Tôi nghe cái bẹp trên đầu của tôi. Tôi rờ xuống trời đó cơ, nguyên cái quần xà lọn. Tôi là thần linh, tôi cưa cây là thần linh động lòng, ổng cho tôi cái quần. Tôi đem về tôi cầu khấn, tôi ôm ấp vào lòng mà thì ra cái quần của ông. Đàn ông con trai gì mặc cái quần màu hồng có thiêu nguyên con chim quạ mi. Tào lao. Người ta theo cái gì kệ người ta. Ý kiến ý cò. Ông tổ trưởng thấy không, ông tổ trưởng? Chặt cây làm chi? Bây giờ tới đây không còn một cái bóng mát nào ở đây hết. Trống vắng tiêu điều. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn. Lá rơi, lá rơi. Rồi khi em đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm. Thôi. Tôi nói nghe nè, bây giờ có khóc lóc cách mấy thì con không níu kéo được cái gì nữa hết trơn á.
Rồi vậy thôi. Buồn quá mà. Buồn thì phải cho người ta khóc. Cái gì đó giải mà cái giải như này nó chỉ là giải lớp giải mà. Đủ vậy. Ôi trời trời. Hề té quá vậy. Té một cái không ai đỡ luôn. Sao vậy? Chuyện gì mà gõ kẽn gõ chuông? Có chuyện nghiêm trọng rồi mọi người ơi, có chuyện nghiêm trọng rồi. Chuyện gì? Sớm Minh. Sớm Minh sao? Mọi người nhớ con Phèn không? Con Phèn à, con gì? Phèn con của ông Đường. Nó là hoa hậu rồi. Cái gì? Cái gì? Hoa hậu. Hoa hậu hả? Đúng rồi. Trời ơi. Hoa hậu gì? Hoa hậu gì? Nó đâu? Nó là hoa hậu quốc tế. Đây nè, báo có đăng nè. Ông vợ bao kia gà đi, xem ở trong có gì. Nó đăng tâm hình con Phèn ở xóm mình đây. Nó đâu quá hậu quốc tề rồi, trở về nó thăm làng quê. Bà đi ra đây, bà đi ra đây. Bà hát gì quá hậu quốc tề là cái gì? Hoa hậu quốc tề là hoa hậu quốc tế đó. Trời đất ơi. Cảm ơn nghe. Bà hát không có ép văn ép dần một chút xíu nào luôn đó. Nghe chữ nào rõ chữ đó luôn á. Đúng rồi. Nó là hoa hậu thiệt hả? Nó đang ở đâu? Đang ở đâu? Nó đang về kìa. Trời ơi. Trời ơi, đầu ngõ kìa bà con. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá. Trời ơi, con Phèn ơi. Đẹp quá trời ơi. Cái đập nó hết rồi nè bà con ơi. Ê, đẹp quá. Làm gì Vinh? Làm gì vậy? Hào quang. Hào quang gì hào quang? Cái thao giặt đồ của Hào Quang vô duyên quá mày. Sao trời nó đẹp quá con đẹp ơi. Đẹp quá trời ơi. Mày là hoa hậu thiệt rồi hả con? Trời ơi. Phèn ơi, dạo này con còn Phèn không Phèn? Dạ, mọi người đừng có gọi con tên Phèn nữa. Cái tên gì? Phèn là tên ba má con gọi thôi. Hoa hậu thần thái đi sợ luôn ấy. Trời ơi. Nhưng mà công nhận nha, cái hoa hậu này là hoa hậu tốt nè, lặt đăng quang hoa hậu xong rồi về thăm bà con nè, hay quá. Con về con thăm mọi người đúng không con? Đúng con. Dạ đúng rồi. Sau khi đăng quang xong con về con thăm mọi người liền, và sẵn tiện con muốn chụp một bộ ảnh để tuyên truyền về môi trường và sẵn tiện là tuyên truyền về quê mình luôn. Chụp bộ ảnh sao đâu? Nè. Chụp ở đâu? Con chụp ở đây. Ủa cái cây nó mất tiêu rồi. Mẹ tôi chết rồi. Thôi. Trời ơi. Cây ở đây nè con. Đây là di ảnh, còn đây là di vật. Trời ơi. Kìa. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người. Chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi, cùng bởi lời thề non hẹn xuôi. Trời ơi. Trời đất ơi, cô giáo ơi, bà hát con bài hát hoài vậy? Tại tôi mê bài đó mà. Mê cái gì cũng có chỗ có lúc thôi. Mọi người nhớ không? Hôm khu phố mình tổ chức đi vô thăm cái gì? Hội nghệ sĩ dưỡng lão đó. Trời ơi, mấy cô mấy chú nghệ sĩ lớn tuổi mới chết ta cần nghỉ ngơi. Mà đứng bài hát cho được thôi, hết nguyên bài. Mà người ta ngặt mèo, mấy lần xuống mà cứ hát cho được thôi. Ông tổ trưởng có không? Có chứ ai. Tại tôi mê bài hát đó quá mà. Mê đi về nhà bài hát mình mà đi. Rồi giờ làm sao đây ông tổ tôi trưởng? Tôi ngó về cuối trời. Trời ơi. Đam mê gì bài hát đó, bài được hả? Bây giờ không có cây cho nhỏ nó chụp hình nè, biết làm sao bây giờ đây? Tôi ơi. Vậy tôi ơi. Ê sao vậy? Đây đây. Vậy vậy nó vậy vậy. Trời ơi. Bình tĩnh. Chuyện là vậy nè mọi người. Sao? Nông sản rớt giá. Không ai mua rau củ của bảy nữa. Bây giờ bảy sắp phá sản. Bảy sắp phá sản rồi hả? Thôi bảy ơi. Từ dưới quê chở lên đây một lần cho nó đáng. Chở có chút xíu vậy sao buôn bán gì được. Xịt. Sao biết người ta không chở nhiều? Ở dưới quê bảy là nguyên một nông trại nông sản. Bảy trên đây là đại lý nha. Đó, ở dưới là chở lên là 10 chiếc xe tải nông sản. Đâu? Sao? Đâu? Mà biết làm sao không? Sao? Chở 10 chiếc xe tải đi ngang cái đường cao tốc đó. Toàn là ổ trâu, ổ vô, ổ chó không. Coi như nghe, chiếc xe chạy ngang, dấp rớt dập, dấp rớt dập, dấp rớt dập, 10 chiếc còn 1 chiếc. Trời ơi, chết rồi. Thì còn 1 chiếc cũng được vậy. Đâu, 1 chiếc đó làm sao? Chiếc đó đâu? Đó, chưa mà, chưa sống mà. Tưởng 1 chiếc vậy là ngon đúng không? Không, chạy thêm một đoàn đường nữa. Thấy xa xa, nguyên ổ khủng long. Mày thấy vậy, mày quyết định
dùng thân mình lắp ổ khủng long. Khôn. Mày lao lên mày lắp xong. Hay quá. Chiếc xe từ sau phóng tới. Trời ơi. Hay quá. Xe dấp trúng bảy rớt dập hết luôn. Trời ơi. Bà dữ à. Gom góp còn được như đây thôi đó hả? Còn một chiếc cút kít này thôi. Trời ơi, nó dập hết trơn nè. Thôi chết rồi, bây giờ mình phải tìm cái cách gì mình cứu bà bảy này. Thương bảy đi, thương cái tấm thân nhỏ bé này đi. Rồi bây giờ có cách gì? Giờ tính sao? À, con nghĩ ra cách này rồi. Bây giờ mình không có cây để mình chụp hình thì mình chụp với nông sản để mình tuyên truyền cho chị bảy. Mà chụp hình là được lắm luôn á. Chịu không? Được không? Được. 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 Hợp lý. Ok. Ai vô chụp tranh cho hoa hậu chụp kìa. Cho hoa hậu chụp nè. Đúng rồi. Ê khoan, mọi người ơi. Sao vậy? Tôi thấy chụp chị đơn điệu quá. Sao vậy? Ê mày bỏ con phèn xuống coi Vinh mày làm gì kỳ cục vậy? Nó nặng quá con nhỏ này. Đó. Nó nghe nè, tôi có ý kiến vậy nha. Sao? Không mấy bây giờ mình chụp sao mà cho cái hình nó động lên chút xíu, cho rau củ quả nó bay tưng bừng lên mới vui. Đúng rồi. Sao giờ vậy? Tôi có ý kiến nè mọi người, hay là bây giờ á mình lấy rau củ mình ném vô người qua hậu đi, lúc đó là mấy cái này nó sẽ chuyển động nhìn nó nghệ thuật dữ lắm. Hay quá ba. Mình phải chuyển động rồi, chuẩn bị đi. Người tới chứ. Rồi nha. Lấy hết đi, một tay một chân lấy hết đi. Rồi lấy đi mọi người ơi, con gái, không có sao hết trơn hả con. Rồi, bình tĩnh, mọi người bình tĩnh. Còn người con, cho dù có cái gì nó quăng trúng mặt mình thì con vẫn phải cười kiêu hãnh lên nghe con. Hoa hậu mà con cười lên đi con. Nó nghĩa là vượt qua phong ba, cứu những người làng ta, nghe con. Chuẩn bị. Chuẩn bị, sẵn sàng chưa thằng kia? Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. dừng tay lại. Khoan, mọi người ơi, vỗ tay cho con nhỏ đi. Hay quá, đẹp quá. Thấy không, tao nói rau củ, trời ơi con nhỏ tím tái mặt mày luôn mà nó vẫn cười kiêu hãnh. Vỗ tay. Không được đâu, sao tôi thấy chụp xong nó nhìn nó tội nghiệp quá, không có được. Ha, đúng rồi đó. Con thấy đây cũng là một ý kiến hay mà. Mình sẵn rồi mình thể hiện được cái sự cầu cứu của nông dân luôn. Đúng rồi đó, cảm ơn con nhiều lắm luôn nghe. Mà sao nóng quá luôn. Dọn lên kìa. Mọi người ơi. Nó dập thú quắc luôn á. Dọn lại đi. Mọi người mất vệ sinh quá. Nóng nực quá không? Cái gì nữa? Dọn dẹp đi. Rồi cái này về cho heo ăn được đó nha bà Bảy. Chị Thi. Này. Đó nghe nè. Vụ gì vậy? Em rút ra một cái là giấu vô liền nha. Cái gì vậy? Mày đi làm cái gì người ta rồi mày đưa cho chị, rồi lỡ người ta lấy dấu vân tay chị ở tù sao? Không phải. Không có được. Chị nghĩ cái gì vậy? Rút. Đổi tiền, đổi cho 100 đô. Thật hỏi đi mày ơi. Bị hả? Nhiều người thấy mất công người ta hỏi người ta mượn tiền. Mày nha. Cái gì? Bần cùng xin đạo tặc nha. Chị nói rồi, ở cái xóm này á, mình nghèo cho sạch rách cho thơm, không có được đi ăn cắp móc túi người ta như vậy được, hiểu không? Nè, chị ăn nói cho đàng hoàng nha. Em là nghèo nhưng mà em có uy tín nhất cái xóm này đó. Nó xin lỗi chị, em thiếu tiền người ta em nói thiếu, mặc dù em không có tiền trả thôi. Nhưng mà chưa có tâm tính mà em suy nghĩ trong đầu em xù ai hết. 100 đô này đâu có. Người ta cho cái bà mà khách đó, bà nước ngoài cái về gì đó. À, cái bà người Nhật vậy. Đúng rồi. Vô đây. Trời ơi, thì nói đại đi. Ai biết đâu nào giờ thấy bay nghèo quá, tưởng là bay không có tiền. Bây giờ như vậy nè. Đổi đúng giá thị trường cho em. Không có được, đổi ít hơn chứ sao đúng giá thị trường. Trời ơi, chị ăn giọng vừa phải, chị ăn cho mập thay chị. Rồi giờ chị ăn trên đầu trên cổ. Bây giờ nè, hai người đang làm gì đó? Đang đổi tiền. Đang đổi tiền trong đây nè. Đổi tiền hả? Mày đứng qua đây nè, mày đổi chị mà. Nè, tôi đang đổi tiền nè. Cô biết là đang sai luật không vậy? Luật gì cha? Đổi tiền là sai. Đổi tiền có giấy phép không? Có giấy phép cầm đồ, nguyên cái tiệm trong cầm đồ cho bá nè. Giấy phép cầm đồ khác, giấy phép đổi ngoại tệ khác. Kỳ vậy hả? Trời ơi, ngoại tệ bây giờ không xài được phải đem đổi ra. Cái cầm vậy rồi sao ai mà xài? Nó nghèo mà. Mày đó nha nghèo, tội mày còn nặng hơn bả nữa đó. Cái gì kỳ vậy? Hai người hàng xóm láng giềng. Phạt đơn giản thôi. Phạt nhiêu lận? Không thôi lỡ tù chết luôn mới giận mặt đâu. Trời ơi. Chứ sao? Trời ơi, tôi đổi tiền bao nhiêu đâu đóng cho. Giờ quen biết thôi. Tiền 120. Còn nghèo 90. Trời ơi. Ký vô hình dễ sợ. Có 120 mà ông làm quá. Tôi tưởng đâu 200, 300 tôi sợ. Có khi lần đầu thôi, lần sau phạt lên 1 triệu là chết luôn á. Mà nè, cái tiền phạt này là trừ vô cái tiền của bà ấy nha. Nè bây giờ nè, bà cứ giữ cái này đi, bà đổi cho tôi.
xong rồi cái đưa ông đưa 300 tiền mặt đi, tôi cho ông đi đi đóng phạt giùm. Đây nè, 300 tiền mặt đó. Nè anh tổ trưởng, gửi 300 là bao anh 90 luôn á. Ừ. Đây giữ mặt hả? Gì? Thì 300. 120 triệu, 90 triệu là 210 triệu. 210 triệu. Chứ sao? Lần đầu tiên tôi nghe một cái từ 210 còn chục triệu. 210 triệu. Nhưng mà làm sao tôi có đủ 120 triệu, thằng này nó làm gì nó đủ 90. Bây giờ sao? Bây giờ muốn đóng phạt hay là muốn ở tù? Ôi sao nghe qua như sét đánh ngang à. Đây. Ôi bà nghe xong bà xỉu ngang à. Không à. Giờ sao vậy? Không, anh tổ trưởng. Anh đi. Thôi đi. Anh tổ trưởng, bằng mọi cách anh phải cho em cơ hội. Phải cho cơ hội. Cơ hội cái gì? Ăn cướp kìa. Ăn cướp. Thôi, không có tiền đâu. Bà cướp, bà cướp có tiền thưởng. Nhanh lên, tiền thưởng này, bà cướp liền, nhanh lên, nhanh lên. Ăn cướp, ăn cướp. Con kìa. Ăn cướp. Trời ơi, ghê quá, ghê quá. Chạy ra, chạy ra. Chạy ra, chạy ra. Đồng phạm nó nè, chạy ra. Thôi đừng đánh người ta. Thôi, đừng đánh. Hiểu lầm rồi. Thằng này mới đồng phạm nè. Đồng phạm luôn. Đóng phim, đóng phim. Đóng phim. Trong phim mấy bà mấy má ơi hung dữ quá à. Trời ơi, manh động ơi là manh động. Bây giờ tôi càng muốn chết luôn. Nhỏ dữ vậy không biết nữa à. Tôi quánh thằng nhỏ như con không đẻ vậy đó. Trời ơi. Cái ông này đâu nãy nữa nè. Dạ, câu chuyện rõ như ban ngày thì được kết thúc tại đây. Dạ. Ôi trời, tay thật lớn luôn à. Hay quá, hay quá. Qua cái câu chuyện anh thấy cái diễn xuất của em quá tốt. Hai em phải đóng phim thôi. Đóng phim hả? Phải đóng phim. Anh trụ tụ tay lắm chân bùng biết gì đóng phim. Không, em sinh ra để nổi tiếng em à. Nổi tiếng không anh? Trời, cái mặt em là được lên là được người ta khen dữ lắm nè. Mặt em thần không anh? Thần lắm. Còn mặt em sao? Kỳ. Ừ.
Nhưng mà có duyên á, nhưng mà có duyên. Duyên hả? Mà em có duyên lắm. Duyên lắm hả? Bây giờ ghi tên hai em này vô. Dạ dạ dạ. Ê, ghi danh nha, đóng phim nha. Đóng phim, đóng phim liền không? Đóng phim liền không? Rồi làm tiếp ha. Rồi chưa? Xong chưa? Rồi. Dạ rồi, ở đây. Rồi xong xong. Kê kê cho em ký hợp đồng cái. Ủa em? Mày ký giùm tao luôn, ký giùm tao luôn. Mày tên gì vậy? Anh bây giờ mình cách xong phim giang hồ rồi, mình có diễn viên rồi. Bây giờ mình đi quay luôn không anh? Không. Cá tiếp một bộ phim này, anh thấy cái sớm này có khả năng lắm. Nữa hả anh? Bây giờ cá một cái bộ phim với chủ đề cổ trang, tình người duyên thỏ. Tình người duyên thỏ. Cổ trang nha. Cổ trang. Cá tiếp cho anh. Ok anh. Bắt đầu. Quý phi. Quân dương. Quý phi. Quân dương. Ngồi ngồi nhìn nhau, lòng này quặn đau. Lệ tràn bờ mi, nói không nên lời. Vì đâu nên nói, từ nay thôi hơn ân tình duyên xưa giờ tan. Một tên ban truyền cho ơi thác quan tiếc đau thân này sao người nhân tâm. Cha khanh bài mưu gian, quân dương gây điêu tàn gian sang. Quân dương ta không hề nghi quan, bao dân lành không thương trong lầm than. Dòng nước mắt rớt rơi cha tiếng cha xa dương trần, dù bao cô dâu phong ba tiếng yêu xưa không rời. Thân gái còn chi đâu, hỡi cha ơi, chờ con. Quý phi. À! Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, hay quá. Ôi, tụi em mới diễn một cái trích đoạn nhỏ nhỏ thôi, cái câu chuyện ngắn gọn có tên là Sầu xăm thương ly biệt, chiều đông gió lạnh về, chia ly đôi ngã đường, kẻ bắt người nam én nhạn bay về nơi đâu hết. Dạ, người cha ra đi, người con rất là đau khổ, năn nỉ người chồng tha thứ, nhưng người chồng không tha thứ, người con khóc than như vậy mà người chồng vẫn không tha thứ nên người con chết theo cha. Tiểu phẩm đến đây xin hết ạ. Dạ. Hay quá em ơi. Trời, cái này không phải là em mà là cô chú hả? Dạ, tụi tôi bán nước mía đây nè. Trời, cô chú, con xin lỗi nha, có khi nào hồi nãy con nhìn không ra cô chú phải nghệ sĩ mà có hoạt động mà phóng cô chú? Không có phải, nghệ sĩ cái gì đâu, nãy hát bậy bạ, hát không có nhớ lời nữa đó, thấy không? Không có nhớ gì đâu. Bây giờ về phim con đóng liền đi. Trời ơi, được không mình? Sao? Người ta kêu mình đóng phim kìa. Trời, chứ người ta cần quá thì mình giúp người ta thôi chứ. Thôi kệ, cứ coi như mình đóng bậy bạ vài cái gì đi nghe. Ghi danh, ghi tên vô, ghi tên vô. Ê, thôi đó nghe nè, đừng có ghi tên thiệt, tụi tôi xấu lắm. À, đổi tên hả, đổi tên. Lấy cái nghệ danh gì mới mới đi. À, rồi rồi. Đại Nghĩa Khả Như. Ờ, ghi vô. Anh này Khả Như, chị này Đại Nghĩa. Ủa, tên em đàn ông hả? Ờ, kệ nó đi. Rồi, rồi xong em. Vô, vô ngồi chờ. Hiểu phải không? Dạ, cô chú ngồi chờ. Cô chú ngồi chờ. Đóng phim mà trời. Anh nói rồi, chỗ này hay. Cát một cái phim cuối danh luôn. Phim gì anh? Cát một cái phim tâm linh đi. Cát liền anh? Cát liền để còn thời gian, mau lên. Dạ được, dạ được. Casting phim tâm linh kinh dị, bắt đầu. Mọi người. Ôi trời, cái gì? Nhìn sớm để tối vậy? Em lạnh sống lưng quá anh ơi. Ôi, xa. Trời ơi, trời ơi. Ôi các quan hồn, siêu thoát đi, siêu thoát đi. Ấy, ôi các hiền hồn thiện dòng, nghe lời ta thỉnh, mau mau đáo chàng. Hay xa, siêu thoát đi, siêu thoát đi. Cô ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô ơi, trời ơi, cương thi bị què. Trời ơi, ba con ơi, cà tưng mà bị nhảy dây là sao trời? Đi. Quá. Trời ơi. Trời ơi. Đổi tâm lý luôn. Mà thiếu nhi. Quá. Chó gì cho ăn không? Cho bối mi. Trời ơi, ghê quá. À, à. Đổi không? Ta lại. Tại sao ta lại đây? Trời ơi. Vậy? Các người đối xử với ta vậy? Trời ơi. Trời ơi. Mày, ngã quỷ, hãy đầu thai.
Trời ơi, anh đạo diễn, anh đạo diễn. Ghê quá anh. Cái cảm giác cũng như là hai người này là bị ma nhập thiệt luôn anh. Ủa giờ sống hay chết vậy? Em đâu biết. Trời ơi. Mày đạp chân tao lâu quá nè. Dạ thưa, tiểu phẩm bài trừ mới tính dị đoan của hai cha con tôi xin phép được kết thúc. Trời ơi, hay quá. Xuất sắc luôn á trời. Nãy giờ là diễn xuất thôi hả? Dạ, mình giỡn thôi. Kịch bản này ai viết? Ông giỡn ngẫu hứng, hai cha con giỡn hàng ngày thôi à. Trời ơi, ngẫu hứng hả? Ừ. Diễn hay quá, có quà tặng anh nè. Trời ơi, diễn hay quá trời. Nè, sắm cái này mới ghê nè, nó mỗi lần mà làm cái gì hai cha con giỡn là cứ chưởng chứ nè. Ghê không? Chú ơi, con cảm thấy chú. Chú đó. Chú ơi chú, mình nghiêm túc cái chú. Chú mình nghiêm túc đi chú. Ghi danh vô, ghi danh vô, ghi danh vô, tên gì ghi vô. Ủa vậy cũng được luôn hả? Ghi danh vô. Sợ quá. Vừa rồi có bộ phim ma sợ quá. Sợ quá. Gạch đại nghĩa Khả Như cho anh. Dạ. Ủa sao vậy anh? Diễn giả quá. Bây giờ tôi nói nghe là không cần cast nữa. Bây giờ tôi cho những người trong cái sớm này đóng phim tôi hết luôn. Trời ơi, hay quá. Không, bây giờ là xếp hàng từ từ em ghi danh. Ghi danh vô. Từng người đóng một phim khác nhau nha. Rồi, đúng rồi, ghi danh xếp hàng nha mọi người. Ghi danh tất cả mọi người trong sớm này cho anh. Tất cả mọi người trong sớm. Ừ. Trừ đại nghĩa Khả Như. Thôi vậy thôi, ghi danh được nhiều người, ghi danh đứng xếp hàng. Xếp hàng, ghi danh. Em tên Lưu Đức Hòa. Ê, đằng sau, chạy tới kìa. Trời ơi, thôi chết rồi, có sao không? Nè, còn thở, có sao không vậy? Nè, cái bà kia, bà đụng xe, sao bà không xuống xe mà còn ngồi trong đó nữa? Bà nghe. Đâu guốc tôi đâu rồi? Làm cái gì vậy? Ở đâu? Ê nè. Trời ơi. Trời đó guốc tôi. Nó máng lên cổ hèn chi tôi mới đạp cái thắng cái ga tôi xịn quá. Trời đất ơi bà sai. Trong xe nuôi rượu không hả? Nồng nặc quá đi. Trời ơi. Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi đâu có muốn đâu, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Bà xuống mà coi người ta sao kìa. Xuống đi. Xuống sao được? Trời đi mà... xuống xe lẹ lên. Xuống. Coi như tôi biết lỗi, tôi xin lỗi đi. Bà đi xuống xe coi người ta thế nào kìa. Đi xuống xe đi. Đi xuống xe lẹ lên. Từ từ chứ, thì xin lỗi đi chứ ai mà muốn. Lỗi phải cái gì? Bây giờ bà không xuống á, trước sai bà cũng phải chịu trách nhiệm với pháp luật thôi. Đúng rồi. Xuống đi. Xuống xe đi. Cái gì vậy trời ơi? Tiếng còi bắt đầu cho trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã vang lên. Trời đã coi hay quá, Việt Nam ơi. Việt Nam vô được là cái chắc rồi. Yeah. Trời ơi mọi người ơi, mấy anh vừa đá hay mà mấy anh còn đẹp trai nữa rồi, đẹp trai quá. Trời ơi, Việt Nam mà vô địch hả? Mà tao bắt con rể tôi nha, cạo đầu liền tay. Trời ơi, Việt Nam mà vô địch, ngày mai tôi sẽ cởi đồ. Xong tôi diệt địch rồi đó, tôi tắm thôi mà. Trời ơi, trận này chắc phải vô địch cho mấy em U23 thôi. Làm cho mấy cái cầu thủ mình bị áp lực. Nhưng mà tôi nói thiệt nghe, vô địch một cái coi ngày mơi nghe. Tôi bận đồ bơi, tôi bưng bán nước mía. Trời ơi, nghe quá. Nói là làm. Nè, ngày mai mà anh nào tin Đức, tin Hải tới chỗ em là em giảm 50%. Thôi chào chung coi kìa. Mọi người ơi. Cái gì nữa, bà rút nè. Từ đây, chúng ta lại rút ra được một bài học quý báu. Bà rút ra hoài. Việt Nam của chúng ta có thể sánh vai với quốc tế về thể thao, không thua bất cứ một ai hết. Trời ơi, lùa cái gì mà như lùa dịch. Thiệt có đưa tôi vô, tôi suốt cho tức thiệt. Coi tôi đã tức không à, đứng bên trái mà chịu bên phải. Đập cái tiền. Đây nè, mấy người nghe tôi nói nè, thấy chưa, có chuyền banh vậy không mà chuyền không được nữa. Làm như vậy là nhục
nhục nhục màu cờ sắc áo. Trời ơi. Bởi vậy ta nói hả, cái chân ngắn thì về nhà bán rau muống với tôi đi. Mày đặt chỗ đó bà anh làm gì? Nghỉ ngơi đây. Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi, cái nết của mấy người dễ sợ quá. Mới hồi nãy ai khen thằng mấy thằng nhỏ ở đó hay hả? Ai khen cái miệng này khen nè. Rồi ai khen mấy thằng nhỏ đẹp trai, cái miệng này với ai? Mà bây giờ ông lên chửi mấy thằng nhỏ à? Quá trời. Con ta đẻ ra cho chơi gì? Ta đã ăn đó là niềm vui quốc gia. Ta đã thua cái là nỗi nhục quốc thể. Nè đó, có ngon gà đá đi đó. Bình luận làm cái chuyên gia hay lắm. Hay quá, vô đá đi. Mấy người phải biết á, là mấy đứa nhỏ này nè, nó bỏ ra biết bao nhiêu năm tháng, nó tập luyện, nó đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu trên sân cỏ nữa. Coi cho đã con mắt vô rồi nói người ta. Chơi vậy chơi nữa. Chị chạy hùng hục chứ cháu cũng thương ta thôi. Mọi người ơi, cái gì nữa bà?
nước quá. Ủa là tụi tôi đừng nâng cấp. Lúc mà Bảo kéo tới
Khanh. Các Khanh đã nếm trải được mùi của trần gian chưa? Dạ đã rồi. Những gì các Khanh báo cáo lên đều nằm trong tình trạng từ từ giải quyết. Ta mới quyết định để cho các Khanh nếm trải những sự thật và những biến cố đó, để các Khanh cảm thấy rằng là những vấn đề như vậy có nên giải quyết từ từ hay là không. Đúng. Dạ. Ngọc Hoàng quá sáng suốt. Ngọc Hoàng cho chúng ta nếm mùi, mà công nhận cái mùi đậm đặc thiệt. Nếm cái mùi đậm đặc đó xong, chúng ta mới hiểu được một điều rằng, muốn hiểu thấu được người dân, muốn cảm nhận được cái nỗi đau khổ của họ, thì chúng ta phải sống trong cái hoàn cảnh của họ, thì chúng ta mới hiểu được. Ngọc Hoàng quá sáng suốt. Ngọc Hoàng anh minh. Thì ra Ngọc Hoàng đã quá phép biến những chuyện lớn của cả nước thành những chuyện nhỏ trong một xóm nhỏ. Chỉ có như vậy thôi á mà khiến thần thiếp và các táo ở đây á, tất cả mọi người đều bức xúc đến như vậy đó. Muôn tâu Ngọc Hoàng, trải qua một cuộc bể dâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà sống muốn không nổi. Muốn gì người dân trải qua bao nhiêu mùa nước ngập nước lụt mà không phải là chỉ do xả rác, mà do chặt rừng phòng hộ, sạt lở đê bờ, thấy thương lắm Ngọc Hoàng ơi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn những vụ tai nạn do kẹt chân ga mà tông liên hoàn hết người này đến người khác, làm cho nhà nhà bức xúc. Bên cạnh đó còn có những vụ tai nạn thảm khốc như cái chuyện đi lùi trên đường cao tốc, rồi tài xế sử dụng chất kích thích ma túy mà tông hàng loạt người vô cùng thảm khốc. Thưa Ngọc Hoàng, mọi người ơi, còn tôi cầm sổ sinh tử trong tay. Nhiều khi tôi chưa cầm viết tôi gạch thì tụi nó đã chạy xe nó giật luôn cái viết, nó tự gạch tên trong sổ sinh tử. Mà nhiều khi gạch tên nó không tức, nó còn gạch tên những người chung quanh nó nữa. Trời ơi, công bằng ở đâu chứ? Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng, còn nhiều chuyện lắm mà chưa giải quyết. Nào là rút ruột công trình, rồi sản phẩm kém chất lượng, tàu điện thì ngưng trệ không ai dòm ngó gì hết trơn hết trọi á. Đường xá lô cốt không à, mọc lên như nấm vậy đó. Dân đi khổ cực lắm Ngọc Hoàng ơi. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn vấn đề thẩm mỹ viện không phải là xấu, nhưng có điều bác sĩ không có thật sự là bác sĩ có bằng cấp, chỉ mượn danh bằng cấp, mua bằng cấp để rồi đi sửa cho người ta, không có lương tâm đạo đức, sửa bơm hư. Ngọc Hoàng phải xem xét lại. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, tỳ thiếp cũng có điều muốn được bẩm báo. Thỏ Ngọc, thần đại diện cho những loài động vật, cũng muốn thông báo những điều vô cùng đau thương. Ở đây chắc có lẽ ai cũng biết, ngoài thỏ ra, chó là một loài động vật rất thân thiết với loài người, rất trung thành với loài người. Vậy mà nạn buôn bán chó, bắt nhốt chó ngày càng lộng hành. Người người mất chó, nhà nhà mất chó, từ Trung Thu tới giờ chưa kiếm được. Trời ơi. Dạ kính thưa Ngọc Hoàng, là động vật với nhau, Thỏ Ngọc thấy vô cùng thương xót. Nhìn tình cảnh đó, Thỏ Ngọc chỉ muốn khóc mà thôi. Hu hu. Cho ngươi lui. Còn ai nữa nào? Dạ thưa Ngọc Hoàng, dưới trần gian còn nhan nhản những loại thức ăn, thức uống kém vệ sinh, kém chất lượng, chưa kể đến những loại thực phẩm giả làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn nạn bạo lực học đường, tình trạng học sinh đánh học trò đánh giáo viên, rồi giáo viên tức quá đánh ngược lại học sinh với học trò, diễn ra như cơm bữa, ảnh hưởng đến tình trạng tâm sinh lý học của trẻ nhỏ. Muôn tâu Ngọc Hoàng, ngoài những chuyện đó ra thì ô nhiễm môi trường cũng trầm trọng không kém thưa Ngọc Hoàng. Ở dưới hạ giới bây giờ mỗi sáng thức dậy, người ta mở cửa ra thấy một làn sương mờ, tưởng đâu đó là sương sớm, nhưng không, đó là ô nhiễm môi trường, đó là khói bụi mù mịt. Tất cả mọi người rất là sợ ra đường, càng sợ ra đường người ta lại càng ở trong nhà, càng ở trong nhà thì càng bật máy lạnh điều hòa lên, càng bật lên thì lại càng làm ô nhiễm môi trường. Bây giờ tình hình ở dưới hạ giới rất là trầm trọng rồi thưa Ngọc Hoàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, còn về các hiệp sĩ đường phố thì tuy là võ nghệ cao siêu nhưng máu liều không bằng tuổi cướp. Bọn chúng đã gây ra đổ máu và thương vong cho các hiệp sĩ. Thiết nghĩ phải cần thêm an ninh trật tự để bảo vệ cho các người dân ạ. Điều ta luôn trăn trở đó là vấn đề ý thức về nạn xả rác bừa bãi. Tại sao mà bây giờ xã hội ngày càng văn minh,
mà ý thức của mọi người thì lại càng đi lùi. Ở những cái nơi lễ hội nè, ở những cái khu du lịch như là Sapa, Chùa Hương, Đà Lạt đều đầy rác hết. Và đặc biệt là ngay cái đêm giao thừa đó Ngọc Hoàng. Dạ, chúng thần xin đồng cảm sâu sắc với Thiên Hậu. Đặc biệt là những đêm giao thừa, rác cứ xả một cách vô tội vạ. Công nhân vệ sinh không thể nào về kịp giờ để cúng giao thừa với gia đình là bởi vì phải xử lý hàng đống rác của những người vô ý thức à. Tức ơi là tức. Tức gì vậy mình? Cái chuyện mà giữ gìn vệ sinh, không có được xả rác bừa bãi. Từ khi còn nhỏ, ấu thơ mầm non đi học ta được cô giáo dạy cho rồi. Vậy mà bây giờ cái chuyện đó lại trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Đó là do ý thức của con người ta thấp quá. Tức ơi là tức mà. Các Khanh nói đúng. Muôn Tâu Ngọc Hoàng còn một vấn đề nhức nhối, đó là các công trình đang thi công và phải đưa kiểm duyệt đúng như quy định. Thôi, giao thừa sắp tới, năm cũ cũng sắp qua. Mọi chuyện chúng ta nắm rõ từ nguyên do nguồn gốc. Các Khanh, sang năm mới hãy cùng với muôn dân và mọi người hãy tránh xa những điều tiêu cực, tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Ngọc Hoàng ăn mừng, tạ ơn Ngọc Hoàng. Nào các chư tiên, chúng ta hãy cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp đến muôn dân đi nào. Hoan hỷ tân xuân được như ý, tài lộc thịnh vượng phước an khang, tân niên hạnh phúc bình an tiến, xuân nhật vinh hoa phú quý lai, đa lộc đa tài đa phú quý, đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm. Chúc mừng năm mới.